Ngô Bình cảm nhận được thay đổi trong lò luyện võ đạo, trong nước thuốc có 5 loại cấm chế, lúc này toàn bộ đều được lò luyện võ đạo tách ra. Một loại cấm chế trong đó, phóng ra khỏi lò luyện võ đạo đầu tiên, dung nhập vào xương cốt, cơ bắp và máu của anh, hình thành một hệ thống cấm chế, những cấm chế này liên kết thành một chuỗi giúp anh nhanh chóng đã có được thần lực. Thì ra là cấm chế sức mạnh, Ngô Bình khẽ cười, xem ra truyền thuyết kia là có thật. Vị anh hùng anh kỳ đó có lẽ đã hấp thụ cấm chế sức mạnh trong nước thuốc. Có được cấm chế sức mạnh của Ngô Bình tăng lên gấp đôi. Cứ như vậy, uy lực lĩnh vực tuyệt đối của anh càng mạnh hơn, phát huy được sức mạnh tuyệt đối, khó mà chiến thắng. Loại cấm chế thứ hai sắp lao ra khỏi lò luyện võ đạo, anh đoán loại cấm chế này có khả năng khiến người ta sở hữu sức mạnh khống chế xâm chấp. Cấm chế này được lò luyện võ đạo tinh luyện, hấp thu không quá khó. Không chừng Thanh Nhiên cũng có thể hấp thụ. Anh gọi Chu Thanh Nhiên, một tay đặt trên đỉnh đầu cô, những cấm chế này chậm chậm đi vào thân thể Chu Thanh Nhiên như dòng nước đang chảy, một khi xảy ra chuyện gì bất ngờ thì anh sẽ thu lại cấm chế. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, mãi đến khi toàn bộ cấm chế đều được Chu Thanh Nhiên hấp thụ, cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu, khi một vài cấm chế cuối cùng đi vào thân thể Chu Thanh Nhiên bỗng xuất hiện đầy tia chớp. Cô ấy kinh ngạc. Hỏi, chồng à, em làm sao vậy? Ngô Bình vội dạy cô ấy cách khống chế sấm chớp thế nào, không lâu sau, Chu Thanh Nhiên đã có thể bay trong không trung, vừa vung tay là sấm sét đã nổ tung khắp trời, mấy nghìn tia chớp nổ tung trên không, uy lực rất đáng sợ. Ngô Bình biết anh đã đánh giá thấp hiệu quả của cấm chế sấm chớp này. Sở hữu được cấm chế sấm chớp, Chu Thanh Nhiên xem như đã là chủ nhân sấm chớp, có thể tùy ý khống chế sấm chớp tự nhiên, cũng có thể tạo thành sấm chớp từ hư không. Luồng điện chớp lóe, đang rèn luyện thân thể, thần hồn Chu Thanh Nhiên, cứ vậy không bao lâu sau, Chu Thanh Nhiên sẽ trở thành thiên kiêu tư chất siêu phàm. Chu Thanh Nhiên vui mừng nói, chồng à, bây giờ em cũng là cao thủ rồi. Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi, bây giờ em chỉ cần vung tay thôi là có thể nổ tung cả một vùng địa tiên. Ở lại Đông Tinh Quốc nửa ngày, hai người đến tối mới quay về Viêm Long. Khi quay về Viêm Long Quốc, Ngô Bình phát hiện mấy ngày nay Viêm Long lại có thay đổi dữ dội, càng có nhiều không gian gấp mở ra, diện tích lãnh thổ của Viêm Long đã tăng lên gấp trăm lần. Quay về nhà, Chu Thanh Nhiên lập tức đóng cửa tu luyện, cô ấy muốn thích nghi hoàn toàn với sức mạnh sấm chớp này. Dạo này Đào Như Tuyết rất nhàn rỗi, Ngô Bình vừa đến, cô ấy đã tìm đến, nói, Ngô Bình, em muốn mau chóng nâng cao tu vi. Người trong tộc bị giết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Đào Như Tuyết. Cô ấy ý thức được bản thân cũng phải có thực lực mạnh mẽ. Ngô Bình nói, đúng lúc, anh tặng em một thứ hay ho. Anh lấy ra từ trong lò luyện võ đạo loại cấm chế thứ ba, loại cấm chế này có liên quan đến lửa. Khi Đào Như Tuyết hấp thụ cấm chế lửa này, quanh người cô ấy bị bao phủ bởi một ngọn lửa thần ba màu. Bản thân Đào Như Tuyết đã có tu vi, dưới sự chỉ dẫn của Ngô Bình, cô ấy rất nhanh đã hiểu rõ phải khống chế ngọn lửa thế nào. Cô ấy vừa điểm tay, trong không trung xuất hiện một con rồng lửa màu tím, rồng lửa dài chừng 500 mét, thô cứng, lượn vòng trên không, tỏa ra sức nóng kinh người. Ngô Bình xem xét, ngay cả anh cũng không thể chịu nổi sức nóng từ ngọn lửa này, chỉ cần bị rồng lửa quấn quanh thân, dù chỉ một lát thôi cũng có thể bị thiêu thành cho rồi. Cũng giống như sức mạnh sấm chớp, sức mạnh ngọn lửa cũng bắt đầu rèn luyện thân thể Đào Như Tuyết, khiến tư chất cô ấy không ngừng tăng lên. Đào Như Tuyết có được sức mạnh ngọn lửa, cổ thần cơ tiểu thần càng không muốn ở trong thân thể cô ấy, nó chạy vào thân thể Ngô Bình nhanh như chớp, tìm một nơi thoải mái để ở. Ngô Bình bỗng suy nghĩ, nói tiểu thần, tao có một thứ đồ tốt, mày ăn không? Tiểu thần lập tức chui ra, trông ngóng nhìn Ngô Bình, thân mình mập mạp vặn vẹo, tỏ ý rất thích. Ngô Bình lấy ra 5 cái chai, đây là những thứ lấy từ giáo hội. Với kinh nghiệm bản thân, anh chắc chắn một lọ trong đó có lẽ sẽ có lợi đối với tiến hóa của côn trùng. Quả nhiên, tiểu thần lập tức bị lọ thuốc thu hút mà bay quanh nó. Ngô Bình đổ một ít vào tay, tiểu thần hút sạch một hơi, sau đó vẫy đuôi còn muốn thêm. Cứ như vậy, anh lại đổ thêm một ít, tiểu thần lại uống một ít, không lâu sau đã uống hết thuốc. Sau khi uống no, tiểu thần lập tức chui vào trong người Ngô Bình, nửa tỉnh nửa mê. Ngô Bình cũng mặc kệ nó. Anh đến nơi mà người nhà họ Đường đang ở, hai chị em Đường Tử Di và Đường Tử Yên đang cùng nhau luyện công, mấy ngày nay Đường Tử Di đều cố gắng tu luyện, cũng có chút tiến bộ. Thấy Ngô Bình quay về,
Đường Tử Di cười nói, chồng à, sao giờ mới về? Ngô Bình cười nói, đi một chuyến xa. Tử Di, thương lượng với em một chuyện. Đường Tử Di hỏi, chuyện gì? Ngô Bình, ở trên mạng tiên, anh có mở một cửa hàng bán đan dược, thi thoảng còn bán thêm một vài thứ khác, vì vậy mỗi ngày đều cần phải xử lý. Đường Tử Di, mạng tiên gì? Ngô Bình bèn lấy ngọc bàn ra, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, tiên nhi lại xuất hiện, chào mừng công tử đến mạng tiên. Ngô Bình, tiên nhi, cô ấy là Đường Tử Di, là người đại diện của tôi, sau này cô ấy sẽ thay tôi quản lý mạng tiên, sắp xếp chuyện cửa hàng. Tiên nhi, không sao, kể từ bây giờ, Đường tiên tử cũng có quyền lợi như Diệp công tử. Ngô Bình gật đầu, nói, hôm nay bán đấu giá một hóa tuyết đan đế phẩm. Lần này có Đường Tử Di tham gia, cô ấy tận mắt thấy buổi đấu giá có đến 100.000 người tham gia, hơn nữa kêu giá cũng rất kịch liệt. So với đan dược vương phẩm lần trước, lần này là đế phẩm, không chỉ hiệu quả tốt hơn, mà hiệu quả tổng thể còn tăng gấp bội. Đối với những tu sĩ có tài chính hùng hậu mà nói, đây mới là thứ mà bọn họ muốn. Hóa tuyết đan đế phẩm, giá khởi điểm 500.000 tiền báu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50.000 tiền báu, thời hạn 3 phút. Sau khi thời gian kết thúc, cao thủ đưa ra giá cao nhất có được đan dược này. 500.000, 550.000, 600.000. Không ngoài dữ liệu của Ngô Bình, giá cả tăng vào tới 1 triệu, sau đó tần suất tăng giá rõ ràng có chậm lại. Khi thời gian gần kết thúc, giá cuối cùng đã đạt đến 1 triệu 350.000 tiền báu. So với 1 triệu 260.000 tiền báu lần đấu giá trước, thì anh đã kiếm lời được 2 triệu 610.000 tiền báu rồi. Sau đó, Ngô Bình lại lấy ra một vài bí thạch lấy được ở Nam Cương, tinh trần khai thác được ở Đông Tinh Quốc cùng với một vài thứ không dùng đến. Đường Tử Di rõ ràng càng có đầu óc kinh doanh hơn cả anh, giá bán cao hơn thấy rõ, hơn nữa cô ấy ra tay cũng rất nhanh nhẹn. Giao mạng tiên cho Đường Tử Di, Ngô Bình quay về phòng đan dược luyện đan. Tam tai đan, ngoài hóa tuyết đan còn có tịnh hỏa đan và tức phong đan. Anh bắt đầu tu luyện tịnh hỏa đan. Luyện chế tịnh hỏa đan này khá khó. Nhưng kỹ thuật luyện đan cũng anh không hề tầm thường, lò thứ nhất đã thành công rồi, tuy chỉ là đan dược bậc 2. Lò thứ 2 lại đạt đến bậc 1, lò thứ 4 là vương phẩm, lò thứ 5 trên vương phẩm, mãi đến lò thứ 6 mới luyện được tịnh hỏa đan đế phẩm. 3 viên tịnh hỏa đan bậc 2 trực tiếp đem bán ra ngoài, mỗi viên 80.000 tiền báu, sau đó, 3 viên tịnh hỏa đan bậc 1, mỗi viên bán với giá 240.000. Được 720.000 tiền báu. Trong lúc Ngô Bình luyện đan, Đường Tử Di đã bán 4 lượng tinh trần, mỗi lượng 100.000 tiền báu, còn bán không ít thứ vụn vặt, tổng cộng được thêm hơn 160.000 tiền báu. Đến đây, tổng cộng anh kiếm được 3 triệu 970.000 tiền báu. Có tiền báu rồi, anh lại bắt tay khởi động lò luyện võ đạo, tiếp tục suy ngẫm về công pháp thất phẩm của Tiên Điện Thiên Võ, Âm Dương Tạo Hóa Công. Lúc lò luyện võ đạo chuyển động, anh cũng không lãng phí thời gian, cùng lúc tu luyện thiên cực kiếm kinh loại thứ 6, trọng kiếm. Trọng kiếm, tên cũng như nghĩa, đó là muốn làm cho kiếm quang nặng hơn. Kiếm quang vốn là dùng sự sắc bén để thắng, nhưng bước này lại cứ đi theo một con đường riêng, phải tăng độ nặng của kiếm. Không cần nghi ngờ, đây là một chuyện rất khó, bởi vì một khi kiếm quang đã nặng nề thì sẽ không còn nhẹ nhàng, linh động được nữa. Ngô Bình vừa có được cấm chế thần lực. Bây giờ sức mạnh của anh là vô biên, nhưng chỉ như vậy cũng không thể thi triển được trọng kiếm, vì vậy anh sử dụng kiếm vực. Kiếm vực này, là do khu vực tuyệt đối biến hóa mà ra. Vì vậy, anh thông qua lò luyện võ đạo, biến hóa sức mạnh tuyệt đối thành kiếm lực, khu vực do kiếm lực hình thành, chính là kiếm vực. Trong kiếm vực, kiếm quang cũng trở nên nặng nề hơn, đồng thời lại mất đi sự linh động. Cái gọi là đại trí nhược ngu. Lúc này nó đúng là câu dùng để hình dung kiếm quang của Ngô Bình. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, dù sao kiếm vực cũng không thể quá lớn vì sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của kiếm quang. Vì vậy dần dần, Ngô Bình đã thay đổi chiến lược, anh để kiếm vực theo cùng với kiếm quang, để kiếm vực với kiếm quang dung hợp một thể. Cứ như vậy, kiếm quang đến nơi nào, cùng đều có kiếm vực. Một tia kiếm quang bay lượn trong không trung rồi đột nhiên đập xuống mặt đất. Một ngọn núi nhỏ mấy trăm mét đã bị đánh vỡ. Đây là kiếm lực kinh khủng mà Ngô Bình phát hiện ra, một đòn này, cho dù là hư tiên cũng sẽ quay cuồng. Luyện thành trọng kiếm này thì Âm Dương Tạo Hóa Công kia cũng xem như hoàn thành. Quá trình này, tiêu hao hết 80.000 tiền báu của Diệp Thiên.
âm dương tạo hóa công, có thể tu luyện ra âm dương nhị lực, mà sau đó sức mạnh âm dương sẽ kết hợp và biến hóa, tạo thành các chiêu thức thần kỳ, tinh xảo hoàn mỹ. Âm dương tạo hóa công tổng cộng có 3 cấp, lần lượt là sức mạnh âm dương nhị nguyên, cửu âm cửu dương. Tu luyện vừa mới bắt đầu, anh đã nhận được tin tức của Vân Tịch truyền đến, nói bên kia xảy ra chuyện, hy vọng anh có thể đến Thái Thanh Tiên Cảnh một chuyến. Ngô Bình lập tức đến Vân Châu, Vân Phủ. Vân Tịch đã đợi ngoài cửa từ lâu, Ngô Bình vừa đến, cô ấy đã mời anh đến sau viện, lão tổ nhà họ Vân, Vân Phi Dương đang ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Ngô Bình, Vân Phi Dương cười nói, Ngô Bình, mời cậu đến, là có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu. Ngô Bình, lão tổ cứ nói. Vân Phi Dương, không gian mở ra, Thái Thanh Tiên Cảnh và vài thế giới đã nối liền một vùng, không ít thế lực đều đến Thái Thanh Tiên Cảnh, tình hình 7 châu có phần hỗn loạn, 6 châu còn lại đều đang dục dịch. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể giống như lần trước, giả làm một người có thân phận cưới Vân Tịch. Làm như vậy, Vân Thị chúng tôi cũng có chút sức mạnh rồi. Ngô Bình cười nói, lão tổ muốn tôi giả vờ là thế lực phương nào. Vân Phi Dương, ví dụ như Thiên Kiêu Tiên Vực Vĩnh Hằng, hoặc là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ. Ông ấy rõ ràng vẫn không biết, Ngô Bình chính là truyền nhân của Tiên Điện Thiên Võ. Ngô Bình, vậy làm Tiên Điện Thiên Võ đi. Vân Phi Dương gật đầu, được, cậu cứ giả vờ là Thiên Kiêu Tiên Điện Thiên Võ, với tư chất và thực lực của cậu, sẽ không có người nghi ngờ. Khẽ dừng lại rồi ông ấy nói tiếp, chỉ là, muốn cưới Vân Tịch nhà tôi, phải phô trương làm lớn một chút, như vậy người ngoài mới không nghi ngờ. Ngô Bình, phô trương sao? Không sao cả, quay về tôi sẽ chuẩn bị. Vân Phi Dương cười nói, để phô trương, thì Vân Thị tôi sẽ chuẩn bị, dù sao cũng là nhờ cậu giúp đỡ. Ngô Bình lại nói, quả thực là tôi muốn cưới Vân Tịch, vì vậy những thứ này sẽ do tôi sắp xếp, lão tổ cứ an tâm, sẽ khiến ông hài lòng. Nói đến đây, đôi mắt Vân Tịch sáng rực, đầu hơi cúi, như có chút xấu hổ. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, tốt quá rồi. Vân Thị tôi và 6 nhà khác, cũng có quan hệ thông gia, đến lúc đó con rể 6 nhà khác cũng đến, tất nhiên sẽ tranh hơn thua với cậu. Cậu cũng không cần khách sáo, cứ dốc sức phô diễn thiên tài và sức mạnh của cậu ra. Nói xong chuyện này, Ngô Bình nhân lúc rảnh rỗi liên lạc với Long Quân, An nói, sư huynh, em sắp cưới vợ rồi, làm sao để tổ chức phô trương chút vậy? Long Quân cười nói, muốn phô trương chẳng phải là chuyện quá dễ dàng à, chuyện này cứ để anh đây lo. Chào hỏi với Long Quân xong, Ngô Bình và Vân Tịch đến một khu biệt viện, nơi này là nơi Vân Tịch thường sinh sống. Vân Tịch, em kết thai rồi. Lần trước anh bảo Vân Tịch ở lại trong tháp Vạn Duy tu luyện, lúc nào đạt địa tiên cấp 6, lúc nào được ra ngoài, không ngờ cô ấy lại đột phá nhanh như thế. Vân Tịch cười nói, ừ, hôm trước mới đột phá địa tiên tầng 6, hơn nữa bản thân em cũng đã luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng thứ 5 rồi. Tu luyện đến thiên cực kiếm kinh tầng thứ 5 chứng tỏ Vân Tịch đã luyện thành công kiếm hoàn. Ngô Bình cười nói, khá lắm, để anh xem thử kiếm quang của em. Vân Tịch vung tay lên, một luồng kiếm quang màu xanh bay ra không trung. Ngô Bình cũng phát ra kiếm quang màu vàng, hai luồng kiếm quang đan vào nhau tạo thành một kiếm trận. Ngô Bình tu luyện chính hướng, còn Vân Tịch là thể thiên nghịch, tu luyện thiên cấp kiếm kinh này ngược hướng nên kiếm quang của hai người vừa lúc bổ khuyết cho nhau. Kiếm quang tạo nên hiệu quả không ngờ đến. Nhưng Ngô Bình nhận ra kiếm quang của Vân Tịch hơi yếu, dù sao cô ấy cũng không có nhiều tài nguyên như anh nên kiếm quang không sắc bén bằng anh. Suy nghĩ một lúc, anh lấy bình nguyên dược sức mạnh tinh hà ra nói, cũng không biết hiệu quả của thứ này thế nào, anh dùng thử trước, nếu tốt thì em dùng. Nói rồi anh đổ một giọt nước thuốc ra rồi cho vào miệng. Sau khi thuốc đi vào dạ dày thì nổ bùm một tiếng, biến thành một luồng sức mạnh tinh hà. Phải biết là một giọt nước thuốc có thể cho 100.000 người uống sau khi được giải phóng. Bây giờ anh uống một giọt tức là đã dùng liều lượng gấp 100.000 lần người bình thường. Lúc đầu Ngô Bình cảm thấy rất khó chịu nhưng không lâu sau đạo thụ bắt đầu dao động tạo nên vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ sức mạnh tinh hà. Một lúc sau, Ngô Bình lại uống thêm một giọt nữa, cứ thế anh ngắt quãng dùng hết 37 giọt nước thuốc. Cuối cùng đạo thụ như đã được hấp thụ đủ sức mạnh tinh hà. Không còn hấp thụ được nữa, ngược lại giải phóng ra sức mạnh tinh hà thuần túy nhất cung cấp cho Ngô Bình. Sức mạnh tinh hà này vốn dĩ cực kỳ mạnh, sau khi được đạo thụ luyện hóa thì trở nên ôn hòa hơn nữa bên trong cũng không có tạp chất. Sức mạnh tinh hà này rất kỳ lạ,
nó không lưu chuyển trong người mà ngược lại bị kiếm hoàn hấp thụ hết. Khi Ngô Bình tung ra kiếm quang lần nữa, một tinh quang sáng chói xoẹt qua không trung. Kiếm quang vừa xuất hiện, ngôi sao rung chuyển, sức mạnh tinh hà được thêm vào kiếm quang làm nó trở nên uy lực hơn. Kiếm hoàn hấp thu đủ sức mạnh tinh hà, Ngô Bình đưa hết phần sức mạnh tinh hà còn lại cho Vân Tịch. Anh nắm tay Vân Tịch, sức mạnh tinh hà dần đi vào trong kiếm hoàn của Vân Tịch. Tiện thể anh giúp Vân Tịch tu luyện thần thông kiếm đạo, kinh vĩ thiên địa để cô ấy bước vào thiên cực kiếm kinh tầng thứ 6. Kinh vĩ thiên địa này có 24 tầng thay đổi, anh lưu chuyển lò luyện võ đạo, tiếp tục suy ngẫm biến hóa tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Không lâu sau, anh nắm chắc biến hóa tầng thứ 2 và tầng thứ 3, đồng thời truyền lại cho Vân Tịch. Hai người tu luyện thiên cực kiếm kinh, không biết qua bao lâu, đến khi Vân Tịch luyện đến tam trọng biến hóa thì đã qua 5 ngày rồi. Hôm nay Mỹ Nương đến xin được gặp, Vân Tôn, Lôi Phá Thiên của nhà họ Lôi ở Lôi Châu xin gặp. Vân Tịch rất bất ngờ, Lôi Phá Thiên là thiên tài đứng đầu Lôi Châu, anh ta tìm tôi có việc gì? Mỹ Nương nhìn Ngô Bình, Vân Tôn, mấy ngày nay cô lộ mặt nên bên ngoài có người đồn rằng Liễu Thiên Lang là giả, nhà họ Tiêu tức giận, nghe nói sắp đến hỏi tội. Cậu Lôi này đến để mật báo. Vân Tịch cười mỉa, anh ta có lòng tốt vậy. Ngô Bình, để anh ta vào đi. Không lâu sau, một người đàn ông sải bước đi đến, dáng đi như rồng trầu hổ phục, khí tức rất mạnh, Ngô Bình liếc mắt thì biết người này đã ở cảnh giới động thiên. Lôi Phá Thiên nhìn thấy Vân Tịch thì nở nụ cười, Vân Tịch, đã lâu không gặp. Vân Tịch nói, Lôi Phá Thiên, anh tìm tôi có việc gì? Lôi Phá Thiên bật cười, sau đó nhìn Ngô Bình, người này là ai? Vân Tịch, chồng tôi. Lôi Phá Thiên cười. Nghe nói Liễu Thiên Lang chỉ là lá bài chắn do cô tạo ra, xem chừng chuyện này là thật rồi. Nhà họ Tiêu rất giận dữ, đang trên đường đến đây, không cho họ một lời giải thích hợp lý thì chỉ sợ không thể làm nhà họ Tiêu nguôi giận. Vân Tịch, đúng thế, tôi đã mượn thân phận của Liễu Thiên Lang nhưng đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu Lôi, mời anh về cho. Lôi Phá Thiên hừ một tiếng, Vân Tịch, tôi đến để giúp cô. Chỉ cần cô gả cho tôi thì nhà họ Lôi sẽ là đồng minh của nhà họ Vân, đến lúc đó chúng ta hợp sức lại, nhà họ Tiêu chắc chắn biết khó mà lui thôi. Ngô Bình nói, cái thứ rác rưởi như anh mà cũng muốn cưới Vân Tịch. Ai cho anh tự tin đó vậy? Lôi Phá Thiên nổi giận, này tên kia, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi tên là Ngô Bình, đệ tử của Tiên Điện Thiên Võ. Khí thế của Lôi Phá Thiên bỗng chốc không còn nữa. Hắn ngạc nhiên nói, gì cơ? Tiên Điện Thiên Võ. Ngô Bình, anh không nghe lầm đâu, là Tiên Điện Thiên Võ đó. Lôi Phá Thiên không dám tin, không thể nào, Tiên Điện Thiên Võ có địa vị cao quý không với tới, sao lại có một đệ tử hạ giới được? Ngô Bình giơ huy hiệu ra nói, huy hiệu Tiên Điện Thiên Võ của tôi, chỉ sợ cho anh xem rồi anh cũng không nhận ra. Lôi Phá Thiên nhìn huy hiệu, vội vàng nở nụ cười, hóa ra là anh Ngô, tôi có mắt không tròng. Xin anh Ngô tha tội. Nói rồi hắn cúi đầu thật thấp. Ngô Bình, Liễu Thiên Lang là một đàn em ở tiên giới của tôi, lần trước tôi không tiện để lộ thân phận nên giả làm cậu ta. Lôi Phá Thiên bày ra bộ mặt tôi hiểu cả, tất nhiên thân phận của anh không phải Liễu Thiên Lang có thể so được. Ngô Bình, lúc nãy anh nói Tiêu Biệt Ly sắp đến hỏi tội. Lôi Phá Thiên gật đầu, đúng thế, nhà họ Tiêu có một món bảo vật, nhà họ Tiêu tức giận. Nghe nói muốn sử dụng báo bối này để nhà họ Vân trả giá. Ngô Bình hỏi, bảo bối gì? Lôi Phá Thiên, một pháp khí có tên là Lạc Tinh, nghe nói có thể triệu hồi mưa sao băng, có sức phá hủy kinh người. Ngô Bình nhíu mày, nhà họ Tiêu này đúng là, tôi đã nể mặt thế mà còn không cần. Vân Tịch, chúng ta đến nhà họ Tiêu một chuyến. Nhà họ Tiêu nằm ở Tiêu Châu, là một trong 7 châu tiên cảnh của Thái Thanh. Lúc này Phủ Tiêu đang tập hợp số lượng người chuẩn bị tấn công Vân Châu để rửa nhục. Tiêu Biệt Ly và cụ tổ Tiêu Vạn Long đang bàn bạc, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly hiện lên sát khí, cụ tổ, không ngờ nhà họ Vân lại dám gạt cháu, cho người giả mạo Liễu Thiên Lang, cháu phải bắt nhà họ Vân dùng máu bù đắp nỗi nhục nhã này. Tiêu Vạn Long nói, Biệt Ly, ta vừa thăng cấp lên thiên tiên, cháu có thể dẫn người đi yêu cầu nhà họ Vân giải thích rõ ràng. Nếu thời cơ thích hợp thì hạ gục Vân Châu. Nhà họ Tiêu chúng ta cũng nên ra uy. Đúng lúc này, cổng nhà họ Tiêu bị ai đó đá vào, cánh cổng cao mấy mươi mét bị vỡ nát. Tiêu Vạn Long và Tiêu Biệt Ly lập tức chạy đến sân nhà, sau đó nhìn thấy Ngô Bình và Vân Tịch.
Tiêu Biệt Ly nổi giận, Vân Tịch, cô dám đến đây. Vân Tịch không nói gì, Ngô Bình lạnh nhạt nói, lần trước người giả mạo Liễu Thiên Lang là tôi, Tiêu Biệt Ly, nghe nói anh không phục muốn đến gây rắc rối cho nhà họ Vân. Tiêu Biệt Ly tức cười, tên kia, mày còn dám đến, tốt lắm. Bốp, Ngô Bình đấm vào mặt Tiêu Biệt Ly một cú, khóe miệng hắn chảy máu, đầu kêu ong ong mà vẫn không biết Ngô Bình ra tay thế nào. Tiêu Vạn Long kinh ngạc, thực lực của tên này mạnh quá. Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vạn Long nói, Tiêu Vạn Long, ông có tin một câu của tôi thôi có thể tiêu diệt cả nhà họ Tiêu không? Tiêu Vạn Long run rẩy, mặc dù ông ta đã là thiên tiên nhưng thiên tiên chẳng là khi ở trước mặt tiên điện thiên võ cả, nhưng tên này là đệ tử tiên điện thiên võ thật sao? Tiêu Vạn Long nói, cậu nói mình là đệ tử tiên điện thiên võ, có chứng cứ không? Ngô Bình vung một quyền, chính là một quyền phá thiên, võ kỹ bát phẩm của tiên điện thiên võ. Quyền ảnh đánh vào trong không trung khiến những đám mây trên trời cao lập tức tan ra, quyền ý kinh thiên động địa, khí tức đáng sợ khiến thiên tiên như Tiêu Vạn Long cũng run rẩy. Ông ta biến sắc, không dám nghi ngờ bất cứ điều gì nữa, vì cũng chỉ có các thiên ngạo của thế lực siêu cấp mới có thể đánh được một quyền như thế. Tiêu Vạn Long xin chào cậu Ngô. Tiêu Biệt Ly ngơ ngác, cứ nghĩ Liễu Thiên Lang là giả, nhà họ Vân không có nơi chống lưng, bây giờ xem ra thân phận thật của anh ta càng khủng khiếp hơn. Thiên tài tiên điện thiên võ. Hắn cúi đầu xuống, run giọng nói, anh Ngô, trước đây tôi có đắc tội, xin anh tha tội. Ngô Bình lạnh nhạt nói, Tiêu Biệt Ly, đòn tôi vừa đánh ra là võ kỹ bát phẩm của tiên điện thiên võ, phá thiên nhất quyền, anh nghĩ uy lực nó thế nào? Tiêu Biệt Ly run rẩy cả người nói, uy lực cực kỳ đáng sợ. Ngô Bình nói, đừng đến gây rắc rối cho Vân Châu, nếu không tôi sẽ dùng quyền này để đánh cho anh tan xương nát thịt. Tiêu Biệt Ly vội nói, vâng, tôi nhớ rồi. Ngô Bình lại nhìn Tiêu Vạn Long, nghe nói nhà họ Tiêu các ông có một bảo vật. Tiêu Vạn Long giật thót, thầm nói thôi xong, chẳng lẽ cậu ta muốn lấy món bảo vật này của nhà họ Tiêu? Ông ta nói, cậu Ngô, thật ra không phải bảo vật gì, chỉ là một món pháp khí thôi. Ngô Bình, vậy à? Tiêu Vạn Long thầm thở dài nói, mời cậu Ngô xem. Ông ta lấy một chiếc vòng tay ra. Vòng tay này được làm từ 108 viên ngọc châu đủ màu sắc, phóng ra sức mạnh tinh thần. Nhìn thấy vòng tay này, Ngô Bình cảm nhận được kiếm hoàn của mình rung lên, sức mạnh tinh hà trong kiếm hoàng đã bị vòng tay này hút lấy. Ngô Bình hỏi, pháp khí này có bán không? Tiêu Vạn Long ngây người nói, chuyện này. Ngô Bình, mặc dù pháp khí này của ông rất tốt nhưng ông không thể tế luyện nó, bán nó đi là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Vạn Long do dự. Ông ta không dám đắc tội với Ngô Bình, nhưng nếu bán thì lại lo Ngô Bình giở trò ép giá. Ngô Bình như biết được suy nghĩ của ông ta bèn nói, ông có thể ra giá tùy ý, nếu thấy hợp lý tôi sẽ mua, còn không tôi cũng không ép buộc. Tiêu Vạn Long yên tâm, ông ta suy nghĩ rồi nói, vật này là bảo vật tổ truyền của nhà họ Tiêu, có thể triệu hồi sao băng oanh tạc mặt đất. Ngô Bình, ra giá đi. Tiêu Vạn Long cắn răng, 500.000 tiền bảo. Nhà họ Tiêu đang định phát triển ở tiên giới, rất thiếu tiền nên ông ta mới to gan ra giá 500.000. Nào ngờ Ngô Bình không thèm chớp mắt ném cho đối phương một túi tiền, bên trong có 500.000, ông đếm lại đi. Tiêu Vạn Long vừa nhìn vào trong, quả nhiên có 500.000 tiền bảo, ông ta cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ người tiên điện thiên võ quả nhiên có tiền, 500.000 mà cứ như 50 đồng, không đau lòng chút nào cả. Ông ta vội vàng đưa vòng tay đó cho Ngô Bình bằng cả hai tay. Vòng tay đã nằm trong tay, đạo thụ bỗng phóng ra sức mạnh tinh hà, bị vòng tay đó hút hết vào. Sau một lúc, vòng tay bỗng sáng lên, mỗi viên ngọc châu đều xuất hiện một phù văn bí ẩn. Nhưng không lâu sau, anh cảm nhận được sức mạnh tinh hà không đủ, lập tức lấy một viên tinh hà ra, có dấu vết tinh quang phát ra từ trong tinh hạch, quấn quanh vòng tay. Tinh quang ngày càng nhiều, mấy phút sau, tinh hạch mất đi ánh sáng, tinh quang bên trong bị vòng tay hút hết. Vòng tay trước mặt vẫn chưa hấp thụ đủ, Ngô Bình cắn răng lấy thêm hai tinh hạch khác ra tiếp tục cho nó hấp thụ. Sau khi năng lượng trong viên tinh hạch thứ ba cũng bị hút sạch, 108 viên ngọc châu rung lên cùng lúc, phát ra tinh quang, thẩm thấu vào da của Ngô Bình. Tinh quang này nhanh chóng hòa vào nguyên thần của anh, ngoài bát trọng thần quang hình thành nên vầng sáng thứ 9, tinh quang. Đồng thời, giữa anh và vòng tay cũng tạo ra cảm ứng, điều này chứng tỏ anh đã tế luyện nó thành công. Vòng tay phản hồi lại thông tin liên quan cho anh, vòng tay này tên là Tinh Lạc,
được một vị cao nhân tuyệt thế dùng 108 viên hằng tinh nội hạch sắp tiêu biến luyện chế thành. Một khi sử dụng có thể triệu hồi tinh trần gần đó thì sẽ có một số lượng lớn các sao băng hướng tới phạm vi mục tiêu. Trước đó nhà họ Tiêu chưa thể luyện hóa nó nên chỉ có thể phát ra mấy nghìn sao băng, hơn nữa uy lực cũng bình thường. Bây giờ nó đã được Ngô Bình tế luyện, sức mạnh được giải phóng ra ngoài, một lần có thể phát ra 100.000 sao băng, mỗi một sao băng đều có uy lực đủ để đánh bại tiên quân bất tử. Càng đáng sợ hơn là vì đây là hằng tinh sắp tiêu biến nên những sao băng này đều mang theo lời nguyền chết chóc, tu sĩ bị sao băng đánh trúng, dù là thiên tiên cũng có thể sẽ chết trong thời gian ngắn. Hơn nữa bây giờ Ngô Bình chỉ có thể phát huy được chưa đến 1/10 uy lực của tinh lạc này, tu vi của anh vẫn chưa đủ để phát huy hết toàn bộ uy lực. Thấy Ngô Bình thế mà thành công tế luyện tinh lạc, Tiêu Vạn Long ngưỡng mộ không thôi, nhưng ông ta cũng biết chỉ riêng 3 tinh hạch mà Ngô Bình dùng không phải là thứ ông ta có thể có. Cất tinh lạc đi, Ngô Bình cười nói, cảm ơn. Sau đó hai người rời khỏi Tiêu Châu, quay về Vân Châu. Trên đường đi, hai người đi ngang qua Dương Thành. Ngô Bình nhớ đến lần trước đánh một trận với cụ tổ nhà họ Dương, nhưng giữa chừng lại bị một thế lực tiên giới xen vào, đối phương phóng ra con mắt quỷ quyệt, anh chỉ có thể bỏ đi. Anh bỗng hỏi, Vân Tịch, nhà họ Dương và gia tộc tiên giới có con mắt quỷ quyệt có quan hệ gì? Vân Tịch, Dương Thần Sách cưới người phụ nữ của một gia tộc ở tiên giới nên hai bên là thông gia. Ngô Bình hỏi, em biết gì về gia tộc đó không? Vân Tịch gật đầu, một thanh đồng thế gia ở tiên giới, gia chủ của nhà họ Ly Hỏa Nguyên Trung là một vị hư tiên, nghe nói rất có thể thăng cấp thành thần tiên, Ly Hỏa Nguyên Trung tặng con mắt quỷ quyệt cho Dương Thần Sách, đồng thời ra sức bồi dưỡng người này. Ngô Bình, chỉ là một hư tiên, anh còn tưởng nhân vật nào lớn lắm. Nói rồi anh bay lên trời đánh một đòn vào Dương Phủ. Một quyền ảnh cực lớn đánh trúng Dương Phủ, tất cả các phòng đều sụp xuống, người nhà họ Dương hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Có người tức giận quát, là kẻ nào ra tay với nhà họ Dương. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một con mắt kỳ quái nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không thèm nhìn nó, giơ tay lên vun ra một kiếm quang, quanh kiếm quang này là ánh sáng, hoàn toàn xem nhẹ uy lực của nó, đánh vào nhãn cầu. Pháp khí con mắt quỷ quyệt lập tức nổ tung, bên dưới có người hừ một tiếng, rõ là bị phản phệ. Một người đàn ông trung niên bước ra, Ngô Bình nhận ra người này, chính là cụ tổ nhà họ Dương. Người trung niên trầm giọng nói, anh bạn trẻ, tại sao muốn ra tay với nhà họ Dương? Ngô Bình lạnh lùng nói, trả thù cho một người bạn. Lúc đầu anh cứu hai ông cháu ở đây vốn dĩ có lòng tốt, nào ngờ nhà họ Dương phát thích huyết doanh giết chết một già một trẻ đó chỉ vì họ rời khỏi Dương Thành. Người trung niên, anh bạn, nhà họ Dương tôi không phải là nơi mà ai cũng có thể sỉ nhục. Ngô Bình bay lên trời tung ra một quyền, người trung niên hốt hoảng phóng một lá bùa ra, biến thành một con dao long hai đầu, gầm gừ chặn lại quyền ảnh của Ngô Bình. Lần trước, Ngô Bình và con thuồng luồng hai đầu này đánh bất phân thắng bại, nhưng nay anh đã khác xưa. Một quyền tung ra, con thuồng luồng hai đầu kia bỗng nổ tung, dư lực khủng khiếp còn lại của cú đấm rơi trên người người đàn ông trung niên. Rắc! Xương cốt toàn thân người đàn ông trung niên đều vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành bùn, chết. Sau khi đánh chết niên nhân, Ngô Bình hỏi Vân Tịch, Vân Thị có thể thu Dương Thành này vào địa bàn được không? Vân Tịch trả lời, lão tổ nhà họ Dương đã chết, nhà họ Dương cũng xong đời. Chỉ e là thông gia của nhà họ Dương sẽ không bỏ qua. Ngô Bình, nhân dân ở Dương Thành này bị ức hiếp quá khủng khiếp, diệt nhà họ Dương cũng xem như đã làm một việc thiện. Vân Tịch, chỉ bằng đổi nơi này thành Ngô Thành. Ngô Thành sao? Ngô Bình suy nghĩ một lát, thấy cũng được. Tuy họ Ngô này là họ của bố mẹ nuôi nhưng Ngô Bình là cái tên anh dùng từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng là bí danh của anh. Vậy thì đổi thành Ngô Thành đi, anh làm thành chủ. Sau đó anh đuổi hết tất cả người nhà họ Dương ra khỏi thành. Nhà họ Dương vẫn còn khá nhiều cao thủ nhưng không ai là đối thủ của Ngô Bình, bao gồm cả Dương Thần Sách, thế nên chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Sau khi đuổi người nhà họ Dương, Ngô Bình đã dùng thần niệm để chiếu hình ảnh của mình vào đầu của mỗi người dân trong thành, đồng thời nói với họ rằng, Dương Thành đã đổi thành Ngô Thành, Ngô Bình anh là thành chủ mới. Thật ra người dân rất an phận thủ thường, cần mẫn, chỉ cần để yên cho họ sống tốt, có cái ăn cái mặc thì chắc chắn họ sẽ cố gắng làm việc để tạo ra giá trị. Vân Tịch ở lại giúp Ngô Bình quản lý Ngô Thành. Trong thành có xấp xỉ 2 triệu dân,
khu vực ngoại ô rộng lớn còn có hơn 4 triệu nông dân, tổng cộng có hơn 6 triệu người. Ngô Bình làm thành chủ, xóa hết siêu cao thuế nặng, hơn nữa còn loại bỏ tổ chức khủng bố như Thích Huyết Doanh. Anh cũng không có thời gian để soạn bộ luật mới nên dứt khoát lấy luôn luật của nước Viêm Long đưa sang. Anh không giỏi quản lý, thế nên bảo Vân Tịch gọi một số người từ Vân Thị sang thành lập nha môn mới. Toàn thể nhân dân trong Ngô Thành đều cảm kích Ngô Bình, trước đây bọn họ sống trong nỗi khiếp sợ, làm cực muốn chết cũng không có được bữa cơm no, lại còn thường xuyên bị Dương Thị chèn ép. Bây giờ thì tốt rồi, không có thuế má, không có ai chèn ép, cuộc sống trở nên thoải mái và vui vẻ. Rất nhiều nhà lập bài vị trường sinh cho Ngô Bình, tối ngày dâng hương lễ bái. Ngày thứ hai sau khi Ngô Thành đổi tên đã có một đạo tiên quang giáng từ trên trời xuống, một luồng khí tức khủng bố bao trùm trên không. Có thế gia ly hỏa ở đây, ai dám diệt nhà họ Dương? Ngô Bình chẳng buồn nhìn, phất tay đánh một trưởng như lai thần trưởng, một bàn tay khổng lồ lấp lánh tinh quang mạnh mẽ bay về phía người đứng trong đạo tiên quang kia. Đòn này anh đã dùng sức mạnh của thần phù tử vi và ất mộc, có thể nói là một cú đánh toàn lực. Tiên quang kia lay động, phát ra tiếng trầm đục, sau đó tiên quang biến mất, người vừa lên tiếng kia lập tức chạy trốn, không dám xuất hiện. Vân Tịch hỏi, là ly hỏa nguyên trung à? Ngô Bình, chắc là vậy, nhận trưởng này của anh, chắc hắn không dám xuống đây nữa đâu. Nói rồi cơ thể anh khẽ lắc lư, cảm giác người hơi yếu. Anh nói, Như Lai thần trưởng này ít dùng thì hơn. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, Ngô Bình mới dần hồi phục. Đêm đó anh bắt đầu tu luyện âm dương tạo hóa công, công pháp này có 3 tầng, tầng đầu tiên là tu luyện ra sức mạnh âm dương. Sức mạnh âm dương chính là chỉ việc sức mạnh của bản thân sinh ra biến hóa âm dương, một khi biến hóa này xảy ra thì cũng có nghĩa là đã có được sức mạnh âm dương. Cũng giống như hỗn nguyên tiên lực của Ngô Bình, nó có thể sinh ra biến hóa âm dương. Loại biến hóa này rất phi diệu, có thể khiến sức mạnh của anh xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Có sức mạnh âm dương rồi, sức mạnh của Ngô Bình sẽ có vô số loại biến hóa, cái này gọi là có một sinh hai, có hai sinh ba, có ba sinh vạn vật. Âm và dương rõ ràng là hai thứ đơn giản nhất, nhưng khi lĩnh ngộ chúng nó, Ngô Bình lại cảm thất khá vất vả, anh buộc phải vào trạng thái ngộ đạo, đồng thời từ bỏ nhân cách tối thượng. Mất gần một ngày, cuối cùng anh cũng đã lĩnh ngộ được biến hóa âm dương. Điều này đã cho anh một gợi ý cực lớn, thế là anh bèn nghịch tu Thiên Cực Kiếm Kinh, mãi cho đến khi tu luyện ra được nghịch kiếm hoàn thứ hai, thậm chí là nghịch kiếm đạo thần thông. Lại qua 3 ngày nữa, hai loại kiếm hoàn đã mạnh ngang nhau, bọn nó phát ra kiếm quang, một cái có màu vàng kim sáng, một cái có màu xanh u ám. Anh xem Thiên Cực Kiếm Kinh là dương, còn nghịch Thiên Cực Kiếm Kinh là âm. Lúc thi triển, hai đạo kiếm quang một âm một dương xen lẫn, sinh ra sự biến hóa không thể lường được. Vù! Lúc anh điều chỉnh tỷ lệ âm dương thì kiếm quang lại sinh ra một thay đổi, uy lực tăng lên ít nhất 10 lần. Kiếm quang lóe sáng, trực tiếp chém nứt hư không, sao chăng đều vì nó mà mất đi ánh sáng. Mạnh quá, Vân Tịch cũng kinh hãi. Ngô Bình hoàn toàn chìm trong ý cảnh âm dương biến ảo, sức mạnh trong cơ thể, bao gồm cả nguyên thần của anh đều có thể chia ra làm hai nửa âm dương. Bỗng, anh mở hai mắt ra nói, đạo âm dương này chính là nguyên lý vạn vật biến hóa. Đến bây giờ, cuối cùng anh đã hoàn toàn lĩnh ngộ được sức mạnh âm dương. Hôm nay, Long Quân bỗng ghé đến. Thấy sư huynh đến, Ngô Bình rất vui, anh nói, sư huynh, có phải chuẩn bị xong hết rồi không? Long Quân cười đáp, sư đệ, sư phụ bảo anh đến mời cậu đi Tiên Điện Thiên Võ một chuyến. Ngô Bình hơi bất ngờ, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Long Quân nói, không có gì, chỉ là sư phụ muốn gặp mặt cậu thôi. Ngô Bình, sư huynh, có lẽ em không ở tiên giới lâu được, nhiều nhất là mấy ngày thôi. Long Quân cười nói, mấy ngày là đủ rồi. Ngô Bình đang định giới thiệu Vân Tịch với Long Quân thì anh ta bỗng kéo tay anh, hai người hóa thành một đạo ánh sáng bay lên trời cao. Vân Tịch hơi nhíu mày, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Ngô Bình cảm giác mình đang xuyên qua vũ trụ vô tận, không biết qua bao lâu. Hai người đã xuất hiện trong một tòa đại điện. Trong đại điện, Ngô Bình gặp điện chủ Ngạo Thiên, hai người họ đã thấy nhau trong bảo sách Thiên Kiêu, anh vội chào, chào điện chủ. Ngạo Thiên gật đầu, Lý Huyền Bình, bảo cậu đến bất ngờ thế này là hy vọng cậu có thể vào điện số 3. Ngô Bình nói, điện chủ, xưa nay Tiên Điện Thiên Võ nhiều thiên tài như thế đều không thể vào được điện số 3, chưa chắc tôi đã có thể thành công.
Điện chủ Ngạo Thiên cười nói, nếu đến vị nhân hoàng như cậu cũng không thể thành công thì người sau càng không có khả năng. Đi đi, tôi tin cậu. Điện chủ Ngạo Thiên phất tay, quang ảnh trước mặt Ngô Bình biến hóa, chớp mắt đã tới trước một điện phủ. Cửa lớn của điện phủ đóng chặt, còn Long Quân và điện chủ Ngạo Thiên không biết đã đi đâu mất rồi. Anh nhìn cửa lớn rồi giơ tay đẩy. Cú đẩy này khiến anh cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu tỏa ra từ trong cửa, anh lập tức biến đổi sức mạnh, đấu tranh với nó. Sau vài giây, cửa lớn bỗng mở ra, có nghĩa anh đã đủ tư cách để vào trong. Anh vừa bước vào trong điện, cửa lớn lại đóng lại. Trong đại điện, điện chủ Ngạo Thiên khẽ than, có Lý Huyền Bình ở đây, chúng ta cũng xem như là giữ được đời sau. Vẻ mặt Long Quân đau thương hỏi, sư phụ, Thiên Điện Thiên Võ không tránh khỏi kiếp nạn này được sao? Điện chủ Ngạo Thiên nói, hết cách rồi, sư phụ và điện chủ của điện số 1 đã tính toán nhiều ngày, hoàn toàn không tìm ra cách phá giải. 2. Trời muốn diệt Thiên Điện của ta mà. Long Quân, sư đệ có thể vượt qua kiếp nạn này không? Điện chủ Ngạo Thiên, điện phủ vô cùng thần kỳ, trước khi chính thức mở cửa thì không có bất kỳ sức mạnh nào có thể xâm nhập được. Lý Huyền Bình ở trong đó, có thể vượt qua được một kiếp. Lúc này, trong nơi sâu thẳm của vũ trụ vô tận, 10 bóng hình khổng lồ đứng giữa hư không, đồng thời đang niệm một lời chú vừa cổ xưa vừa khó hiểu. Lời chú vừa vang lên, 10 phương chấn động, khắp trời đất run rẩy, trong Thiên Điện Thiên Võ, vô số trưởng lão, đệ tử bỗng đồng loạt phun máu, cơ thể dần tan chảy như sáp đèn cầy. Điện chủ Ngạo Thiên nhìn học trò cưng Long Quân của mình biến thành một vũng máu thì thét lên một tiếng đầy thê lương, nhưng một giây sau, ông ấy cũng hóa thành một vũng máu, thân thể và thần hồn đều bị diệt. Gần như trong một tích tắc, cả Thiên Điện Thiên Võ, từ điện chủ cho đến đệ tử đều bỏ mạng, chỉ có Ngô Bình đã vào trong điện số 3 không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu anh ở bên ngoài thì sẽ phát hiện ra có người đang sử dụng lời nguyền có uy lực lớn nhất, ác độc nhất với cả Thiên Điện Thiên Võ. Trước tiên môn của Thiên Điện Thiên Võ, vài tốp thế lực lặng lẽ tới, cướp hết tài sản của Thiên Điện, cuối cùng một mồi lửa đốt sạch. Dường như Thiên Điện Thiên Võ hùng mạnh chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Ngô Bình vào điện số 3, điện phủ rất lớn, cũ kỹ thê lương, trên không trung cách mặt đất tầm 1 mét lơ lửng rất nhiều sách được hình thành từ năng lượng và những viên đan dược lạ thường. Một đạo quang ảnh hiện lên, là một ông lão có hình vóc cao lớn, ông lão nhìn Ngô Bình nói, người đời sau, nơi này là điện số 3 của Thiên Điện Thiên Võ, điện truyền kỳ. Điện truyền kỳ có 42 bộ công pháp, 60 loại võ kỹ. Cùng với 24 viên đan dược. Đa phần công pháp của điện truyền kỳ là những công pháp trên tứ phẩm. Ngô Bình hỏi, số công pháp này, tôi đều có thể học sao? Ông lão, trong này không chỉ có công pháp mà còn có cảm ngộ và kinh nghiệm của những người có thành tựu cao nhất. Tất cả công pháp võ kỹ đều được phân theo độ khó, có thể học được bao nhiêu phải xem thực lực của cậu. Ngô Bình, tôi có bao nhiêu cơ hội? Ông lão, chỉ cần học được 3 loại công pháp phía trước thì cậu có thể trở thành chủ nhân của điện truyền kỳ, đồng thời có thể mang theo điện truyền kỳ bên mình, mãi cho đến khi có người vượt qua cậu thì mới thay thế được, trở thành chủ nhân mới của điện. Ngô Bình không ngờ rằng điện phủ này lại có thể mang theo bên mình, nói vậy thì điện chủ Ngạo Thiên vẫn luôn mang theo điện số 2 bên mình sao? Anh hít sâu vào một hơi, đi thẳng về phía quyển công pháp đầu tiên đang treo lơ lửng trên không trung. Lúc thân thể anh tiếp xúc với quyển công pháp đó, một luồng sức mạnh cuồn cuộn xông vào cơ thể anh, cùng với đó còn có cảm ngộ và kinh nghiệm của người đời trước đối với công pháp này nữa. Thần Long Quyết quyển thượng, mắt anh sáng hẳn lên, luồng sức mạnh kia thăm dò trong cơ thể anh, dựa vào đó để phán đoán anh có thích hợp hoặc có thể tu luyện công pháp này hay không, kết quả rất rõ ràng rồi. Anh tiếp tục đi tới quyển công pháp treo lơ lửng thứ hai, đây là quyển chung của Thần Long Quyết, kết quả cho thấy anh cũng có thể tu luyện. Sau đó anh không do dự bước về phía quyển công pháp thứ ba, quyển hạ của Thần Long Quyết. Quyển hạ anh vẫn có thể tu luyện. Sau khi tiếp xúc với 3 quyển công pháp, tiếp theo đó là một viên đan dược. Ông lão nói, tố chất thiên phú của cậu đủ để tu luyện Thần Long Quyết. Công pháp này thích hợp cho tu sĩ cảnh giới Long Môn tu hành, trước mắt cậu vẫn chưa đạt được yêu cầu tu luyện, viên đan dược phía sau được gọi là Long Biến Thần Đan, có tác dụng hỗ trợ. Đương nhiên Ngô Bình biết Thần Long Quyết này có thể khiến anh có cơ hội rất lớn để chạm đến tầng thứ 3 Long Biến. Phải biết rằng mấy thiên tài như Thiên Chủ Thanh Tuyết cũng chỉ mới đạt đến Long Biến tầng 1, còn Long Biến tầng 2 cô ta mới chỉ được xem qua mà thôi. Đây chính là điểm mạnh của Thần Long Quyết, giúp con người có thể đạt đến Long Biến tầng 3.
Anh gật đầu, chắc bây giờ tôi đã là chủ của điện truyền kỳ rồi. Ông lão, đúng vậy. Ngô Bình, tôi rời khỏi đây trước đã. Nói xong, anh rời khỏi điện số 3, đồng thời trên tay có thêm một chiếc nhẫn, trên đó có khắc phù văn cổ xưa. Điện truyền kỳ ở trong chiếc nhẫn này, lúc nào anh cũng có thể vào trong để lấy truyền thừa. Vừa bước ra ngoài, Ngô Bình đã ngây cả người ra, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là thi thể thối rữa rồi hình thành một vũng máu. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, một bàn tay xé hư không rồi kéo Ngô Bình vào. Chớp mắt, Ngô Bình đã rơi vào một không gian kỳ lạ, xung quanh không có gì cả, chỉ một màu đen kìn kịt. Ở đây có một ông lão đang ngồi, già đến nỗi không thể nào già hơn được nữa, mặc một bộ đồ rách rưới, trông ông lão cứ như có thể chết đi bất cứ lúc nào, khí tức rất yếu. Lão nói, cậu nhóc, cậu không cần nhìn nữa đâu, tiên điện thiên võ ngoài cậu ra đều đã chết hết rồi. Ngô Bình siết chặt nắm đấm, ai đã làm? Điều này cậu phải hỏi Ngạo Thiên. Lão lấy ra một viên chân châu phát ra một tia sáng, xuất hiện hình ảnh của điện chủ Ngạo Thiên. Lý Huyền Bình, lúc cậu nhìn được hình ảnh tôi để lại đây thì chắc là tiên điện thiên võ đã không còn tồn tại nữa rồi. Một số thế lực mạnh nhất của khắp chư thiên vạn giới câu kết với nhau, hạ một lời nguyền mạnh mẽ và ác độc nhất. Tiên điện thiên võ của tôi không thể nào chống lại được, tất cả đều đã diệt vong, chỉ mình cậu còn sống. Ngô Bình hỏi, điện chủ, sao họ lại diệt tiên điện thiên võ? Vì họ tính toán được nếu để tiên điện thiên võ tiếp tục lớn mạnh thì rất nhiều thế lực trong số họ sẽ lụi tàn, điện chủ Ngạo Thiên nói, chỉ một hai thế lực đơn lẻ trong số họ chắc chắn sẽ không dám ra tay với tiên điện của tôi. Thế nên tất cả bọn họ bắt tay nhau, không tiếc vốn liếng để hạ lời nguyền này, chúng tôi không có cách nào để phản kháng. Lúc này, điều duy nhất có thể làm là đưa cậu vào điện số 3, giữ lại đời sau duy nhất. Ngô Bình, điện chủ, ngài không phải là Đại La Kim Tiên sao? Lẽ nào còn sợ lời nguyền? Điện chủ Ngạo Thiên, Đại La cũng sẽ bị hủy diệt, không có sinh mệnh nào là bất diệt cả. Lý Huyền Bình, ta và điện chủ điện số 1 để lại hai tòa điện phủ ở chỗ bản cũ Hủ Mộc Đạo Quân. Nhờ ông ấy giao lại cho cậu. Hủ Mộc này đã nợ ta một ơn nghĩa, là người ta có thể tin tưởng. Công pháp của điện số 1 và điện số 2 chưa hoàn toàn mở hết, với tố chất của cậu, chắc chắn có thể trở thành chủ nhân mới của hai điện. Cuối cùng, ta sẽ nói ra tên của những thế lực hãm hại tiên điện thiên võ, cậu nhất định phải nhớ kỹ, đến một ngày cậu đủ lớn mạnh phải báo thù rửa hận. Sau đó, tên từng thực lực, từng người xuất hiện, Ngô Bình nhớ kỹ từng cái một. Nói đến đây, điện chủ Ngạo Thiên cười, Lý Huyền Bình, chắc chắn tiên điện thiên võ có thể phát triển lớn mạnh trong tay cậu. Nói xong, quang ảnh tan biến, sắc mặt Ngô Bình vô cùng khó coi. Vốn tưởng đã tìm được một chỗ dựa lớn mạnh, có thể tung hoành ở hạ giới rồi, ai ngờ mới có mấy ngày, chỗ dựa đã đổ, hơn nữa lại còn bị tiêu diệt sạch. Ông lão nhìn Ngô Bình nói, cậu nhóc, hôm nay chúng ta chỉ gặp nhau một lần, từ nay về sau, tôi không biết cậu, cậu cũng không biết tôi. Ngô Bình hỏi, sao tiền bối lại nói lời này? Ông lão khẽ than, cậu đấy, là một kẻ chuyên rước họa, ai gần cậu sẽ xui xẻo, thế nên cậu đừng có hại tôi. Nói rồi lão đưa hai chiếc nhẫn cho Ngô Bình, sau đó phất tay, Ngô Bình cảm thấy trời đất xoay chuyển. Đến lúc anh hoàn hồn lại thì mình đã trở về hạ giới, đang đứng trong ngọn núi lớn ở phía nam. Tâm tình của anh rất tệ, không còn thân phận là đệ tử của tiên điện thiên võ nữa. Anh buộc phải tìm kiếm một thân phận mới, nhưng phải đi đâu đây? Anh lập tức bói cho mình một quẻ bói hiển thị rằng trong vòng vài năm tới, anh tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Khiêm tốn thì khiêm tốn vậy, anh khẽ than, rồi tới Châu Vân để gặp Vân Tịch. Lúc gặp Vân Tịch, anh nói, Vân Tịch, tiên điện thiên võ không còn nữa, sau này anh không còn là đệ tử của tiên điện thiên võ nữa rồi. Vân Tịch kinh ngạc, không còn nữa sao? Anh gật đầu, bị tiêu diệt sạch rồi. Thế nên anh không thể cưới em một cách rình rang nữa, thậm chí sau này còn không được tùy tiện lộ mặt ra ngoài. Vân Tịch nói, không sao, em có thể đợi anh. Ngô Bình, anh vẫn còn một thân phận nữa, là Trương Tiểu Bình của Thiên Địa Kiếm Tông, nếu em bằng lòng thì anh sẽ dùng thân phận Trương Tiểu Bình để cưới em. Tuy Thiên Địa Kiếm Tông không bằng Tiên Điện Thiên Võ nhưng Thanh Đồng Thế Gia cũng không bì được đâu. Vậy thì Vân Thị của em cũng xem như là tìm được chỗ dựa. Đương nhiên là Vân Tịch đồng ý, cô ấy không quan tâm đến thân phận của Ngô Bình. Vân Tịch, anh phải về Thiên Địa Kiếm Tông để nói rõ chuyện này với Tông Chủ. Thời gian này em cố gắng tu luyện,
chỗ dựa có mạnh đến đâu cũng không đáng tin bằng thực lực của chính mình. Đương nhiên Vân Tịch hiểu ý của Ngô Bình, cô ấy gật đầu, em hiểu. Sau khi từ biệt Vân Tịch, Ngô Bình trở lại Thiên Địa Kiếm Tông. Tông chủ La Thiên Tướng đang bế quan, Vạn Hồng Uy đã chết, nên bây giờ ở Thiên Địa Kiếm Tông, Ngô Bình là đệ tử của tông chủ có quyền uy lớn nhất, tất cả mọi người đều phục tùng mệnh lệnh của anh. Anh tới Điện Thanh Liên trước, lúc trước Mộc Tâm Lan phụng lệnh của anh đã tới ngoại viện Thục Sơn để trấn giữ, ở lại điện lúc này là hai chị em Lâm Thanh Giao và Lâm Bích Giao. Anh tập hợp các nữ đệ tử nòng cốt rồi nói, bây giờ tôi truyền thụ cho các cô thiên địa kiếm quyết này là công pháp đế phẩm, uy lực hơn xa thanh liên kiếm quyết, các cô phải chăm chỉ tu luyện. Chỉ cần các cô có thành tựu, chắc chắn tôi sẽ đưa các cô lên làm đệ tử chính thức của Thiên Địa Kiếm Tông. Mọi người vui mừng, đồng thanh hô rõ. Sau khi truyền kiếm quyết cho mọi người xong, Ngô Bình lại tới Hạo Thiên Kiếm Phủ. Phủ chủ của Hạo Thiên Kiếm Phủ đã bị nhốt ở tiên giới. Nhờ quan hệ tốt với đệ tử ưu tú, bây giờ Hồng Lăng được xem như là thủ lĩnh ở đây, nói một là một, hai là hai. Anh tới đây thật ra là muốn gặp mặt sư phụ của mình Kiều Bộ Tiên. Trước đây anh chưa từng đến Hạo Thiên Kiếm Phủ, thế nên anh vừa đến, đệ tử trong kiếm phủ đều hoang mang, lập tức cho người đi gọi Hồng Lăng. Hồng Lăng thấy Ngô Bình liền nói, anh Trương đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa thật đáng trách. Hai người đóng kịch mãi cho đến khi vào đến chỗ ở của Hồng Lăng, anh mới nói, Hồng Lăng, sư phụ đã xuất quan chưa? Hồng Lăng, vẫn chưa, chắc cũng sắp rồi. Ngô Bình, vừa nãy đi một vòng anh mới phát hiện ra môi trường ở Hạo Thiên Kiếm Phủ rất khá đấy. Hồng Lăng, đương nhiên rồi, thật ra Hạo Thiên Kiếm Phủ này có liên quan với Hạo Thiên Môn mà. Ngô Bình cả kinh, có liên quan với Hạo Thiên Môn sao? Hồng Lăng gật đầu, phủ chủ từng nói với em. Vị trưởng lão Thục Sơn khi xưa lập ra Hạo Thiên Kiếm Phủ, năm xưa đã có được truyền thừa của Hạo Thiên Môn, thế nên mới lấy tên là Hạo Thiên Kiếm Đạo. Trong Hạo Thiên Kiếm Đạo này cũng có một vài thứ của Hạo Thiên Môn đấy. Ngô Bình, thì ra là vậy. Sau đó, anh truyền Thiên Địa Kiếm Quyết bản mới cho Hồng Lăng, sau này Hồng Lăng muốn có chỗ đứng trong Thiên Địa Kiếm Tông thì nhất định phải nâng cao tu vi. Đang dạy Hồng Lăng kiếm quyết thì Lưu Dịch Phong vội vã tới, sau khi nhìn thấy Ngô Bình. Ông ta vội nói, công tử, kiếm thần hiện tại của điện kiếm thần trong Linh Bảo Động Thiên dẫn đệ tử đến thăm hỏi, trông có vẻ họ muốn cọ sát với chúng ta. Trước mắt tông chủ đang bế quan, các vị trưởng lão thấy nên mời công tử đứng ra làm chủ đại cục. Điện kiếm thần. Ngô Bình nhớ ra, lúc trước có cậu tinh gì đó chính là người của điện kiếm thần, còn vì chuyện cậu ta bắt một số cô gái đưa đến Linh Bảo Động Thiên mà suýt chút đã xảy ra xung đột với cậu ta. Anh nói, được. Tôi đi gặp bọn họ thử xem sao. Trước cửa lớn của Thiên Địa Kiếm Tông, một người đàn ông trung niên chắp tay đứng đó, sau lưng ông ta là mười mấy đệ tử, trong đó có cả cậu tinh kia. Lúc này, mấy vị trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông đang đứng trước cửa, chưa có được sự cho phép của tông chủ hoặc Ngô Bình nên đám người của Điện Kiếm Thần vẫn chưa được vào trong. Ngô Bình vừa bước ra đã biết người đàn ông trung niên có khả năng chính là kiếm thần hiện nay. Lưu Dịch Phong cao giọng nói. Vị này là đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông ta, công tử Trương Tiểu Bình. Người đàn ông trung niên khẽ cười, ôm quyền chào, Thương Lan Nộ Ba của Điện Kiếm Thần, chào Trương công tử. Ngô Bình cười nói, thì ra là kiếm thần của Điện Kiếm Thần, không biết đến Thiên Địa Kiếm Tông của tôi có chuyện gì không? Thương Lan Nộ Ba nói, từ lâu đã nghe kiếm thuật của Thiên Địa Kiếm Tông là một trong những kiếm thuật mạnh nhất ở tiên giới, tôi vô cùng ngưỡng mộ, lần này đến đây là để xin cao nhân chỉ giáo. Hỗn sược, một vị trưởng lão đứng sau của trách, ông chỉ tới từ một môn phái nhỏ nhoi ở hạ giới cũng dám tới Thiên Địa Kiếm Tông khiêu chiến, ai cho ông lá gan đấy? Ngô Bình phất tay nói, ai đến cũng đều là khách, nếu người ta đã muốn chỉ giáo thì tôi sẽ dạy dỗ ông ta thật tốt. Thương Lan Nộ Ba cười nói, Trương công tử có bằng lòng xuống luyện vài chiêu với tôi không? Ngô Bình, tôi thấy ông mới đến cảnh giới thần tàng, vẫn chưa đủ tư cách khiêu chiến với sư tôn của tôi. Vậy tôi đành cực khổ một chút, để ông biết thế nào là kiếm đạo thực thụ. Thương Lan Nộ Ba cười ha hả, được, mong chỉ giáo. Thương Lan Nộ Ba giang rộng hai tay, sau lưng ông ta có 10 thanh phi kiếm chậm rãi bay ra, mỗi thanh đều vô cùng sắc bén. Ngô Bình nhìn, khinh thường nói, chiêu thức này của ông quá yếu kém. Thương Lan Nộ Ba nhíu mày, Trương công tử, đừng xem thường người khác, phải đánh mới biết mạnh yếu thế nào. 10 thanh phi kiếm đồng loạt bay về phía Ngô Bình, tốc độ cực kỳ nhanh,
mơ hồ kết thành một kiếm trận. Công tử, để tôi đối phó với ông ta. Bỗng nhiên một đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông nhảy ra, tu vi của anh ta cũng không tệ, cảnh giới động thiên, hơn nữa còn đã tu luyện được Thiên Địa Kiếm Quyết lên đến tầng 10. Anh ta thi triển thần thông kiếm đạo, cả một mảng kiếm quang tập hợp thành một bàn tay lớn, chộp về phía 10 thanh phi kiếm kia. Nhưng lúc này, 10 thanh phi kiếm đồng thời phát ra thần quang, dễ dàng xé rách bàn tay lớn, sau đó bay về phía đệ tử kia. Anh ta cả kinh, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Bỗng nhiên, một mảnh kiếm quang rực rỡ bay lên, vượt qua đỉnh đầu anh ta, chớp mắt đã đánh bay hết 10 thanh phi kiếm kia, đồng thời đánh mạnh lên người Thương Lan Nộ Ba. Thương Lan Nộ Ba hoảng hốt, hai tay bắt chéo, một ảo ảnh thần kiếm bỗng xuất hiện, che ngang trước mặt ông ta. Ầm, thần kiếm chấn động, cản được đòn này, nhưng Thương Lan Nộ Ba cũng theo đó lùi về sau mấy bước, sắc mặt hơi tái. Đệ tử kia thở phào một hơi, lắc người tránh sang một bên, hơi khom người với Ngô Bình. Ngô Bình nói, 10 thanh phi kiếm của ông ta đều là thần binh, kiếm quang bình thường không đấu lại đâu. Nói rồi, tay phải anh siết thành quyền, kiếm quang đầy trời trở về trong tay, ngưng kết thành một thanh kiếm dài mấy mét, anh giơ kiếm nhún người bay đi, mạnh mẽ chém xuống. Thương Lan Nộ Ba kinh hãi, hai tay cầm ngang thần kiếm che trên đỉnh đầu. Keng! Đòn này khiến nửa thân người của Thương Lan Nộ Ba lún vào trong đất, há miệng phun ra một búng máu. Nhưng thanh thần kiếm trong tay ông ta không biết được làm từ nguyên liệu gì, vẫn lành lặn như cũ, thậm chí còn bắn ngược lại một đạo kiếm ý sắc bén, khiến Ngô Bình thấy rất khó chịu. Anh giơ kiếm lên nhưng mãi vẫn chưa chém đòn thứ hai xuống, anh hỏi, kiếm thần Thương Lan, thế nào, ông còn có thể chịu được mấy đòn nữa? Thương Lan Nộ Ba đã thấy phục, thực lực của Ngô Bình hơn ông ta rất nhiều, ông ta vội nói, tôi tâm phục khẩu phục. Ngô Bình cất kiếm, quan sát thanh kiếm trong tay ông ta, cười nói, thanh kiếm này của ông thú vị lắm, hòa trộn cả năng lượng và vật chất. Thương Lan Nộ Ba vội thu kiếm, nói cảm ơn công tử đã nương tay. Thanh kiếm này là một trong 4 thanh thần kiếm của Điện Kiếm Thần tôi, vài ngày trước tôi mới miễn cưỡng chế ngự được nó thôi. Ngô Bình động lòng, ồ, ông vẫn còn chưa thể chế ngự nó hoàn toàn được à? Thương Lan Nộ Ba, thú thật, tôi đến đây chính là để tặng kiếm này cho người hữu duyên. Ngô Bình nheo mắt, cái gọi là không có việc gì tỏ vẻ ân cần, không gian cũng trộm, Thương Lan Nộ Ba này có mưu đồ gì? Dường như Thương Lan Nộ Ba hiểu được sự lo ngại của Ngô Bình, ông ta cười nói, Trương công tử, tôi tới tặng kiếm mục đích là mong Thiên Địa Kiếm Tông có thể cứu Điện Kiếm Thần của tôi. Nói xong, Thương Lan Nộ Ba bỗng quỳ xuống, vẻ mặt đau thương. Ngô Bình vội đỡ ông ta dậy, nói, kiếm thần có gì cứ nói, không cần phải hành lễ long trọng vậy. Thương Lan Nộ Ba thở dài nói, Điện Kiếm Thần có một kẻ phản bội. Tên phản bội này có tố chất rất khá, 30 năm trước đã trộm mất kinh kiếm thần. Bây giờ hắn hùng hổ trở về, giết không ít đệ tử của Điện Kiếm Thần tôi. Tôi tự biết mình không phải là đối thủ của tên phản bội đó, thế nên mong rằng Thiên Địa Kiếm Tông có thể ra mặt giúp đỡ. Ngô Bình không tin tưởng ông ta, anh hỏi, đối phương chỉ có một người thôi sao? Thương Lan Nộ Ba, trước đây hắn đến Cửu Thiên Kiếm Vực, học được bản lĩnh đầy mình. Bấy giờ Ngô Bình mới vỡ lẽ, Thương Lan Nộ Ba này chắc là đã biết mối quan hệ giữa Cửu Thiên Kiếm Vực và Thiên Địa Kiếm Tông nên mới tới đây xin giúp đỡ. Anh hỏi, sao ông ta lại phản bội Điện Kiếm Thần, là các ông đã bạc đãi ông ta sao? Thương Lan Nộ Ba nói, tố chất của hắn rất tốt, là con trai nuôi của bố tôi rất thiên vị hắn, sao có thể đối xử bạc đãi hắn được? Hắn bỏ đi là vì muốn cướp kinh kiếm thần dâng cho Cửu Thiên Kiếm Vực. Lần này hắn quay về là nhắm vào 4 thanh thần kiếm. Ngô Bình, Cửu Thiên Kiếm Kinh của Cửu Thiên Kiếm Vực đã là công pháp đế phẩm, lẽ nào kinh kiếm thần còn cao cấp hơn cả Cửu Thiên Kiếm Kinh? Thương Lan Nộ Ba vội đáp, công tử có điều không biết, kinh kiếm thần vô cùng đặc biệt, có thể tu luyện ra, kiếm thần, hơn nữa có, kiếm thần, này rồi thì có thể dễ dàng điều khiển phi kiếm. Ngô Bình, nếu đã vậy, ông muốn tôi giúp ông thế nào? Thương Lan Nộ Ba, mong Thiên Địa Kiếm Tông bắt tên phản bội Thương Lan Lưu Hỏa kia, sau đó giao cho Điện Kiếm Thần xử lý. Ngô Bình, ông muốn dùng 4 thần kiếm để đổi sao? Thương Lan Nộ Ba trả lời, không chỉ 4 thanh thần kiếm mà còn cả kinh kiếm thần. Ngô Bình cười, nếu ông đã bằng lòng hiến tặng thần kiếm, thì sao không giao cho Thương Lan Lưu Hỏa kia? Thương Lan Nộ Ba thở dài, con người Thương Lan Lưu Hỏa ác độc,
chắc chắn hắn sẽ giết chết tất cả chúng tôi. Thế nên tôi thà tặng thần kiếm cho Thiên Địa Kiếm Tông cũng không để hắn được như ý. Ngô Bình gật đầu, được, Thiên Địa Kiếm Tông tôi đồng ý giúp. Thương Lan Nộ Ba mừng rỡ, cảm ơn công tử. Ngô Bình rất tò mò về thần kiếm này, anh nói, thanh kiếm trong tay ông, có thể cho tôi xem một lát không? Thương Lan Nộ Ba vội hai tay dâng kiếm, nói, công tử, thanh này gọi là kiếm thần thuẫn, chuyên phòng ngự. Ba thanh còn lại lần lượt là kiếm thần trảm, kiếm thần điện, kiếm thần hoan. Muốn thi triển được kinh kiếm thần thì cần phải luyện hóa bốn thanh thần kiếm. Chỉ là tố chất của chúng tôi có hạn, chưa từng thật sự chế ngự được bốn thanh thần kiếm. Cầm kiếm trong tay, Ngô Bình cảm thấy trong thanh kiếm thần thuẫn này có một nguồn năng lượng phòng ngự mạnh mẽ, nếu biết cách dùng thì dù có là kiếm quang của anh cũng khó mà phá được lớp phòng ngự của nó. Anh cảm thấy kỳ lạ, sao lại có loại kiếm này? Thế là anh sử dụng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình để nhìn cho kỹ. Thông qua lần nhìn này, anh phát hiện ra thanh kiếm thần thuẫn này thật ra là từ một kiếm chiêu biến thành. Chỉ là kiếm chiêu này quá huyền ảo, nên trong trời đất chỉ có một người học được nó. Thế là kiếm chiêu này biến hóa thành thần kiếm, cho con người sử dụng. Trường hợp này cũng giống với công pháp thiên phẩm, thế nên kiếm chiêu này cũng thuộc về võ kỹ thiên phẩm. Chỉ là người của Điện Kiếm Thần không biết điều này, còn tưởng nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Anh thu kiếm thần thuẫn lại, cười nói, quả nhiên là một thanh kiếm tốt, bây giờ tôi sẽ theo ông tới Điện Kiếm Thần luôn. Lưu Dịch Phong lo lắng cho sự an toàn của Ngô Bình, nói, công tử, vẫn nên dẫn theo vài cao thủ đi. Ngô Bình, không cần đâu, đối phó với ông ta, một mình tôi là đủ. Anh dặn dò vài câu rồi cùng Thương Lan Nộ Ba đi Điện Kiếm Thần của Linh Bảo Động Thiên. Linh Bảo Động Thiên là một động thiên còn sót lại từ thời thượng cổ, không phải là không gian gập. Lối vào động thiên là một sơn động của một ngọn núi ở địa tiên giới. Lối vào sơn động có người canh gác, một đoàn người đi vào sơn động, sau đó là đến Linh Bảo Động Thiên. Linh Bảo Động Thiên không lớn cũng không nhỏ, có khá nhiều người dân sống trong đây. Điện Kiếm Thần được xây dựng trên một mặt đất bằng, kiến trúc vuông vức, bên trong có hàng chục nghìn người sống, đa số đều mang họ Thương Lan. Ngô Bình được mời vào trong một cung điện to lớn, anh hỏi, không biết Linh Bảo Động Thiên này có lịch sử thế nào? Thương Lan Nộ Ba nói, thưa công tử, Linh Bảo Động Thiên được Linh Bảo Đại Đạo Quân Thượng Cổ sáng lập, sau đó Đạo Quân bỏ Động Thiên này, phi thăng rồi. Ngô Bình, Động Thiên của Linh Bảo Đại Đạo Quân Thượng Cổ chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm thần kỳ. Thương Lan Nộ Ba, cũng không có gì thần kỳ cả, chỉ là linh dược trong này rất phong phú thôi. Ngô Bình, có linh dược sao? Khá lắm, sau này tôi sẽ đi quanh thăm thú thử xem. Thương Lan Nộ Ba, đương nhiên rồi, tôi tự mình dẫn đường công tử đi xem. Ngô Bình, nói chuyện chính đi, kinh kiếm thần của các ông có lai lịch thế nào? Thương Lan Nộ Ba, tổ phụ của tôi nhặt được nó cùng với bốn thanh thần kiếm trong một động tiên. Ngô Bình biết rõ, nếu người nhà họ Thương Lan này có bản lĩnh thì đã biết điểm thần kỳ trong thần kiếm từ lâu rồi. Anh không hỏi thêm nữa, nói, ông nói về kinh kiếm thần cho tôi nghe xem. Thương Lan Nộ Ba lấy thẻ ngọc ra, kinh kiếm thần được ghi chép trong này. Ngô Bình đọc xong liền biết kinh kiếm thần này chính là chìa khóa để luyện hóa bốn thanh thần kiếm, cũng chính là chìa khóa để luyện thành bốn kiếm chiêu. Mà người nhà họ Thương Lan lại không biết, xem nó là kiếm chiêu bình thường để học, tuy cũng có uy lực không tệ, nhưng đó là bỏ gốc lấy ngọn, đơm đó ngọn tre, hoàn toàn đi sai đường. Sau đó Thương Lan Nộ Ba lại đi lấy ba thanh thần kiếm còn lại ra. Ngô Bình nhìn sơ qua rồi thu lại hết. Bây giờ anh không có thời gian để luyện hóa, cũng không thể luyện hóa ở đây được, nếu không e rằng Điện Kiếm Thần không thể nào chấp nhận được sự thật. Lúc này, anh hỏi, Thương Lan Lưu Hỏa ở đâu? Thương Lan Nộ Ba trả lời, tên phản bội đó đang ẩn nấp ngay trong Linh Bảo Động Thiên, cũng không biết lúc nào sẽ đánh ra ngoài. Ngô Bình, thế tôi sẽ canh ở đây, đợi ông ta xuất hiện. Anh tìm một khoảng sân yên tĩnh để tu luyện, không cho bất kỳ ai làm phiền, trừ phi Thương Lan Lưu Hỏa xuất hiện. Sau đây anh định tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết tầng thứ 9 kiếm trấn Sơn Hà. Tầng này thật ra không khác là bao so với trọng kiếm của Thiên Cực Kiếm Kinh, chỉ là yêu cầu không cao bằng, chỉ cần luyện cho kiếm quang càng nặng càng tốt. Đương nhiên, Ngô Bình hoàn toàn không cần tu luyện, nhờ vào sức mạnh tinh hà và kiếm vực, kiếm quang của anh đã có sức mạnh vô tận, có thể nghiền nát đỉnh núi, nghiền nát mặt đất chỉ bằng một cú đập. Vậy nên luyện thêm một chút nữa, anh tu luyện lên tầng thứ 10 nhất kiếm phá vạn pháp.
Tầng này cũng không khó với anh, nhờ vào sức mạnh tuyệt đối, anh có thể dùng kiếm quang trực tiếp phá giải những pháp thuật, thần thông thông thường, thế nên tầng này cũng không có gì để tu luyện cả. Tu luyện thiên địa kiếm quyết đến đây là dừng. Tiếp theo sau, Ngô Bình tiếp tục tính toán sự biến hóa tầng thứ 4 của thần thông kiếm đạo kinh vĩ thiên địa. Chớp mắt đã đến sáng sớm của ngày hôm sau, Ngô Bình đang định đi nghỉ ngơi một lát, uống một hớp trà thì bỗng nghe chuông cảnh báo, có người xông vào điện kiếm thần. Anh lập tức bay lên không trung, nhìn thấy một đạo kiếm quang dưới đất đang di chuyển qua lại giết chóc, những nơi kẻ đó đi qua, mấy chục người ngã xuống trong vũng máu. Có thể nhìn ra được, kẻ tới chính là muốn giết người phục thù, ra tay cực kỳ tàn độc. Thương Lan lưu hỏa, mày hỗn xược, Thương Lan nộ ba quát lên, tung 10 thanh phi kiếm về phía kẻ kia. Đối phương không đối đầu trực diện mà lập tức bay về phía xa. Thương Lan nộ ba định đuổi theo nhưng Ngô Bình nói, để đó cho tôi. Anh điều khiển kiếm quang, truy sát Thương Lan lưu hỏa kia. Tốc độ của anh nhanh hơn đối phương, bay được một đoạn ngắn, Thương Lan lưu hỏa kia đã buộc phải dừng lại, ông ta đứng giữa không trung nhìn chằm chằm Ngô Bình. Cậu không phải là người của điện kiếm thần, cậu là ai? Ông ta trầm giọng hỏi. Ngô Bình phát hiện ra, trông Thương Lan lưu hỏa này rất khôi ngô, nhưng trong mắt tràn đầy oán hận, toàn thân bao trùm sát khí. Ngô Bình, Trương Tiểu Bình của Thiên Địa Kiếm Tông, ông đã tới Cửu Thiên Kiếm Vực rồi, sao còn trở về giết hại người vô tội? Thương Lan lưu hỏa hừ lạnh, người của Thiên Địa Kiếm Tông. Gan của Thiên Địa Kiếm Tông cậu lớn rồi, dám quản chuyện của Cửu Thiên Kiếm Vực tôi cơ đấy. Ngô Bình, tôi được Thương Lan nộ ba nhờ cậy, tới đây để bắt ông. Thương Lan lưu hỏa cười ha hả, chỉ dựa vào cậu sao? Cậu cho rằng, tôi đường đường là đệ tử của Cửu Thiên Kiếm Vực lại sợ người của Thiên Địa Kiếm Tông các cậu sao? Ngô Bình, ông có sợ hay không cũng chẳng sao, nhưng tôi nhất định phải bắt được ông, sau đó giao cho Điện Kiếm Thần xử phạt. Thằng nhóc nói khoác không biết ngượng, chịu chết đi, Thương Lan lưu hỏa nói xong lập tức ra tay. Cũng không biết ông ta làm động tác gì mà đã thấy bốn đạo kiếm quang từ bốn phía đâm về phía Ngô Bình. Ngô Bình phất tay, một vầng kiếm quang bao bọc lấy cơ thể anh, hệt như vòng bảo vệ. Kiếm quang của đối phương đánh lên người anh, kiếm quang của anh lập tức phản công. Uy lực của kiếm khủng bố chỉ nhẹ nhàng lướt qua, bốn đạo kiếm quang đồng thời nát vụn, Thương Lan lưu hỏa kêu lên đau đớn, tâm thần chấn động. Một giây sau, ông ta bỗng cảm nhận được một luồng sức ép khổng lồ, đến ngón tay cũng không cử động được, hệt như bị một ngọn núi đè lên mình. Ngô Bình đi tới bên cạnh, khẽ chạm vào người Thương Lan lưu hỏa, toàn thân ông ta lập tức bị phong ấn. Chiêu thức này của ngươi là gì? Ông ta kinh ngạc hỏi. Ngô Bình thản nhiên đáp, kiếm vực. Kiếm vực, Thương Lan lưu hỏa hoảng hốt, không thể nào. Ngô Bình chẳng buồn giải thích, bây giờ tôi giao ông cho Thương Lan nộ ba. Anh mang theo Thương Lan lưu hỏa về điện kiếm thần. Thương Lan nộ ba nhìn thấy Thương Lan lưu hỏa thì nổi trận lôi đình, tát một bạt tai lên mặt Thương Lan lưu hỏa, khiến nửa gương mặt ông ta lõm cả xuống. Thứ khốn kiếp, bây giờ mày còn lời gì muốn nói? Chuyện của nhà họ Thương Lan, Ngô Bình không muốn hỏi thêm, anh nói, kiếm thần Thương Lan, tôi đi trước đây. Thương Lan nộ ba, cảm ơn công tử Trương. Sau khi trở về Thiên Địa Kiếm Tông, Ngô Bình kể sơ với các trưởng lão về tình hình của điện kiếm thần, sau đó tìm một nơi yên tĩnh để thử bốn thanh thần kiếm. Trước đó, anh phải tu luyện kinh kiếm thần trước, kinh kiếm thần này chính là chìa khóa giải mã bí ẩn của thần kiếm. Dùng lò luyện võ đạo, anh phải mất đến một ngày mới hiểu rõ được và dùng nó để phá giải kiếm thần chảm. Kiếm thần chảm treo lơ lửng, hai tay Ngô Bình kết ấn, mấy đạo tiên quang bay ra, quấn quanh thân kiếm. Sau vài phút, thần kiếm phát ra nguyệt quang, kiếm quang không ngừng bay ra từ mũi kiếm. Số kiếm quang này đồng loạt chui vào người Ngô Bình, được lò luyện võ đạo hấp thu. Sau khi được lò luyện võ đạo tôi luyện, chúng nó mới được kiếm hoàn của Ngô Bình hấp thu. Kiếm hoàn hấp thu số kiếm quang này xong thì trung tâm của nó xuất hiện thêm một đạo cấm chế, đạo cấm chế này có thể phát ra một loại kiếm chiêu vô cùng sắc bén. Tiếp đó, anh tiếp tục dùng cách này để hấp thu kiếm quang của ba thanh thần kiếm còn lại, từ đó có được bốn chiêu kiếm pháp. Đồng thời trong kiếm hoàn cũng có thêm bốn đạo cấm chế. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng bốn chiêu kiếm pháp này vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn nhiều so với tầng thứ 4 biến hóa của thần thông kiếm đạo kinh vĩ thiên địa của anh. Hơn nữa, đây mới chỉ là kiếm chiêu mà thôi. Nếu diễn hóa nó thành tuyệt học kiếm kỹ, kiếm kỹ tất sát, thậm chí là thần thông kiếm đạo,
vậy thì uy lực của nó sẽ càng khủng khiếp hơn. Học được 4 chiêu kiếm kỹ, Ngô Bình còn chưa kịp thử nghiệm uy lực thì Trần Đạo Huyền đã đến thăm. Ngô Bình mời ông ấy vào mật thất. Trần Đạo Huyền nói, Ngô Bình, ta nghe mấy vị trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông nói là thiên tướng có khả năng sắp giết chết mấy vị trưởng môn, còn có thể nghĩ cách cứu được không? Ngô Bình rất kinh ngạc, sắp giết bọn họ sao? Con biết rồi, cha nuôi yên tâm, nhất định con sẽ nghĩ cách cứu trưởng môn. Trần Đạo Huyền, bây giờ con là đệ tử ưu tú, rất có địa vị ở Thiên Địa Kiếm Tông, nhưng dù sao vẫn chưa vào được tiên môn của Thiên Địa Kiếm Tông ở tiên giới. Ngô Bình, cha nuôi, vậy con lên tiên giới một chuyến, tiện thể mở mang tầm mắt. Trần Đạo Huyền gật đầu, đến đó rồi con phải kiêu ngạo một chút, đệ tử ưu tú thì phải có dáng vẻ kiêu ngạo của đệ tử ưu tú. Ngô Bình, con hiểu ạ. Sau khi Trần Đạo Huyền đi, Ngô Bình gọi Lưu Dịch Phong tới, anh nói, Lưu trưởng lão, tôi là đệ tử ưu tú, có phải nên đi tiên giới một chuyến, xem thử Thiên Địa Kiếm Tông thực thụ là như thế nào hay không? Lưu Dịch Phong cười nói, đúng là nên đi tiên giới một chuyến. Trước đây tông chủ còn dặn dò tôi, nếu hôm nào cậu muốn lên tiên giới thì bảo tôi dẫn đường cho cậu. Ngô Bình, nếu ông thấy tiện thì bây giờ chúng ta lên đường luôn. Lưu Dịch Phong cười nói, tông chủ đã xây dựng trận vận chuyển giữa hai nơi, chúng ta có thể trực tiếp đi về thông qua trận vận chuyển. Nhưng trận vận chuyển khá phức tạp, trước khi vận chuyển phải chuẩn bị trước 6 tiếng đồng hồ. Công tử, tôi đi báo cáo với bên trên trước, để cả hai bên chuẩn bị trận vận chuyển cho cùng lúc. Ngô Bình, được. Sau khi Lưu Dịch Phong đi báo cáo thì đưa Ngô Bình tới một tòa cung điện mới xây, nơi đây chính là địa điểm đặt trận vận chuyển. Trong lúc chờ đợi trận vận chuyển, Ngô Bình hỏi Lưu Dịch Phong, Thiên Địa Kiếm Tông nằm ở đâu trên tiên giới? Lưu Dịch Phong, Thiên Địa Kiếm Tông nằm ở Đại Thế Giới Huyền Hoàng trong tiên giới. Đại Thế Giới Huyền Hoàng lại nằm ở tiên giới cổ, diện tích cực kỳ rộng lớn, nơi đó có rất nhiều di tích cổ đáng để khám phá, đương nhiên cũng có rất nhiều khu vực cấm sinh mệnh. Ngô Bình nghe nói Thiên Địa Kiếm Tông nằm ở tiên giới cổ liền hỏi, nghe nói thế lực ở tiên giới cổ không chịu sự quản lý của tiên giới. Lưu Dịch Phong cười đáp, cũng không hoàn toàn là vậy. Đại Thế Giới Huyền Hoàng bây giờ vẫn chịu sự quản lý của tiên giới, thế nên Thiên Địa Kiếm Tông của chúng ta có quan hệ mật thiết với tiên giới, thậm chí còn có kha khá địa bàn ở tiên giới. Đại Thế Giới Huyền Hoàng có bao nhiêu thế lực? Lưu Dịch Phong, thế lực nhỏ thì có rất nhiều, nhưng chỉ có 3 thế lực lớn, mạnh nhất trong số đó là Huyền Hoàng Môn. Huyền Hoàng Môn này có được đa số truyền thừa của Đại Thế Giới Huyền Hoàng, nghe nói là công pháp đế phẩm, thế nên được xem là thế lực siêu cấp đúng nghĩa. Thế lực mạnh thứ 2 chính là Thiên Địa Kiếm Tông của chúng ta, có công pháp phương phẩm. Xếp thứ 3 là Thánh Vương Tông, thực lực cũng không thể xem thường được. 3 thế lực này có xung đột với nhau không? Ngô Bình hỏi. Lưu Dịch Phong, mấy tranh chấp nhỏ nhặt thì không thể tránh khỏi, nhưng gần nghìn năm nay, 3 bên không có tranh chấp nào lớn, dù sao thì tiên giới có quyền thống trị rất lớn đối với Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Mọi người đều tuân thủ nguyên tắc của tiên giới. Những thế lực khác có vào được Đại Thế Giới Huyền Hoàng không? Lưu Dịch Phong cười trả lời, đương nhiên là không rồi. Thật ra giao thông ở tiên giới không thuận lợi như công tử nghĩ, giữa các đại thế giới chỉ có một khu vực rất nhỏ có thể kết nối với nhau. Hơn nữa luôn có binh lính canh gác nghiêm ngặt khu vực này. Nếu không có được sự cho phép thì không được vào địa bàn của người khác. Ông ta còn nói cho Ngô Bình biết. Tiên giới còn cử một vị đô đốc tới trấn giữ Đại Thế Giới Huyền Hoàng, 3 thế lực lớn đều phải nể mặt vị đô đốc này vài phần. Cả Đại Thế Giới Huyền Hoàng có dân số khoảng 10 tỷ, trong đó Thiên Địa Kiếm Tông trị vì gần 3 tỷ người. 3 tỷ người này lại chia ra sinh sống trong 30 đất nước nhỏ. 30 nước nhỏ này phải cống nạp cho Thiên Địa Kiếm Tông, còn phải nộp thuế cho tiên giới, chịu 2 tầng quản lý. Sau khi trò chuyện với Lưu Dịch Phong, Ngô Bình mới biết đại khái về tình hình của Thiên Địa Kiếm Tông và Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Không lâu sau, hai bên đã chuẩn bị xong. Ngô Bình và Lưu Dịch Phong đứng trong trận vận chuyển, một ánh sáng lóe lên, cả hai liền biến mất. Cảm giác như thể một giây hoặc vài phút đã trôi qua, trước mắt Ngô Bình sáng lên, anh đã xuất hiện trong một cung điện. Lưu Dịch Phong cười nói, thưa cậu, chúng ta đã đến Thiên Địa Kiếm Tông rồi. Cả hai vừa bước ra cung điện. Ngô Bình đã nhìn thấy quảng trường bên ngoài có hàng trăm tu sĩ đang tò mò nhìn anh. Lưu Dịch Phong cười bảo, đây đều là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông. Chắc chắn là họ nghe tin cậu sắp đến nên chủ động tới nghênh đón. Kính chào công tử, tất cả đồng thanh.
họ đồng loạt hành lễ với Ngô Bình, cung kính vô cùng. Ngô Bình gật đầu nhìn họ, vì đôi bên chưa thân thiết nên anh không nhiều lời. Lưu Dịch Phong dẫn đường, cả hai băng qua quảng trường, đối diện là những tòa kiến trúc nối nhau san sát, tráng lệ vô cùng, ngay cả hoàng cung ở nhân gian cũng không thể sánh bằng. Lưu Dịch Phong cười nói, thưa cậu, nơi đây chính là thiên địa kiếm tông của chúng ta. Ngô Bình cảm thán, nhiều tòa nhà như thế, xem ra đệ tử của thiên địa kiếm tông rất đông đảo. Lưu Dịch Phong mỉm cười, thiên địa kiếm tông có từ lâu đời, các trưởng lão và một số đệ tử đều đã lập gia đình, nhân khẩu khá đông. Ngô Bình hỏi, thiên địa kiếm tông có bao nhiêu đệ tử? Lưu Dịch Phong đáp, đệ tử của thiên địa kiếm tông nhìn chung chia thành 5 cấp. Cấp thấp nhất là đệ tử bình thường, chiếm số lượng nhiều nhất, không đến 1 triệu thì cũng mấy trăm nghìn người. Đệ tử bình thường không nhất thiết sẽ ở thiên địa kiếm tông, thường thì họ chỉ học công pháp cơ bản. Đa số họ học được vài năm là ra ngoài mưu sinh. Mục đích gia nhập thiên địa kiếm tông của họ quá nửa vì muốn kiếm việc làm. Trong số các đệ tử bình thường cũng có những người có thiên phú. Họ sẽ được chọn ra để truyền dạy nhiều công pháp hơn, hận nhiều tài nguyên hơn và được gọi là đệ tử kinh truyền. Những người ưu tú trong số các đệ tử kinh truyền sẽ được chú trọng bồi dưỡng, trở thành đệ tử chân truyền. Mấy trăm đệ tử kinh truyền thường sinh sống và tu hành cùng nhau, công pháp được học và tài nguyên được nhận đều giống nhau, và vẫn đang trong giai đoạn sàng lọc. Còn đệ tử chân truyền thì khác, mỗi đệ tử chân truyền đều có một trưởng lão được chỉ định truyền dạy công pháp, hết lòng chỉ bảo, tài nguyên họ được nhận cũng nhiều. Trong hàng triệu đệ tử bình thường, có khoảng vài chục nghìn người có thể trở thành đệ tử kinh truyền, và chỉ chừng 3.000 người có thể trở thành đệ tử chân truyền thôi. Xếp trên đệ tử chân truyền là đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền là những người có tư chất tốt được các trưởng lão khá mạnh chọn ra trong các đệ tử chân truyền để tiến hành bồi dưỡng. Có đôi khi đệ tử thân truyền sẽ là đệ tử ưu tú, ví dụ như cậu. Cao cấp nhất chính là đệ tử ưu tú. Hiện tại thiên địa kiếm tông có 23 đệ tử ưu tú, do thân phận tôn quý nên đệ tử ưu tú thường được tôn xưng là công tử. Nghe đến đây, Ngô Bình bèn nói, tôi nhớ ông từng nói nơi này có một lãnh địa của riêng tôi. Lưu Dịch Phong cười đáp, tất nhiên là có. Lãnh địa của cậu đã được chuẩn bị từ trước, bây giờ cậu có muốn đến xem không? Ngô Bình gật gù, tông chủ còn đang bế quan, tôi lại không có người quen ở đây, đến đó xem cũng được. Lưu Dịch Phong gật đầu, được, mời cậu theo tôi. Thế là Ngô Bình lại theo Lưu Dịch Phong bay thêm một quãng. Lúc bay trên trời, Ngô Bình nhìn thấy một đất nước được bao quanh bởi núi cao, ở giữa là một bồn địa rộng mấy trăm nghìn km vuông, hàng nghìn dặm mảnh vườn màu mỡ, bò dê đi thành từng đàn, cánh đồng bát ngát mênh mông. Lưu Dịch Phong cười nói, bên dưới chính là lãnh địa của cậu. Đây là một quốc gia nhỏ, tên là nước Ngô. Nước Ngô có hơn 100 triệu dân, sở hữu nền nông nghiệp phát triển, mạnh về dệt vải, may mặc, trình độ luyện kim cũng rất tốt. Sau này cậu chính là chủ nhân của nước Ngô. Hàng năm nước Ngô đều phải giao nộp cho cậu một khoản tiền năm, người đẹp, và cả những lao động khỏe mạnh. Ngô Bình không ngờ mình lại là chủ của một quốc gia, bèn hỏi Lưu Dịch Phong, mỗi năm nước Ngô phải giao nộp bao nhiêu tiền năm? Lưu Dịch Phong cười đáp, tính theo đầu người, mỗi người 5 tiền bùa, nước Ngô có khoảng 120 triệu người, tổng cộng là 600 triệu tiền bùa. Ngô Bình nói, 600 triệu tiền bùa tức là 600.000 tiền báu. Đây không phải là số tiền nhỏ. Lưu Dịch Phong tiếp lời, còn nữa, hàng năm nước Ngô phải cống nạp 1.000 cô gái trẻ đẹp để cậu lựa chọn, và 3.000 nam thanh niên cường tráng để làm tôi tớ cho cậu. Lúc này Ngô Bình mới trực tiếp cảm nhận được sự hùng mạnh của thiên địa kiếm tông. Một quốc gia có quy mô ngang ngửa đông doanh như nước Ngô mà cũng chỉ là một nước nhỏ dưới sự cai trị của họ. Ngô Bình lên tiếng, đi, chúng ta xuống dưới xem thử. Cả hai đáp xuống thủ đô nước Ngô. Một thành phố lớn với dân số gần 10 triệu người. Ngô Bình nhận thấy nơi này vô cùng sầm uất, không hề thua kém các thành phố lớn của Viêm Long. Đường xá ở đây rất rộng rãi, đều là 16 làn xe hai chiều. Xe ngựa trên đường được chế tác rất tinh xảo, bánh xe cao cỡ một người, ngựa cũng có đủ loại, chạy còn nhanh hơn ô tô. Bánh xe ngựa cũng tương tự bánh ô tô, bên ngoài có lốp xe. Điểm khác biệt ở chỗ lốp bánh xe ngựa làm bằng da động vật. Dĩ nhiên, người đi xe ngựa toàn là bình dân, giới nhà giàu sẽ dùng một loại kiệu có thể bay, tên là kiệu bay. Kiệu bay được khiêng bởi người có tu vi cao, có kiệu 2 người, kiệu 4 người, thậm chí là kiệu 8 người. Đừng thấy kiệu được người khiêng mà nhầm,
nó di chuyển còn nhanh hơn cả xe ngựa, một giờ có thể bay hơn 1000 dặm. Cả hai đến một nhà hàng này có 5 tầng, tầng nào cũng đông nghịt khách. Họ vừa uống rượu vừa tán gẫu, nhộn nhịp vô cùng. Ngô Bình và Lưu Dịch Phong đến tầng 5 của nhà hàng. Anh ngồi ở vị trí ngay trước cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống đường phố bên dưới. Anh nói, có vẻ cuộc sống của người dân nước Ngô rất tốt. Lưu Dịch Phong đáp, quốc vương của nước Ngô rất anh minh tài giỏi, đã trị vì hơn 20 năm, quốc thái dân an, ngân khố đầy ắp. Tông chủ từng gọi đến và ban thưởng công pháp cho ông ta. Nay quốc vương đã là địa tiên cảnh giới âm dương rồi. Lúc này, Ngô Bình nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người ngồi bàn bên. Một trong số họ nói, thiên địa kiếm tông bóc lột nước Ngô chúng ta ngần ấy năm, không biết khi nào quốc vương mới đứng lên phản kháng và lật đổ thiên địa kiếm tông nữa. Một người khác thở dài, thiên địa kiếm tông quá mạnh, kiểm soát đến 10 mấy nước. Muốn thoát khỏi sự khống chế của họ à, khó lắm. Người nọ nói, băng qua ngọn núi lớn phía nam là phạm vi thế lực của Huyền Hoàng Môn. Nghe nói Huyền Hoàng Môn chưa từng bóc lột quốc gia, cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ các nước. Nếu chúng ta được Huyền Hoàng Môn cai trị thì tốt rồi. Phải đấy, lấy tiền năm làm ví dụ đi, Huyền Hoàng Môn tính theo đầu người, mỗi người chỉ thu 2 đồng tiền bùa. Còn ở Thiên Địa Kiếm Tông, mỗi người bị thu đến 5 đồng tiền bùa, đúng là tham lam quá. Hay, 5 đồng tiền bùa đấy. Người dân bình thường chúng ta vất vả lao động cả năm, thu nhập cũng chẳng quá 10 tiền bùa. Nghe bọn họ bàn tán, Lưu Dịch Phong xa sầm mặt, vừa định bùng nổ đã bị Ngô Bình ngăn lại. Anh kêu phục vụ ra, gọi thêm vài món rồi tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện. Đúng lúc này, có 2 người đàn ông bước vào, trông cách họ ăn mặc không giống người bình thường. Sau khi ngồi xuống thì họ chẳng nói tiếng nào, nhưng Ngô Bình biết họ đang âm thầm trao đổi. Ngô Bình nghe được cuộc đối thoại riêng của 2 người đó. Một trong 2 bảo rằng, quốc vương của nước Ngô đã đồng ý với kế hoạch của chúng ta rồi. Sắp tới chúng ta phải có hành động thôi. Người nọ bảo, tài nguyên phía trên đưa cho chúng ta có hạn. Muốn làm nước Ngô rối loạn thì phải mượn sức đánh sức, để thế lực của Huyền Hoàng Môn can thiệp vào. Như vậy chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Một người khác tiếp lời, đúng thế, đây là cách làm trước nay của chúng tôi, hiệu quả rất cao. Phía trên muốn biến đại thế giới Huyền Hoàng thành một sự kiện mang tính cột mốc tiến hành triển khai hoạt động. Nếu chúng ta hoàn thành chuyện này thì chắc chắn sẽ lập công lớn. Tiếc là bây giờ tiên đình vẫn chưa muốn các thế lực sâu xé nhau. Nếu không thì chúng ta chẳng cần vất vả thế này, cứ dẫn binh chiếm nước Ngô luôn là được. Cách làm này quá kém, chờ đến khi tiên đình muốn làm thì đại cục đã định cả rồi. Ngô Bình thầm nghĩ, phía muốn tính kế thiên địa kiếm tông là tiên đình ư. Không phải các quốc gia này đều chịu 2 tầng quản lý của tiên đình và thiên địa kiếm tông sao? Anh âm thầm hỏi Lưu Dịch Phong, chắc hẳn tiên đình cũng có ý đồ với các quốc gia này. Lưu Dịch Phong nhẹ nhàng đáp, dĩ nhiên rồi. Lúc nào tiên đình cũng muốn kiểm soát toàn diện đại thế giới Huyền Hoàng, mà muốn nắm giữ cả đại thế giới thì phải nắm giữ các quốc gia và thế lực này trước. Tông chủ đã nói từ lâu, nếu không có gì bất ngờ, thiên địa kiếm tông sớm muộn cũng phải rời khỏi đại thế giới Huyền Hoàng. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, tông chủ từng nói vậy ư? Lưu Dịch Phong trả lời, đúng thế, vì tông chủ nhận thấy tiên đình sẽ không dừng bước ở tình trạng hiện tại, chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Ngô Bình hỏi, nói thế nghĩa là trước đây đại thế giới Huyền Hoàng không chịu sự kiểm soát của tiên đình. Lưu Dịch Phong đáp, khoảng 500 năm trước, thế lực của tiên đình mới dần dần thâm nhập. Thật ra phía phản kháng tiên đình dữ dội nhất là Huyền Hoàng Môn. Huyền Hoàng Môn thuộc thế lực siêu cấp, nghe nói môn chủ Huyền Hoàng Môn đã trở thành bán bộ kim tiên, nên tiên đình cũng không dám ép buộc vị ấy quá mức. Ngô Bình bảo, nói vậy thì thiên địa kiếm tông càng nguy hiểm. Nếu tôi là tiên đình, chắc chắn sẽ giành thiên địa kiếm tông trước rồi mới mưu tính đến Huyền Hoàng Môn. Lưu Dịch Phong nói, chính vì vậy, tông chủ mới đích thân dẫn người đến hạ giới để chừa đường lui. Nhớ một ngày nào đó không thể ở lại đại thế giới Huyền Hoàng nữa. Ít nhất chúng ta có thể dừng chân ở hạ giới, như thế sẽ được hòa hoãn. Ngô Bình cảm thán, không ngờ tiên giới lại phức tạp như vậy. Thức ăn được mang lên, cả 2 ăn vài miếng, Ngô Bình thấy thức ăn ở đây rất ngon. Hàng năm thiên địa kiếm tông chúng ta thu được không ít tiền từ những quốc gia này nhỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Dịch Phong đáp, thật ra cũng không nhiều,
thu nhập hàng năm không đến 20 triệu tiền báu. Trên thực tế, thu nhập chính thật sự của Thiên Địa Kiếm Tông là những tài nguyên đứng tên chúng ta, và các tài nguyên lấy được bằng cách thôn tính các thế lực khác. Ví dụ như dạo trước chúng ta thôn tính Thục Sơn Kiếm Phái của tiên giới nên đã lấy được không ít tài nguyên đấy. Ngô Bình hỏi, Thục Sơn của tiên giới, thôn tính họ, tiên đình không có phản ứng gì sao? Lưu Dịch Phong cười bảo, dĩ nhiên là có. Nhưng sự đã rồi, tiên đình cũng hết cách. Những chuyện tương tự thường xảy ra, tiên đình đa phần cũng chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù sao sức mạnh của họ có hạn, không thể kiểm soát tuyệt đối từng khu vực. Ông ta nói tiếp, thật ra tài nguyên lớn nhất chính là 3 tỷ người dưới sự kiểm soát của chúng ta. Hàng năm đều có một lượng lớn thanh niên gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông, trong đó sẽ luôn sản sinh ra một số thiên tài. Chỉ có như vậy, Thiên Địa Kiếm Tông mới có thể duy trì sự hùng mạnh, không bị kẻ khác nuốt chửng. Ngô Bình hỏi, khu vực được Thiên Địa Kiếm Tông kiểm soát có những tài nguyên gì? Lưu Dịch Phong đáp, có 3 loại chính. Loại thứ nhất là vàng tiên. Khu vực chúng ta kiểm soát là khu vực sản xuất vàng tiên huyền hoàng lớn nhất, có thể sản xuất 1 triệu cân vàng tiên huyền hoàng mỗi năm. Trên thị trường, 1 cân vàng tiên huyền hoàng được bán với giá 3.000 tiền báu, thu nhập hàng năm là 3 tỷ tiền báu. Ngô Bình kinh ngạc, 3 tỷ ư? Lưu Dịch Phong trả lời, đúng thế. Khoản thu nhập này gấp hơn 100 lần so với tiền năm của các nước. Loại thứ hai là dược liệu. Đại thế giới huyền hoàng sản xuất nhiều dược liệu. Trong Thiên Địa Kiếm Tông có cả chục triệu nông dân trồng cây thuốc, chuyên coi sóc các cánh đồng dược liệu và cung cấp một lượng lớn dược liệu cho Thiên Địa Kiếm Tông. Ngoài ra chúng ta còn có một lượng lớn khu vực sản xuất dược liệu hoang dã, ở đó thường sản xuất các dược liệu cao cấp, giá trị cao hơn. Loại thứ ba là tiên thạch. Thiên Địa Kiếm Tông có rất nhiều tiên thạch, thu nhập mỗi năm không kém cạnh dược liệu. Nếu cộng 3 hạng mục này lại, thu nhập hàng năm đã hơn 10 tỷ tiền báu. Ngô Bình giờ đã trải nghiệm được năng lực vững mạnh của những môn phái siêu hạng nhất. Anh cảm thán, chẳng trách Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta lại mạnh như thế. Lưu Dịch Phong cười nói, vậy nên Thiên Địa Kiếm Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ địa bàn của Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Ngô Bình hỏi, khi nào Tông Chủ sẽ xuất quan? Lưu Dịch Phong đáp, tôi không rõ. Ngô Bình bảo, tôi nghe nói người của Thục Sơn Kiếm Phái đều phải bị giết chết. Thật ra giết họ rất đáng tiếc. Tôi dùng rất nhiều người của Thục Sơn Kiếm Phái, cảm thấy tư chất của họ rất tốt, nếu bồi dưỡng thêm thì tương lai chắc chắn sẽ là nguồn trợ giúp cho Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu Dịch Phong nói, đây là chuyện nhỏ. Nếu cậu muốn giữ họ lại, tôi chỉ cần đi báo một tiếng là được. Ngô Bình gật đầu, sau này ở đây đã là lãnh địa của tôi, nhất định phải tìm một số người giúp tôi quản lý. Lưu Dịch Phong khẽ gật, cậu suy nghĩ rất chu toàn. Thế này nhé. Tôi sẽ đến thông báo cho quốc vương ở đây, bảo ông ấy cung cấp một hành cung làm nơi ở cho cậu. Ngô Bình đáp, cũng được. Ăn cơm xong, Ngô Bình tiếp tục đi tham quan khắp nơi, còn Lưu Dịch Phong đi chọn nơi ở. Sau khi cả hai tạm biệt nhau, Ngô Bình đến một tiệm may ở đây. Quần áo cao cấp trong đó được làm bằng chất liệu rất cầu kỳ, kiểu dáng cũng rất đẹp, nên anh đã mua vài bộ cho người thân của mình. Sau đó anh đến hiệu thuốc, hiệu đan dược để xem. Cảm thấy tổng thể nơi này cao hơn địa tiên giới một bậc. Hơn nữa, đây chỉ là một nước nhỏ thôi, nếu là thành phố lớn hoặc thành phố trung tâm của Đại Thế Giới Huyền Hoàng, chắc chắn còn sầm uất hơn thế này nhiều. Chưa đầy một canh giờ, Lưu Dịch Phong đã quay về, sau đó đưa Ngô Bình vào một cung điện ở thành Đông. Cung điện này có diện tích hơn 1000 mẫu, tòa nhà bề thế uy nghiêm, nội thất cũng vô cùng sang trọng. Lúc này, quốc vương đã dẫn văn võ quần thần đứng ngay cổng lớn để nghênh đón Ngô Bình. Quốc vương là một người đàn ông trung niên, nhắc thấy Ngô Bình liền chào ngay, hoan nghênh công tử Trương. Ngô Bình nói, quốc vương không cần đa lễ, tôi chỉ tạm thời sống ở đây thôi. Quốc vương bảo, thưa cậu, tôi đã đưa 1000 người hầu gái và 3000 tạp dịch đến đây. Nếu cậu dùng không hợp ý, tôi sẽ đổi một nhóm khác. Ngô Bình đáp, đã đủ rồi. Rồi quốc vương này đi dạo khắp nơi cùng Ngô Bình, giới thiệu thêm về các cô hầu và tạp dịch. Sau đó ông ta mới từ biệt, còn mời Ngô Bình tham gia tiệc chào đón, nhưng anh đã từ chối. Sau khi quốc vương đi khỏi, Lưu Dịch Phong đã đưa nhóm cấp cao trong Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu như Lưu Vọng Công, Lục Phi Hùng đến trước mặt Ngô Bình. Những người này chưa biết thân phận của Ngô Bình, chỉ xem anh là đệ tử ưu tú mới. Có vẻ họ đã bị hành hạ rất nhiều, khí sắc không tốt lắm. Hiện giờ Ngô Bình không tiện nói rõ thân phận,
chỉ bảo tông chủ vốn có ý giết chết các ông để trừ hậu hoạn. Có điều tôi cảm thấy các ông đều là những người hữu ích. Sau này các ông sẽ giúp tôi quản lý nước Ngô, các ông bằng lòng chứ? Đám Lưu Vọng Công đồng thanh, chúng tôi bằng lòng. Sắp xếp công việc cho họ xong, Lưu Dịch Phong nói, các trưởng lão và đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông đều đã nhận được tin cậu đến Đại Thế Giới Huyền Hoàng, ngay cả tông chủ cũng xuất quan sớm. Tông chủ muốn thiết đãi tiệc để giới thiệu cậu với chúng trưởng lão và đệ tử. Ngô Bình cười hỏi, ai sẽ tham dự buổi tiệc này vậy? Lưu Dịch Phong đáp, 22 đệ tử ưu tú, một phần đệ tử thân truyền, 15 vị thượng trưởng lão, 3 vị thái thượng trưởng lão, và các trưởng lão có quyền lực khác. Tổng số lượng không quá 100 người. Ngô Bình bảo, chỉ e bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là chào đón. Lưu Dịch Phong gật đầu, cậu là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay. Vì cậu là đệ tử ưu tú được thu nạp từ hạ giới, lại được tông chủ thu nhận làm thân truyền, khó trách khiến một vài người thấy khó hiểu, thậm chí khinh thường xuất thân của cậu. Tông chủ tổ chức buổi tiệc này thật ra vì muốn cậu thể hiện năng lực lớn mạnh của mình, để bọn họ tâm phục khẩu phục. Dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là 3 vị thái thượng trưởng lão. Chỉ khi cậu được sự công nhận của họ, mới có thể ngồi vững vị trí đệ tử ưu tú. Ngô Bình giật mình, địa vị của 3 vị thái thượng trưởng lão này cao lắm à? Lưu Dịch Phong đáp, cả 3 thái thượng trưởng lão đều là chân tiên, tu vi thâm sâu khó lường, là địa tiên nổi danh của tiên giới. Họ đều được tiên đình sắc phong, có phong hiệu là thiên quân. Một trong số họ còn là sư tôn của tông chủ, địa vị rất được tôn kính. Ngô Bình hỏi, thiên quân có đất phong không? Lưu Dịch Phong cười nói, dĩ nhiên là có. Đất phong của thiên quân còn rộng lớn hơn địa bàn của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta, ở đó có vô số dân cư và tài nguyên. Ngô Bình cả kinh, không ngờ đất phong còn rộng hơn Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu Dịch Phong bảo, bất cứ ai được phong làm thiên quân đều đã từng lập công lớn cho tiên giới. Ví dụ như sư tôn của tông chủ, Ngũ Long Thiên Quân, từng đứng về phía tiên giới trong một cuộc đại loạn. Đương nhiên, tôn quý hơn cả thiên quân là thiên tôn. Họ thường là người thống trị một tiên vực nào đó. Thường thì những người này đều thuộc cấp Đại La Kim Tiên, phần lớn còn là thủ lĩnh của thế lực siêu cấp. Ngô Bình đã hiểu biết thêm một chút về hành cung của mình ở nước Ngô, bèn theo Lưu Dịch Phong về Thiên Địa Kiếm Tông. Trong vô số phòng ốc ở Thiên Địa Kiếm Tông, có một đại điện rất rộng lớn, tên là Thiên Địa Kiếm Cung. Đây chính là nơi ở và tu luyện của tông chủ La Thiên Tướng. Lúc này, Ngô Bình đã đến Thiên Địa Kiếm Cung, La Thiên Tướng và 4 đệ tử đang chờ anh. Sau khi đưa anh đến đây, Lưu Dịch Phong lui xuống. Trong cung điện rộng rãi chỉ còn 6 người họ. Sư tôn, Ngô Bình tiến lên hành lễ. La Thiên Tướng cười ha ha, đồ đệ, đây là 4 vị sư huynh của con. Bọn họ đều lớn tuổi hơn con rất nhiều. Người nhỏ nhất cũng đã được ta nhận cách đây hơn 100 năm rồi. Bây giờ bọn họ đã là trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình chắp tay trước 4 người, kính chào 4 vị sư huynh. Tuy 4 người họ không còn trẻ tuổi nhưng ngoại hình đều chỉ trông như độ đôi mươi. Người dẫn đầu mặc áo tím, đội mũ ngọc, cười bảo, sư đệ, anh là Đới Hạo Tông, hiện là thượng trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông. Một người khác mặc đồ trắng mũ trắng, để 2 sợi râu đen, phóng khoáng ung dung cười nói, sư đệ, anh là Hoàng Kim Tàm, đồ đệ thứ 2 của sư tôn, cũng là thượng trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông. 2 người còn lại, một người tên Hoa Nguyên Cát, một người tên Tả Kỳ Phong. Cả 2 đều mặc quan phục của tiên đình và là thiếu khanh của tiên đình. La Thiên Tướng cười bảo, 4 sư huynh các con sau này phải chiếu cố sư đệ một chút. Tư chất của Tiểu Bình rất tốt, thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt xa ta. Cả 4 người đều kinh ngạc, La Thiên Tướng đã trở thành tông chủ, năm xưa được gọi là thiên tài nghìn năm có một của Thiên Địa Kiếm Tông. Không ngờ vị sư đệ này còn là thiên tài vượt cả sư tôn. Đới Hạo Tôn cười nói, sư đệ à, tầm nhìn của sư tôn là độc nhất đấy. Sư tôn đã nói vậy thì tương lai cậu chắc chắn sẽ là nhân vật tầm cỡ của tiên giới, biết đâu còn dẫn dắt Thiên Địa Kiếm Tông trở thành thế lực siêu cấp. Đến lúc ấy, sư huynh bọn anh cũng được thơm lây từ cậu rồi. Ngô Bình vội đáp, đại sư huynh quá lời rồi, em vẫn chưa có năng lực ấy đâu, sau này vẫn phải nhờ các sư huynh dìu dắt. Lúc này Ngô Bình chợt nghĩ đến Tiên Điện Thiên Võ, thế lực siêu cấp thì sao, trở thành đạo quân thì sao? Chẳng phải cũng diệt phóng ngay ư? Hoàng Kim Tàm bảo, sư đệ quá khiêm tốn rồi. Năm xưa, sau khi nhận 4 sư huynh bọn anh, sư tôn đã nói rằng sẽ không nhận đồ đệ nữa,
dạy đồ đệ quá mệt, còn bọn anh thì chẳng biết phấn đấu. Ha ha, ngờ đâu hơn 100 năm sau, sư tôn lại thu nạp cậu. Điều này chứng tỏ tư chất của sư đệ ít nhất phải ở cấp bậc thiên kiêu. La thiên tướng cười ha ha, Kim Tàm, lần này bị con nói trúng rồi. Tư chất của tiểu bình tuyệt đối không thua kém thiên kiêu của thế lực siêu cấp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Hoa Nguyên Cát hỏi, năm nay sư đệ bao nhiêu tuổi, hiện ở mức tu vi nào vậy? Ngô Bình đáp, thưa ba vị sư huynh, em 23 tuổi, tu vi vừa đạt đến cảnh giới thần biến. Tả Kỳ Phong cười bảo, quả nhiên là thiên tài. Năm 23 tuổi, anh vẫn chỉ là một nhân tiên còn con thôi. La thiên tướng hỏi, các con có biết Tiểu Bình đã mất bao lâu để tu luyện đến tầng 6 của thiên địa kiếm quyết không? Hoàng Kim Tàm bày tỏ, tầng thứ 6 ấy ạ. Năm xưa con mất đến hơn 3 năm, sau đó còn mắc kẹt ở tầng 6 rất nhiều năm, đến khi 37 tuổi mới đột phá. La thiên tướng nói, Tiểu Bình mất khoảng một tháng. Chuyện này cũng đã được một thời gian rồi. Hiện giờ có lẽ Tiểu Bình đã có đột phá mới. Ngô Bình đáp, thưa sư tôn, con đã đột phá đến tầng thứ 8. Thật ra anh đã đột phá đến tầng 10 rồi. Tất cả đều nhìn nhau. Mới một, hai tháng mà đã tu luyện đến tầng 8, tư chất của vị sư đệ này quá nghịch thiên. La thiên tướng bảo, Tiểu Bình, nguồn lực của thiên địa kiếm tông khá ổn. Chỉ cần con đủ xuất sắc, thiên địa kiếm tông có thể bồi dưỡng con thành đại la kim tiên. Ngô Bình hỏi, sư tôn, con nghe nói tiên đình muốn kiểm soát cả đại thế giới huyền hoàng. Lặng im vài giây, La Thiên Tướng nói, xu thế tất yếu, khó lòng tránh được, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị trước. Ta đã sắp xếp ở hạ giới để chừa một con đường lui. May mà chúng ta có một thiên kiêu như con, tương lai nếu phải mặc cả với tiên đình cũng sẽ có lòng tin hơn. Tả Kỳ Phong bày tỏ, sư tôn, tư chất của sư đệ tốt như vậy, không biết có thể đến huyền hoàng hải để thử vận may không? La Thiên Tướng giật mình, huyền hoàng hải quá nguy hiểm. Nhưng một khi có thu hoạch thì sư đệ con dùng cả đời cũng không hết. Ngô Bình hứng thú hỏi, sư tôn, huyền hoàng hải là nơi nào vậy ạ? La thiên tướng đáp, ban đầu đại thế giới huyền hoàng do huyền hoàng đạo tổ khai phá, cốt lõi của nó chính là huyền hoàng hải. Nghe nói bên trong cất giấu rất nhiều báu vật tuyệt thế và truyền thừa tối thượng của huyền hoàng đạo tổ. Từ xưa đến nay, đại thế giới huyền hoàng đã có vô số người bước vào đó, song cuối cùng chỉ có vài người bước ra. Những người trở ra quả thật có thu hoạch rất lớn, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Ngô Bình nói, chờ tu vi của đệ tử cao hơn một chút mới có thể vào trong tìm hiểu. La thiên tướng gật đầu, chuyện này để sau này hãng nói. Có một chuyện quan trọng sắp đến rồi, không biết Tiểu Bình có hứng thú tham gia không? Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy, thưa sư tôn? La thiên tướng đáp, đại hội đấu kiếm. Ngô Bình chợt nhớ đến đại hội đấu kiếm mà trưởng môn Thục Sơn nhắc đến. Lẽ nào hai bên đang nói đến cùng một sự việc ư? Anh hỏi, sư phụ, đại hội đấu kiếm này có nguồn gốc thế nào ạ? La thiên tướng đáp, đại hội đấu kiếm do tất cả các môn phái kiếm đạo ở tiên giới đồng tổ chức, người khởi xướng nên cuộc thi này là kiếm đạo quân. Top 3 trong cuộc thi này có thể nhận được chỉ dẫn của kiếm đạo quân, sau đó được vào tìm tòi trong đại thế giới kiếm đạo. Ngô Bình, đại thế giới kiếm đạo ạ? Đó cũng là một tiên giới cổ giống đại thế giới huyền hoàng ạ. La thiên tướng, đúng, đại thế giới kiếm đạo cũng là một tiên giới cổ. Nhưng nó thần bí hơn đại thế giới huyền hoàng và cất giấu nhiều truyền thừa hơn. Đại thế giới kiếm đạo do kiếm tổ thành lập, bên trong có bốn đại kiếm cung, nghe nói kiếm tổ đã để lại bốn ý nghĩa vô thượng về kiếm đạo trong bốn kiếm cung này. Song, bao lâu nay, có rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Ngô Bình hỏi, truyền thừa của kiếm tổ thuộc công pháp thiên phẩm ạ? La thiên tướng, truyền thừa của kiếm tổ không phải công pháp mà là đạo. Công pháp kỳ có thể khiến người ta mạnh mẽ hơn, chứ không thể tu thành đại đạo. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, ví dụ như bốn ý nghĩa của kiếm tổ, con chỉ cần biết được một loại trong số đó thôi là có thể vận dụng nó vào thiên đại kiếm quyết, sau đó nâng cao uy lực cho kiếm quyết rồi. Đới Hạo Tông cười nói, sư đệ, nghe nói kiếm tổ là vô địch thiên hạ ở thời đó đấy. Người có thể hạ sinh linh hỗn độn bằng một kiếm một việc mà xưa nay chưa ai làm được. Về sau, người đã bổ đôi he không bằng một kiếm, sau đó vượt khỏi tam giới và đi sang một vũ trụ khác. Ngô Bình, kiếm đạo quân này có tu vi thế nào? Đới Hạo Tông, kiếm đạo quân là một cường giả nhận được một chút truyền thừa của kiếm tổ. Ông ấy biết mình không thể lĩnh hội nhiều hơn được nữa nên đã sáng lập ra đại hội đấu kiếm.
Mục đích là muốn chọn ra thiên tài của các môn phái kiếm đạo, hy vọng họ sẽ nhận được hết truyền thừa của kiếm tổ. Ngô Bình, chỉ có 3 người đứng đầu mới được vào đại thế giới kiếm đạo ư? Đới Hạo Tông, đại thế giới kiếm đạo khá khép kín, bên trong có nhiều đất sống lắm chứ, nhưng kiếm đạo quân là người thống trị của đại thế giới này. Vì ông ấy có thực lực mạnh, môn phái lại có nhiều cao thủ nên lâu lắm rồi không có ai dám xông vào đấy tùy ý nữa. Ngô Bình, vậy là thật ra kiếm đạo quân đã độc chiếm nơi ấy rồi. La Thiên Tướng, kiếm đạo quân này vốn là cao thủ cảnh giới đại LA, đã thế còn có vài kiếm trận tuyệt thế nên thực lực mạnh lắm, đến thế lực siêu cấp cũng không dám dây vào. Ngô Bình gật gù, đệ tử sẽ cố hết sức để lọt vào top 3. Tả Kỳ Phong, sư đệ, trong buổi tiệc tối nay sẽ có nhiều kẻ ếch ngồi đáy giếng coi thường thân phận hạ giới của cậu, chắc họ sẽ gây khó dễ cho cậu một chút, nhưng cậu đừng giận nhé. Cậu chỉ cần thi triển thực lực chứng minh mình đủ mạnh là họ ngậm miệng hết thôi. Ý của Tả Kỳ Phong là nếu Ngô Bình không đủ mạnh thì có bị cười vào mặt cũng phải chấp nhận. Ngô Bình, không sao, sau này họ sẽ phải sợ em thôi. La Thiên Tướng vui vẻ nói, con là đệ tử thân truyền của ta, tài nguyên đương nhiên không phải nghĩ. Đây là chìa khó của bảo huấn, con muốn lấy gì thì lấy, quyền hạn cũng ngang ta luôn. Nếu trong môn phái thiếu thứ con cần thì cứ lên mạng tiên mà mua, chi phí cứ tính cho môn phái. Nói rồi, ông ta đưa cho Ngô Bình một chiếc chìa khóa. Có nó rồi thì Ngô Bình có thể vào kho lấy đồ, mà không bị ai cấm cản. Ngoài ra, La Thiên Tướng còn đưa cho Ngô Bình một chiếc nhẫn chữ đồ rồi nói, trong này có 100 triệu tiền báu, là phí sinh hoạt năm nay của con, tiêu hết thì ta lại cho tiếp. Nhóm Đới Hạo Tông hô lên, sư phụ, ngày xưa người cho đệ tử có 10 triệu, sao thiên vị thế ạ? La Thiên Tướng lử mắt với đám đệ tử rồi nói, ngày xưa mà các con có tư chất như Tiểu Bình thì ta cũng cho 100 triệu. Tả Kỳ Phong cười nói, sư đệ có tư chất tốt nên nhận vậy là xứng đáng. Nhưng thưa sư phụ, có mấy đệ tử tinh anh đạt được thành tựu cao xong thì rất huênh hoang, gần như không coi bọn con ra gì. Nếu sư đệ có thể áp đảo được họ thì mới gọi là có chỗ đứng vững chắc trong môn phái. Ngô Bình biết Thiên Địa Kiếm Tông có 23 đệ tử tinh anh, trong đó có Vạn Hồng Khai đã chết nên giờ chỉ còn 22 người, anh hỏi các đệ tử tinh anh này có tu vi thế nào. Tử Kỳ Phong, đệ tử tinh anh có tu vi cao nhất ở Thiên Địa Kiếm Tông là Hư Tiên, đạt đến cảnh giới thần tiên thì thường sẽ được phong làm trưởng lão. Ví dụ như đại sư huynh đã ở cảnh giới thần tiên rồi nên được làm thượng trưởng lão. Còn anh ở cảnh giới Hư Tiên, đồng thời là đệ tử của tông chủ nên cũng được phong làm trưởng lão. Trong số các đệ tử tinh anh có 2 người mạnh nhất, nhưng tiếc là họ không ở nhánh của mình, mà là đệ tử của Lâm Trường Sinh của Thượng trưởng lão Ninh Tố Vân và Vũ Long Phi là cháu của Thượng trưởng lão Vũ Thiên Sầu. Đới Hạo Tông, Lâm Trường Sinh rất kiêu ngạo, từng công khai nói mình sẽ là tông chủ tương lai của Thiên Địa Kiếm Tông, đã thế còn đánh tứ sư huynh của cậu trước mặt bao người. Ngô Bình, thực lực của Thượng trưởng lão Ninh Tố Vân ra sao? La Thiên Tướng, Ninh sư muội có thực lực ngang ta, nhưng vì là nữ nên ngày xưa không được tham gia tranh cử tông chủ, không thì chưa chắc ta đã thắng. Ngô Bình, bảo sao Lâm Trường Sinh lại vênh thế? Đới Hạo Tông, Lâm Trường Sinh là tiên quân được tiên đình sắc phong, giờ đang ở cảnh giới bất tử. Ngô Bình thấy Đới Hạo Tông có vẻ rất coi trọng danh hiệu tiên quân nên hỏi, đại sư huynh, tiên quân ở tiên giới lợi hại lắm sao? Đới Hạo Tông gật đầu, đương nhiên, chỉ có 1.000 người nhận được danh hiệu này thôi. Nếu có tiên quân mới đột phá mà mạnh hơn tiên quân yếu nhất thì tiêu chuẩn về tiên quân sẽ được nâng lên. Ngô Bình, có nghĩa là không phải nhận được danh hiệu tiên quân rồi sẽ có được mãi, mà vẫn có thể bị mất ư? Đới Hạo Tông gật đầu, đúng thế, trở thành tiên quân rồi thì cứ 3 năm một lần lại phải đánh giá lại. Địa vị của tiên quân tuy kém thiên quân, nhưng cũng có nhiều lợi ích lắm, vì thế hết hết tiên quân đều là thiên tài của các thế lực lớn. Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta đến nay cũng chỉ có mỗi Lâm Trường Sinh là tiên quân thôi. Hoàng Kim Tàm, Lâm Trường Sinh đứng thứ 547 trên bảng tiên quân nên thực lực mạnh lắm. Ngô Bình, còn có bảng tiên quân nữa ư? Hoàng Kim Tàm, cái này do tiên đình thành lập, nhưng chỉ hiện tên của 100 người giỏi nhất lên bảng thôi. Ai lên được bảng này rồi thì sẽ được thưởng đấy, hơn nữa hầu hết sẽ nổi tiếng. Ví dụ như top 10 trên bảng tiên quân sẽ được gọi là thập đại tiên quân. Họ toàn là thiên kiểu của các thế lực siêu cấp thôi. Ngô Bình, thế thì còn bảng chân nhân, chân quân nữa đúng không ạ? Hoàng Kim Tàm, đúng, nhưng tầm ảnh hưởng không bằng bảng thiên quân,
song người lọt vào các ấy cũng siêu. Ngô Bình, lần trước em vào cục kiểm tra thì nhận được danh hiệu chân nhân nhất phẩm, không biết có được lên bảng không? Tả Kỳ Phong cười nói, chân nhân nhất phẩm là giỏi lắm đấy, kiểu gì cũng vào top 30 hoặc top 20. La Thiên Tướng, tư chất của Tiểu Bình vào top 10 cũng được. Nếu rảnh thì con đi kiểm tra tiếp đi, kiểm tra cao cấp luôn. Nếu có thể lên lọt vào top 10 trên bảng chân nhân thì cũng làm rạng danh cho Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta. Sau khi mọi người làm quen với nhau xong, La Thiên Tướng nói, còn một lát nữa mới đến giờ nhập tiệc, các CPN dẫn Tiểu Bình đi dạo một vòng quanh thành Huyền Hoàng đi. Ngô Bình hỏi, đó là nơi nào ạ? Đới Hạo Tông cười nói, sư đệ, thành Huyền Hoàng là nơi mà tất cả các thế lực của đại thế giới cùng xây dựng, thành chủ là Tiên Nghiêm phái nhân, nơi đây là trung tâm mua bán của đại thế giới Huyền Hoàng nên sầm uất lắm. Ngô Bình, Tử Kỳ Phong, đại sư huynh và nhị sư huynh hơi bận nên anh và tam sư huynh sẽ đưa cậu đến đó chơi nhé. Thành Huyền Hoàng có cửa hàng của chúng ta, tiện thể cho cậu xem luôn. La Thiên Tướng gật đầu, mấy đứa phải đi với nhau nhiều vào cho tăng thêm tình gắn kết. Sau đó, Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong đã dẫn Ngô Bình rời khỏi Thiên Địa Kiếm Tông rồi bay về phía thành Huyền Hoàng. Thành Huyền Hoàng nằm ở bình nguyên của đại thế giới cùng tên, phía bắc là một thảo nguyên vô tận. Phía nam là rừng rậm nguyên sử với diện tích rất lớn. Khi bay trên cao, Ngô Bình nhìn từ xa đã thấy có một thành phố rộng lớn với diện tích hơn 100.000 cây em vuông, đường xá đan xen, ngoài ra còn có rất nhiều các tòa nhà cao tầng. Thấy thế, Ngô Bình không nhịn được hỏi, hai vị sư huynh, sư phụ bảo em đến đây không phải chỉ để dạo chơi đúng không? Hoa Nguyên Cát cười nói, sư đệ thông minh đấy, rất hiểu ý của sư phụ. Trong thành này có rất nhiều cục kiểm tra cao cấp. Ngoài ra còn có hội quán luyện đan nữa. Ngô Bình, hội quán luyện đan ư? Hoa Nguyên Cát, đúng thế, hội quán này là nơi đánh giá các thầy luyện đan. Cách một thời gian hội quán lại bán đấu giá các đan dược quý hiếm. Hôm nay vừa hay đến ngày có đấu giá này, vì thế sư phụ mới bảo chúng tôi đưa sư đệ đến đây. Nếu sư đệ thấy có đan dược nào phù hợp với mình thì cứ đấu giá, tiền thì cứ tính cho môn phái thôi. Ngô Bình, Thiên Địa Kiếm Tông sẽ thanh toán ư? Hoa Nguyên Cát cười nói, đương nhiên, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta là thế lực lớn thứ hai ở đại thế giới Huyền Hoàng mà, hơn nữa còn khá thân với hội quán này. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đáp xuống một ngôi nhà rất lớn, bên ngoài còn có một quảng trường, hiện đang có nhiều xe ngựa đỗ ở đây. Họ vừa đi vào thì đã có một người ăn mặc như quản gia ra nghênh đón, ngài về rồi ạ. Tả Kỳ Phong, quản gia, các cô gái đâu hết rồi? Quản gia vội đáp, cô Băng Ngạn và Tuyết Nghiên có nhà, còn hai cô khác thì đi mua sắm rồi ạ. Tả Kỳ Phong, gọi hai cô ấy đến chào ngũ sư đệ đi. Quản gia lập tức hành lễ với Ngô Bình, chào ngũ gia ạ. Ngô Bình được mời vào phòng khách, bày trí trong này rất sang trọng, người hầu kẻ hạ cả đống. Tả Kỳ Phong nói, sư đệ, đây là nơi anh thường đến ở tạm, anh có nuôi mấy cô gái ở đây để mua vui, lát cậu gặp họ chút nhé. Tả Kỳ Phong vừa nói dứt câu thì có hai cô gái bước ra, một cô mặc váy hồng, một cô váy xanh, cả hai đều xinh đẹp tuyệt sắc, khiến ai đã nhìn rồi là không muốn rời mắt đi chỗ khác. Tả Kỳ Phong cười nói, Băng Nghiên, Tuyết Nhạn, đây là Trương Tiểu Bình sư đệ thứ 5 của anh. Chào ngũ gia, hai cô gái cùng cất tiếng chào. Ngô Bình gật đầu, không cần đa lễ. Đôi bên trò chuyện vài câu thì Băng Nghiên bắt đầu biểu diễn, tiếng đàn du dương êm tai, còn Tuyết Nhạn thì nhảy múa. Mọi người vừa xem ca múa vừa tiếp tục bàn luận về hội quán luyện đan. Ngô Bình, hội quán này có nhiều thầy luyện đan lắm ạ. Tả Kỳ Phong, thầy luyện đan ở đây kém nhất cũng là cấp 3 sao. Tả Kỳ Phong giải thích kỹ hơn cho Ngô Bình nghe, cấp bậc của thầy luyện đan ở tiên giới được cấp rất nghiêm ngặt, hơn nữa chỉ khi luyện thành một loại đan dược có cấp bậc hoặc chất lượng nhất định thì mới được phân cấp tương ứng. Cấp thấp nhất là học trò luyện đan. Thường thì họ chỉ luyện chế được các đan dược cấp thấp, tiếp theo thì đến thầy luyện đan. Thầy luyện đan được chia thành thầy luyện đan bình thường và thầy luyện đan theo cấp sao. Trong đó thầy luyện đan bình thường có các cấp là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Còn thầy luyện đan theo cấp sao thì thường được gọi là đại sư luyện đan, có từ 1 đến 10 sao. Trong đó cấp 3 sao đã được coi là nhân tài hiếm có rồi. Cấp 5 sao thì chỉ có các thế lực siêu cấp mới bồi dưỡng ra được. Ví dụ như Thiên Địa Kiếm Tông cũng chỉ có một đại sư luyện đan 2 sao và vài đại sư luyện đan 1 sao thôi. Nghe Tả Kỳ Phong nói xong,
Ngô Bình, có nghĩa là phải đạt được một cấp bậc thì mới được gia nhập hội quán luyện đan. Hoa Nguyên Cát, đương nhiên. Hơn nữa, hội quán này còn kiêm luôn nhiệm vụ nhận xét thầy luyện đan, chỉ cần mất phí là có thể tiến hành kiểm tra cấp bậc rồi. Ngô Bình, có tiêu chuẩn đánh giá gì không? Hoa Nguyên Cát cười nói, sư đệ, cậu hỏi làm gì? Lẽ nào cậu cũng là thầy luyện đan? Ngô Bình, đúng là em có thể luyện chế được ít đan dược, nhưng không biết trình độ của mình thế nào, vì thế định kiểm tra thử. Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong ngạc nhiên nói, sư đệ biết luyện đan thật ư? Ngô Bình, có gì đâu mà hai vị sư huynh ngạc nhiên thế, luyện đan cũng đâu khó mấy. Tả Kỳ Phong cười nói, thế thì lát chúng ta đi kiểm tra luôn. Tả Kỳ Phong gọi quản gia, ông ấy nhanh chóng mang một cuốn sách đến, bên trong viết rõ ràng về việc cần luyện chế đan dược nào, luyện chế đến trình độ gì thì được cấp bậc ra sao. Ngô Bình đọc lướt qua, sau đó cảm thấy với trình độ hiện giờ của mình thì chắc anh sẽ được 4 sao hoặc 3 sao. Anh hỏi, sư huynh, tại sao Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta không bồi dưỡng được một đại sư luyện đan 3 sao nào? Hoa Nguyên Cát cười trừ, sư đệ, cậu biết bồi dưỡng một đại sư luyện đan 3 sao khó thế nào không? Sẽ cần đến rất nhiều dược liệu và tài nguyên đấy. Hơn nữa, dù cậu có tài nguyên thì cũng chưa chắc tìm được người có thiên bẩm về luyện đan. Riêng đại sư luyện đan 2 sao của Thiên Địa Kiếm Tông kia, chúng ta cũng phải vất vả lắm mới tìm được đấy. Ngô Bình, nếu có một đại sư luyện đan 3 sao gia nhập môn phái thì chúng ta sẽ cho người đó đại ngộ thế nào? Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong ngơ ngác nhìn nhau, Tả Kỳ Phong nói, gì thì anh không biết, chứ chắc chắn mỗi năm sẽ được 100 triệu tiền báu, đó là còn chưa kể tài nguyên tu hành và dược liệu đấy. Ngô Bình dao động nói, sư huynh, em muốn đi kiểm tra thử xem có được cấp 1 sao hay không. Hoa Nguyên Cát cười nói, xem ra sư đệ rất tự tin vào tài luyện đan của mình nhỉ. Được, lát mình đi. Hai người này cũng rất tò mò, không biết sư đệ của mình có thể đạt đến cấp 1 sao hay không. Tuyết Nhạn đang mua nghe thấy thế thì dừng luôn, sau đó cười nói, ngũ gia là thầy luyện đan ạ. Tuyết Nhạn có thể hỏi anh một chuyện liên quan đến luyện đan không? Ngô Bình gật đầu, cô hỏi đi. Tuyết Nhạn, ngũ gia, có đan dược nào khiến phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ hơn không? Ngô Bình cười nói, cô đẹp thế này rồi còn cần loại đan dược ấy làm gì? Tuyết Nhạn thở dài nói, ngũ gia không biết đấy thôi, em có một cô em gái xấu bẩm sinh, vì thế em ấy không dám ra ngoài gặp ai, ngày nào cũng ru rú trong nhà, tâm trạng thì u uất. Em chỉ có mỗi một cô em gái, vì thế muốn em ấy có dáng vẻ như người bình thường, không cần quá đẹp, nhưng ít ra cũng không xấu xí. Ngô Bình nói, cô dẫn em gái đến đây, tôi hiểu về y thuật, để tôi khám cho cô ấy. Tuyết Nhạn mừng rõ, vâng, em sẽ dẫn em ấy đến ngay ạ. Tuyết Nhạn đi rồi, Hoa Nguyên Cát nói, đúng là Tuyết Nhạn có một cô em gái rất xấu tên là Tuyết Hồng. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy còn tưởng ma cơ, suýt nữa rút kiếm ra chém rồi đấy, may mà Tuyết Nhạn xuất hiện kịp thời. Băng Nghiên thở dài nói, thật ra Tuyết Hồng rất đáng thương, em ấy rất thông minh, tiếng hát và điệu múa hơn hẳn bọn em, chỉ tiếc là có dung nhan không giống người bình thường. Ngô Bình, ý cô là cô ấy vừa hát hay vừa múa đẹp ư? Băng Nghiên gật đầu, nếu nói đến múa thì cả em và Tuyết Nhạn đều đứng top 3 ở thành Huyền Hoàng này rồi, nhưng bọn em vẫn chưa là gì so với Tuyết Hồng cả, phải nói là một trời một vực. Ngô Bình gật gù, đó là vì cô ấy không phải người bình thường. Hoa Nguyên Cát hỏi, sư đệ nói vậy là sao? Ngô Bình giải thích, sư huynh, trên đời này có rất ít người có tài năng siêu phàm. Chính vì họ quá xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó nên mới khiến ông trời nổi giận, sau đó khiến họ kém ở một mặt nào đó. Ví dụ như vóc dáng đẹp thì đầu óc kém, còn nếu là người thông minh nhanh trí thì thường yếu ớt, nhanh đi chầu Diêm Vương. Tả Kỳ Phong ngẩn ra, còn chuyện này nữa ư? Ngô Bình gật đầu, nếu cô gái này có giọng hát cực hay và múa rất đẹp thì đương nhiên cũng khiến ông trời đố kỵ, khiến dung nhan của cô ấy xấu ma chê quỷ hơn. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Tuyết Nhạn đã dẫn một cô gái đi vào. Nhìn thấy cô gái ấy, Ngô Bình cũng bị sự gương mặt xấu của cô ấy dọa cho giật cả mình. Trên mặt cô gái mọc đầy lông đen, làn da thì nhăn nheo, mũi vừa to vừa nhiều mụn đầu đen, mắt thì híp tịt, con người có màu vàng đáng sợ. Miệng thì rộng, răng mọc không theo hàng theo lối, đã thế còn đen xì. Ngô Bình lập tức có cảm giác chán ghét theo bản năng với cô gái. Anh nhìn thêm một lúc rồi nói, xấu đến mức này cũng là một tài năng đấy. Tuyết Hồng cúi thấp đầu xuống,
hình như rất tự ti. Tuyết Nhạn nói, Tuyết Hồng, đây là ngũ gia, anh ấy biết y thuật, có thể luyện chế đan dược khiến người ta xinh đẹp hơn. Ngô Bình vẫy tay gọi, Tuyết Hồng, lại đây. Tuyết Hồng đứng trước mặt Ngô Bình, nhưng không dám nhìn anh. Ngô Bình chộp tay vào vai của Tuyết Hồng thì bắt được một hắc quang sền sệt, nó phát ra tiếng kêu chít chít. Sức mạnh của nó rất lớn, nó ra sức vùng vẫy trong tay Ngô Bình, nếu không nhờ thần lực bức người cùng tài năng thông thiên thì Ngô Bình sẽ không giữ được nó. Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, Tả Kỳ Phong hỏi, sư đệ, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Ngô Bình bóp chặt hắc quang trong tay rồi cười nói, là thứ ô uế. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện, gương mặt của Tuyết Hồng dần thay đổi, lông đen biến mất, sau đó làn da của cô ấy cũng trở nên căng bóng, trắng trẻo. Tuyết Nhạn ngạc nhiên nói, gương mặt của Tuyết Hồng đang thay đổi. Ngô Bình dồn toàn bộ sự chú ý vào hắc quang nên cười nói, không ngờ lại bắt được thứ quỷ này ở đây. Hoa Nguyên Cát, sư đệ, ô uế rốt cuộc là thứ gì? Nó có thể khiến người khác xấu đi ư? Ngô Bình, ô uế này là vật cực xấu trong tự nhiên, nó có thể lây nhiễm cho nguyên thần và vạn vật. Nó thường sinh trưởng trong có thể sinh vật nào đó, còn ô uế này thì vẫn bé thôi, nhưng mấy nữa nó sẽ trưởng thành. Đến lúc ấy, nó không chỉ lây nhiễm cái xấu cho pháp khí, mà còn cả thần hồn của cường giả nữa. Hoa Nguyên Cát nói, sư đệ, cường giả mà cậu nói là chỉ cảnh giới nào? Ngô Bình, ít nhất là chân tiên, chỉ cần nhiễm một chút thôi thì cũng đi đời. Hai người kia há hốc miệng nói, sư đệ, cậu mau buông tay ra, đừng để bị nó lây nhiễm. Ngô Bình, sư huynh yên tâm, con này chưa lớn, tuy uy lực mạnh nhưng em vẫn khống chế được. Nói rồi, anh lấy một cái bình ngọc ra, sau đó bỏ hắc quang vào rồi cất đi. Bấy giờ, anh mới nhìn sang Tuyết Hồng rồi nói, quả nhiên đã bình thường trở lại rồi. Dứt lời, anh giơ tay khẽ điểm vào cổ của Tuyết Hồng, cô ấy lập tức ho khù khụ. Tuyết Nhạn hỏi, ngũ gia, anh đang điều trị cho em ấy ạ? Ngô Bình, tôi làm cổ họng cô ấy kém đi, tuy không còn giọng hát tuyệt vời nữa, nhưng thế mới tránh khỏi bị trời đố kỵ. Tuyết Nhạn nói, không còn giọng hát hay nữa cũng không sao, chỉ cần Tuyết Hồng có thể hồi phục dáng vẻ của người bình thường là được. Anh viết một đơn thuốc rồi nói, nhắc cô ấy về nhà uống thuốc, mỗi ngày uống một lần, trong vòng 7 ngày sẽ hồi phục dung nhan vốn có. Tuyết Nhạn ngẩn ra, dung nhan vốn có ạ. Ngô Bình gật đầu, dung nhan của cô ấy bị ô uế che lấp, vì thế trông mới xấu. Nếu tôi đoán không nhầm thì vốn cô ấy cũng rất đẹp, ít cũng phải đẹp ngang cô đúng không? Tuyết Nhạn mừng rỡ, thế thì tốt quá rồi, cảm ơn ngũ gia. Tuyết Hồng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, cô ấy rất cảm kích nói cảm ơn ngũ gia. Ngô Bình xua tay, hai chị em về đi. Tuyết Nhạn dẫn Tuyết Hồng ra ngoài, Hoa Nguyên Cát cười nói, sư đệ có kiến thức thật sâu rộng, còn biết cả thứ quái quỷ này nữa. Ngô Bình, có gì đâu ạ? Tả Kỳ Phong, sư đệ, hay cậu đi kiểm tra chân nhân luôn đi. Kiểm tra chân nhân trước đó của Ngô Bình là cấp nhất phẩm, nếu anh muốn kiểm tra cấp cao hơn thì phải vào cục kiểm tra cấp cao. Hoa Nguyên Cát cười nói, Kỳ Phong, ý cậu là Tiểu Bình có thể là chân nhân thượng cổ ư? Trên chân nhân nhất phẩm còn có chân nhân thượng cổ, một cấp bậc vô cùng mạnh mẽ. Ngô Bình vừa đến thành Huyền Hoàng nên không muốn khoe mẽ, anh cười nói, sao em là chân nhân thượng cổ được, đến nhất phẩm là quá siêu rồi. Tả Kỳ Phong, sư huynh, sư đệ nói đúng, đi kiểm tra cũng chẳng để làm gì. Thôi chúng ta đến hội quán luyện đan đi, xem sư đệ là thầy luyện đan cấp nào. Ngô Bình không phản đối chuyện này, anh quyết định sẽ chọn thân phận thầy luyện đan một sao, ít ra như vậy cũng nâng cao địa vị của mình trong môn phái hơn. Vì thế, cả ba trò chuyện thêm một lát thì chuẩn bị đến hội quán luyện đan. Họ vừa ra ngoài thì có một bầy tay lớn ập xuống, sau đó gạt về phía nhóm Ngô Bình. Hoa Nguyên Cát, Huyền Hoàng Môn, to gan. Hoa Nguyên Cát rút kiếm ra rồi tấn công bàn tay ấy. Hai bên va chạm, kiếm của Hoa Nguyên Cát vỡ nát, còn bàn tay vẫn sấn tới, cùng với đó là một giọng nói ngông nghênh, thiên địa kiếm tông các người toàn một lũ vô dụng, không giao Băng Nghiên và Tuyết Nhạn ra đây thì tôi sẽ đánh chết các người. Ngô Bình giơ tay lên, một đạo kiếm quang bay ra. Đạo kiếm quang này vô cùng chói lóa. Không đợi đối phương kịp phản ứng thì bàn tay lớn kia đã bị chém làm đôi. Hoa Nguyên Cát vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, sư đệ, kiếm quang của cậu mạnh quá, mạnh hơn của anh nhiều. Ngô Bình hỏi, sư huynh, kẻ vừa ra tay là ai vậy?
Hoa Nguyên Cát, là đệ tử của Huyền Hoàng Môn, tên là Trương Huyền Thanh. Tả Kỳ Phong giải thích thêm, sư đệ, hắn ta là đệ tử kiệt xuất của Huyền Hoàng Môn, bọn chúng thường xuyên xích mích với Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta. Hắn ta cực kỳ ngông nghênh, nhưng quả thực hắn rất mạnh nên hai bọn ta đều không phải đối thủ của hắn. Họ đang nói chuyện thì có một thanh niên đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi nói, cậu đánh lại được cả Huyền Hoàng thủ của tôi. Danh con, cậu đúng là không tầm thường. Ngô Bình lạnh lùng đáp, cút khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ chặt lấy một cánh tay của anh. Gã thanh niên lập tức bay đi, như thể rất kiêng kỵ Ngô Bình. Trước khi đi, hắn hỏi, tôi là Trương Huyền Thanh, đệ tử Huyền Môn. Cậu tên là gì, dám nói cho tôi biết không? Ngô Bình, chẳng có gì mà tôi không dám nói cả, tôi tên Trương Tiểu Bình, là đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông. Trương Huyền Thanh hừ một cái rồi đáp, chẳng trách cậu lại mạnh như vậy, hóa ra là đệ tử tinh anh. Nói rồi hắn ta chắp tay, quay đầu đi thẳng, cũng không nhắc lại chuyện của Băng Nghiên và Tuyết Nhạn nữa. Hai người kia vừa đi khỏi, Hoa Nguyên Cát cảm thán, sư phụ nói rất đúng, tương lai chúng ta phải nhờ sư đệ cất nhắc rồi. Ngô Bình cười đáp, hai vị sư huynh khách sáo rồi. Tả Kỳ Phong, sư đệ, Trương Huyền Thanh này chính là hạt giống số một của Huyền Hoàng Môn, hôm nay cậu có thể đuổi hắn đi, chắc chắn tên tuổi của cậu sẽ truyền đi khắp tông môn. Ngô Bình hỏi, sư huynh, huyền môn của Huyền Hoàng Môn này là chỉ cái gì vậy? Tả Kỳ Phong vội giải thích, là thế này, Huyền Hoàng Môn chia thành hai bộ phận là Huyền Môn và Hoàng Đình. Nghe nói, ban đầu có một vị sư tổ Huyền Hoàng nhận được hai loại truyền thừa. Một loại sau này trở thành Huyền Môn còn một loại trở thành Hoàng Đình ngày nay. Hoa Nguyên Cát bổ sung, cung phu Huyền Môn rất đặc biệt, uy lực cũng rất mạnh. Y thuật của Hoàng Đình thì đứng đầu thiên hạ không môn phái nào bì được, từ đó đã sinh ra vô số thần y. Cũng vì lẽ đó mà Huyền Hoàng Môn có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Sau khi gặp vài rắc rối trên đường, cuối cùng thì ba người họ cũng tới được hội quán của đan sư. Trước cửa hội quán xếp thành hai hàng dài, rất nhiều tu sĩ đang chờ được vào trong mua đan dược. Ngô Bình liếc nhìn rồi hỏi, sư huynh, họ bán đan dược gì vậy? Hoa Nguyên Cát, hội quán đan sư thường xuyên phát minh ra một số loại đan dược mới rất hữu ích, những tu sĩ này đến để mua những loại đan đó. Nói rồi, ông ấy đi tới trước cổng, nói với một tay bảo vệ ở đó, sư đệ tôi muốn vào thi sát hạch để làm đan sư. Tay bảo vệ nhìn Ngô Bình một lượt từ đầu đến chân, hỏi lại chỉ dựa vào cậu ta. Hoa Nguyên Cát rất không vui, đáp cuốn sách không thể đánh giá qua trang bìa, nước biển không thể nhìn từ bên trên mà đo lường. Sư đệ tôi là một thầy luyện đan rất giỏi. Cũng không biết tay bảo vệ kia có tin hay không, nhưng hắn hỏi tiếp, cậu muốn thi sát hạch để trở thành đan sư loại nào? Ngô Bình đáp, là đại sư luyện đan một sao. Đối phương hừ lạnh đáp, đại sư luyện đan. Được, có điều trước khi cậu vào thi thì phải trở thành đan sư cao cấp đã. Ngô Bình, vậy thì tôi thi làm thầy luyện đan cao cấp trước. Đối phương đưa cho Ngô Bình một tấm thẻ, nói, nộp tiền ở phía trước, sau đó người ta sẽ chỉ chỗ thi cho. Thế rồi, ba người họ đi tới cái quầy trước mặt nộp tiền. Số tiền phải nộp rất đắt, tròn 10.000 đồng tiền bảo. Tiếp đó, Ngô Bình được yêu cầu phải sử dụng các loại vật liệu gồm lò luyện, dược liệu để luyện đan tại chỗ. Nhận tiền xong, người kia đưa cho Ngô Bình một tờ hóa đơn rồi lạnh lùng nói, ra đằng sau thi đi. Thực ra hàng năm đều có rất nhiều người tới thi làm đan sư cao cấp, nhưng số người đỗ thì đếm trên đầu ngón tay. Cho nên những người kia thấy Ngô Bình trẻ mang lại tham dự kỳ thi nên ai cũng nghĩ anh sẽ trượt chỏng vó. Ngô Bình cầm lấy tờ hóa đơn, đi ra sân sau. Ở sân sau là một dãy nhà, chính là phòng luyện đan. Trước cửa là một người đàn ông đứng tuổi, thấy Ngô Bình đi vào. Ông ta nói như máy, lò luyện ở bên trong, cuộc thi khảo hạch đan sư cao cấp cần phải luyện ngẫu nhiên ít nhất 10 loại đan dược ghi trên tấm bảng. Hơn nữa, đan luyện ra phải đạt chất lượng nhất định. Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong canh ở bên ngoài, chỉ mình Ngô Bình đi vào bên trong. Anh nhìn thấy tấm bảng bên cạnh có ghi hơn 100 loại đan, anh sẽ phải luyện ngẫu nhiên 10 loại trong này. Độ khó của kỳ thi này cũng khá cao. Một ông cụ lưng gù đứng bên cạnh tấm bảng. Ông ấy vỗ vỗ vào cái bảng, những công thức luyện đan viết bên trên lắc lư. Chưa tới nửa phút sau, chữ trên bảng ngừng lắc lư, 10 công thức luyện đan sáng lên. Ông cụ gù lưng nói, cậu trai trẻ, cậu sẽ phải luyện 10 loại đan dược này.
Mỗi loại đan dược phải đạt đến chất lượng yêu cầu thì mới thành đan sư cao cấp được. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức kiểm tra lò luyện. Anh nói, tôi cần dược liệu. Ông cụ lưng gù, dược liệu phải mua, cậu muốn luyện loại đan nào trước? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một loại đan, tôi sẽ luyện loại này. Ông cụ, cần phải trả 3.520 đồng tiền bảo. Ngô Bình không nhiều lời, đưa tiền cho ông cụ. Đối phương lập tức đi lấy ra những loại dược liệu cần để luyện loại đan đầu tiên. Thực ra trên người Ngô Bình cũng có những dược liệu này, có điều vì là kỳ thi nên tốt nhất vẫn nên dùng dược liệu của họ. Ngô Bình nhìn chỗ dược liệu cũng khá ổn liền lập tức đốt lò luyện đan. Lô đan đầu tiên gọi là Kim Ngọc Đan, luyện loại này không dễ, đan thành phẩm yêu cầu chất lượng nhất phẩm. Luyện ra được đan tam phẩm đã là đan sư không tồi rồi. Hơn nữa, phải có kinh nghiệm luyện đan nhiều lần rồi mới được chứ đừng nói là lần đầu luyện như thế này. Lò được làm nóng, Ngô Bình từng bước một luyện đan. Nửa tiếng sau, bốn viên đan bay ra từ trong lò, cả bốn viên đều là đan nhất phẩm. Thực ra với loại đan dược thông thường này, anh có thể luyện ra đan vương phẩm, có điều anh cố tình chỉ luyện ra đan nhất phẩm. Dù gì chỉ cần thông qua là được, không cần thu hút quá nhiều sự chú ý làm gì. Ông cụ lưng gù nhìn thấy đan nhất phẩm thì lẩm bẩm, cả bốn viên đều là đan nhất phẩm, quá tốt. Vậy là cậu đã thành công với loại đan đầu tiên. Trên mặt ông cụ lưng gù thoáng hiện ý cười, còn nhắc nhở Ngô Bình, loại đan thứ hai sẽ khó hơn, có một số tiểu tiết rất dễ làm sai, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi tôi. Có thể nhận ra ông cụ lưng gù là cao thủ luyện đan, hơn nữa rất có lòng hướng dẫn Ngô Bình. Có điều Ngô Bình không để tâm, anh mua tiếp dược liệu luyện loại đan thứ hai rồi bắt đầu luyện đan. Loại đan thứ hai có tên là phi linh đan. Khi lò luyện mở ra, bốn viên đan nhất phẩm bay ra ngoài. Ông cụ lưng gù hơi ngạc nhiên, những người thi trước đều khó lòng thi đạt chỉ sau một lần. Mỗi loại đan có khi phải luyện đến 10 lần rồi lấy kết quả của lần tốt nhất. Cho dù là vậy thì số người thi đạt cuối cùng cũng cực ít. Nhưng chàng thanh niên trước mặt chỉ một lần đã luyện ra đan nhất phẩm. Ông ấy mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, Ngô Bình chưa tới 10 tiếng đồng hồ đã luyện xong cả 10 loại đan, hơn nữa đan thành phẩm đều đạt nhất phẩm. Có một số loại chỉ yêu cầu đan nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm nhưng anh đều luyện được ra nhất phẩm, kết quả thi cực tốt. Ông cụ lưng gù gật đầu mỉm cười nói, tốt lắm, trình độ của cậu thực ra đã vượt qua đan sư cao cấp, thậm chí có thể đạt tới cấp đại sư luyện đan rồi. Ngô Bình cười đáp, là do trước khi tham gia kỳ thi trở thành đại sư luyện đan thì phải tham gia kỳ thi này trước. Ông cụ lưng gù, ra là vậy, hơn nữa hai kỳ thi này phải cách nhau ít nhất 3 ngày. Ông cụ lưng gù đưa cho Ngô Bình một tấm lệnh bài ngọc, bên trên khắc chữ đan. Có lệnh bài này, người khác vừa nhìn là biết Ngô Bình là đan sư cao cấp. Từ giờ trở đi, cậu chính là đan sư cao cấp. Chúc mừng cậu. Ngô Bình nhận lấy lệnh bài, đáp vất vả cho ông rồi. Khi anh bước ra khỏi phòng luyện đan, Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong vẫn đang túc trực bên ngoài. Dù đợi lâu nhưng họ không hề sốt ruột mà ngược lại còn rất vui. Vì thời gian càng dài chứng tỏ Ngô Bình càng luyện được nhiều loại đan dược, vậy thì tỷ lệ thành công càng cao. Vừa thấy Ngô Bình, Tả Kỳ Phong vội vã hỏi, sư đệ, thế nào rồi? Đã thi đạt rồi chứ? Ngô Bình gật đầu, sư huynh, giờ em đã là đan sư cao cấp. Có điều, cuộc thi để trở thành đại sư luyện đan phải 3 ngày sau mới được tham dự. Hai vị sư huynh cười như được mùa, sư đệ, cậu quá lợi hại, đan sư cao cấp cơ mà. Sư tôn mà biết thì không biết vui đến mức nào. Ngô Bình cười đáp, sư huynh, làm gì đến mức đó chứ? Hoa Nguyên Cát, sư đệ, đó là cậu chưa hiểu hết về địa vị của đan sư rồi. Cậu vốn đã là thiên tài, nếu lại còn là đan sư cao cấp thì không ai bì được. Ở tiên giới, có một quy luật lịch sử, đó là phàm là những thiên tài biết luyện đan thì tiền đồ vô lượng, rất nhiều trong số họ trở thành anh hùng lưu danh sử sách đến tận bây giờ. Tả Kỳ Phong cũng cười ha ha nói, thầy luyện đan có nhiều mối quan hệ tốt, dù gì ai cũng phải cầu cạnh các thầy luyện đan mà. Sư đệ, sau này cậu chính là đệ tử được yêu thích nhất của Thiên Địa Kiếm Tông rồi. Nói rồi, hai người họ kéo Ngô Bình về nhà. Họ vừa về đến nhà thì đã thấy Tuyết Nhạn đưa một cô gái cực kỳ xinh đẹp tới bái kiến Ngô Bình. Bái kiến ngũ gia, Tuyết Nhạn và cô gái kia quỳ dưới đất. Thấy cô gái đẹp như vậy, Hoa Nguyên cắt mắt sáng lên hỏi, Tuyết Nhạn, vị này là? Tuyết Nhạn cười đáp, tam gia,
đây là em gái tôi, Tuyết Hồng. Tuyết Hồng vái Ngô Bình một vái, nói, Ngũ gia, đa tạ ơn chữa bệnh cho Tuyết Hồng. Tuyết Hồng xin nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ Ngũ gia. Ngô Bình đang định từ chối thì Tả Kỳ Phong đã cười nói, ha ha, vậy tốt quá rồi. Sư đệ tôi vừa hay đang thiếu một nha hoàn thân cận, giờ có cô thì tốt quá rồi. Ngô Bình, sư huynh, đâu cần phải vậy. Tả Kỳ Phong, sư đệ, cậu đừng có phụ lòng mỹ nhân, người ta đã tìm đến cửa rồi mà cậu định để cô ấy ấm ức đi về sao? Ngô Bình còn định nói gì đó thì Hoa Nguyên Cát cũng nói, sư đệ, vậy bọn anh sang phòng khác. Sáng sớm mai, bọn anh sẽ đưa cậu đi tới mấy nơi rất vui. Cứ như vậy, Tuyết Nhạn và hai vị sư huynh thi nhau rời khỏi đó, trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Tuyết Hồng. Nhìn cô gái đã từng vô cùng xấu xí này giờ còn xinh đẹp hơn Tuyết Nhạn nhiều lần. Anh nói, Tuyết Hồng, hiện giờ cô mới bước đầu hồi phục dung nhan, sau này sẽ ngày càng đẹp hơn nữa. Có điều gương mặt và cơ thể quá hoàn mỹ có thể không tốt cho cô. Tuyết Hồng kinh ngạc, Ngũ gia, có phải tôi sẽ lại trở nên xấu xí không? Ngô Bình, không nhất định là sẽ trở nên xấu xí nhưng có thể gặp những kiếp nạn khác. Thế này đi, cô qua đây. Ngô Bình lấy ra bút vẽ bùa. Anh ngắm nghía một lúc rồi nhẹ nhàng chấm một chấm đỏ gần miệng Tuyết Hồng. Chấm màu đỏ đó chuyển thành màu đen, có điều không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô ấy mà trông còn rất thú vị. Có điều, xét về sự hoàn mỹ thì nhan sắc của cô ấy đã không còn hoàn mỹ tuyệt đối nữa. Ngô Bình ngắm nghía lại mấy lượt rồi gật đầu, không tồi, như thế này thì ông trời sẽ không đố kỵ với sắc đẹp của cô nữa. Tuyết Hồng, đa tạ Ngũ gia, để Tuyết Hồng múa một khúc nhạc cho Ngũ gia xem nhé. Đường cong cơ thể Tuyết Hồng còn thu hút hơn cả nhan sắc của cô. Ngô Bình nhìn một hồi mà như say. Trong một căn phòng khác, Tuyết Nhạn và Băng Nghiên đang ngồi cùng Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong. Tả Kỳ Phong cười nói, không ngờ sư đệ lại có tài đến vậy, không chỉ là chân nhân nhất phẩm mà còn là cao thủ luyện đan. Hoa Nguyên Cát, e là sau này sư đệ sẽ còn trở thành đại sư luyện đan ấy chứ. Chậc chậc, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta sắp có cơ hội trở mình rồi. Tả Kỳ Phong, sư huynh, mấy vị thượng trưởng lão thực ra không hoàn toàn phục tùng sư tôn. Nếu sư đệ đủ tài đức thì bọn họ chẳng nói gì được nữa. Hoa Nguyên Cát, chỉ tiếc là tu vi của sư đệ còn thấp, nếu sư đệ trở thành thiên tiên hoặc tiên tôn bất tử thì bọn họ chắc chắn sẽ phải ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời sư tôn. Chuyện này không vội được, ha ha, vận khí của chúng ta quá tốt mới có được sư đệ như vậy. Sau này cũng coi như hai ta đã có chỗ dựa ở tiên giới. Tuyết Hồng múa xong một khúc nhạc, Ngô Bình vỗ tay khen, múa đẹp lắm. Tuyết Hồng khẽ cúi người đáp, tạ Ngũ gia khen ngợi. Sau đó Ngô Bình bảo Tuyết Hồng lui xuống trước, sau đó anh bắt đầu tu luyện thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến này chính là công pháp bổ trợ cho cảnh giới thần biến và hóa thân. Chỉ có điều tu luyện công pháp này khá khó, đến giờ Ngô Bình mới có thể tu luyện được. Thức đầu tiên của thần ma cửu biến gọi là Long Hồn Biến. Thức đầu tiên vô cùng khó bởi vì muốn luyện hóa long hồn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, trên đời làm gì có nhiều long hồn đến thế chứ? Ngô Bình lấy long châu ra, mở mắt thấu thị thì phát hiện trong viên châu này có một động tiên, bên trong nhốt một long hồn. Khi thần niệm của anh giao tiếp với long hồn thì long hồn đột nhiên nổi điên lên, liên tục gầm thét muốn bóp nát thần niệm của anh. Ngô Bình cười lạnh, nóng nảy quá nhỉ, có giỏi thì ra đây xem nào. Long hồn càng điên tiết, nó gầm gừ, loài người nhỏ bé ti tiện kia. Dám sắc láo với long tộc cao quý, ta sẽ khiến ngươi phải sống trong đau đớn và sợ hãi. Ngô Bình, bị nhốt như heo trong chuồng mà còn hống hách quá nhỉ, không hổ là long tộc. Long hồn điên tiết lồng lộn lên nhưng Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến nó nữa. Anh thả nhân cách tối thượng ra để nó giao tiếp với đạo thụ. Từ sau khi nhân cách tối thượng xuất hiện, anh nhận ra thi thoảng nó có thể giao tiếp với đạo thụ. Giờ anh hy vọng nó có thể nhờ đạo thụ giúp anh lấy được long hồn này. Cuộc đối thoại của nhân cách tối thượng và đạo thụ rất thú vị. Nhân cách tối thượng nói, đại ca, em thấy long hồn này ổn áp đấy. Nếu mà luyện hóa nó thì nguyên thần của em sẽ mạnh lắm đây. Đạo thụ, thần ma cửu biến đó không tồi nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh, đường đột luyện hóa long hồn sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhân cách tối thượng, không sao đâu. Em tu luyện thần ma cửu biến, loại công pháp này không hề tầm thường. Sau khi luyện thành thì tu vi sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó em lại tu luyện thêm công pháp của tiên vực vĩnh hằng là một công đôi việc.
Đạo thụ bắt đầu lung lay, nói vậy nghe cũng có lý, nhưng nhân cách thứ nhất của Lý Huyền Bình quá đần, đầu chỉ để mọc tóc. Nhân cách tối thượng, đại ca, không phải còn có em sao? Đạo thụ cuối cùng cũng đồng ý, được rồi, giữ chặt Long Châu, việc còn lại để tôi. Thế là Ngô Bình nắm chặt viên ngọc rồng trong tay, rễ cây của đạo thụ cắm thật sâu vào trong, xuyên qua lớp vỏ ngoài của viên ngọc rồng và tiến thẳng vào trong động thiên. Long hồn trông thấy vô số rễ cây xâm nhập quấn quanh, vội vàng gào thét không ngừng, tỏa ra long uy hỏng phá vỡ bộ rễ kia. Nhưng rễ cây này cứng rắn vô cùng, không gì cắt đứt nổi, đến cả sức mạnh của long uy cũng không làm gì được. Bộ rễ nhanh chóng quấn chặt long hồn, gai rễ nhọn hoắt đâm vào thân thể của nó. Ngay sau đó, hình ảnh của long hồn mờ dần đi. Nó cuống quýt giãy giụa, không cam lòng gào thét, không được. Tao là tam thái tử của long tộc, chúng mày không thể đối xử với tao như vậy được. Đông Hải Long Cung sẽ không tha cho chúng mày đâu. Cuối cùng, một chút tàn ảnh còn lại của long hồn cũng chậm rãi biến mất, chuyển hóa thành sức mạnh long hồn thuần túy. Nguồn năng lượng tinh khiết ấy bị đạo thụ hút vào luyện hóa rồi kết thành một loại trái cây. Loại trái cây ấy có hình rồng, trông sống động y như thật, hơn nữa còn có thể động đậy. Quả long hồn nhanh chóng chín vàng, hóa thành một con rồng nhỏ ngụp lặn bên trong cơ thể Ngô Bình một vòng rồi chui vào nguyên thần. Nguyên thần của Ngô Bình hòa với con rồng nhỏ kia thành một thể. Chỉ trong chốc lát, anh bỗng cảm thấy thần niệm của mình mạnh lên gấp mấy lần, có thể phóng xa ra bên ngoài 3.000 dặm. Sau khi nuốt long hồn, Ngô Bình lập tức bắt tay vào tu luyện long hồn biến. Long hồn biến thực chất chính là hấp thụ mọi ưu điểm của long hồn để tăng cường sức mạnh nguyên thần cho mình. Bởi vì nguyên thần của rồng là nguyên thần hoàn hảo nhất trong tất cả các sinh linh trên thế gian này, là cấp độ tiến hóa cao nhất. Vì đã có được long hồn nên việc tu luyện long hồn biến diễn ra khá thuận lợi. Ngô Bình còn tu luyện được kinh cực thần nên có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nguyên thần của anh bắt đầu lột xác. Hình dạng của nguyên thần đế dần biến thành một con thần long miệng ngậm hạt châu vàng óng tỏa sáng rực rỡ. Sau khi có hình dạng mới, nguyên thần của Ngô Bình không chỉ có khí thế của nguyên thần đế mà còn sở hữu cả các ưu thế và thiên phú của long hồn. Long hồn biến kết thúc, nguyên thần của anh quay trở về thân xác. Anh đẩy cửa bước ra. Ngoài cửa, Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong đều trợn mắt há hốc mồm đứng hóa đá tại chỗ. Thì ra giây phút Ngô Bình phóng nguyên thần đế ra ngoài, uy lực khủng khiếp của nó đều khiến thần hồn của bọn họ phải run rẩy, tất nhiên không tránh khỏi bị làm cho khiếp sợ. Ngô Bình cất giọng hỏi, hai sư huynh đang chờ em sao? Hoa Nguyên Cát đáp, sư đệ, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên thần của em quá kinh khủng. Anh thản nhiên nói, cũng không có gì đâu. Em đang luyện một bộ công pháp, ảnh hưởng của nó hơi lớn một chút. Tả Kỳ Phong cười khổ, ảnh hưởng mà em nói lớn quá rồi đấy. Người nào không biết còn tưởng là có thần tiên nào giáng trần. Ngô Bình thấy trời còn chưa sáng hẳn, bèn cười bảo, xin lỗi vì đã làm phiền đến hai anh. Hoa Nguyên Cát xua tay đáp, sư đệ tu luyện tiếp đi. Bọn anh cũng không quấy rầy em nữa. Chờ hai người họ đi khỏi, Ngô Bình bảo Tuyết Hồng đi pha một ấm trà. Cô ấy chọn một loại lá trà có chất lượng khá cao ở tiên giới. Sau khi nhấp một ngụm, anh cau mày lẩm bẩm, sao người ta lại làm ra loại lá trà quái quỷ như thế này, hương vị vừa kỳ quái vừa tạp nham. Tuyết Hồng đáp, lá trà ở tiên giới chính là như vậy đấy ạ. Trà tiên cao cấp đều bị trại trà bốn mùa lũng đoạn thị trường cả rồi. Mặc dù trà của bọn họ rất ngon nhưng mà đắt quá. Đến cả tam gia và tứ gia cũng chỉ có thể lấy ra đãi khách quý được thôi. Ngô Bình tò mò hỏi, chỉ mỗi mấy lá trà cũng bị lũng đoạn sao? Tuyết Hồng đáp, mặc dù sao trà không khó bằng luyện đan nhưng nguyên lý lại chẳng khác là bao. Anh nghe vậy cười lạnh nói, trà tôi sao còn xịn hơn bọn họ gấp nghìn lần. Nói rồi anh mở mạng tiên gọi Tiên Nhi ra, Tiên Nhi, cô tìm giúp tôi một ít trà tươi, phải là loại tốt nhất. Cô ấy lập tức dẫn ra một vài cửa hàng. Sau khi xem qua một lượt, Ngô Bình chọn ra được một loại trà vô cùng thượng hạng, lá hái từ ngọn, vừa tươi vừa non. Bởi vì là trà xịn nên dù chỉ là lá tươi cũng đắt tới mức 500 tiền báu một cân. Phải biết rằng muốn sao ra được một cân trà khô phải mất 5 cân trà tươi. Vậy có nghĩa là ít nhất cũng phải mất 2.500 tiền báu mới sao ra được một cân trà. Sự hiểu biết về dược liệu của Ngô Bình vẫn luôn cao hơn mọi người một bậc. Anh không chút do dự tức thì lấy lò luyện đan ra bắt đầu sao trà.
thỉnh thoảng anh còn cho thêm một vài nguyên liệu để lá trà dậy mùi thơm hơn, dược lực cũng mạnh hơn. Chẳng mấy chốc 10 cân trà đã được sao xong, lá trà ánh lên vầng sáng ba màu. Bên trong loại trà này chứa đủ cả ba loại hương thơm và ba loại dược lực. Từng mùi hương dần xuất hiện cùng với các loại dược lực lần lượt hiện ra. Khi Tuyết Hồng pha thêm một bình trà khác, nước trà sóng sánh ánh lên ba vệt sáng sắc sỡ, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Chỉ cần ngửi một cái đã thấy khoan khoái cả người, hương thơm tương đương với đan dược cấp cao. Tuyết Hồng trợn tròn mắt, kinh ngạc reo lên, trà này thơm quá đi mất, hình như còn tốt hơn cả trà Tuyết Vận thượng hạng nhất của trại trà bốn mùa nữa. Ngô Bình dò hỏi, bọn họ bán Tuyết Vận bao nhiêu tiền một cân? Tuyết Hồng thật thà đáp, một cân phải 500.000. Nghe thấy thế, anh giật nảy mình, cái gì? 500.000 sao? Cô ấy gật đầu nói, đắt như vậy mà vẫn còn phải chờ rất lâu mới nhận được trà. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, lợi nhuận cao chót vót. Chỉ mất mấy nghìn tiền vốn mua nguyên liệu mà bán ra tận 500.000, lãi hơn trăm lần. Tuyết Hồng uống thử một ngụm trà vừa pha, lập tức chìm đắm trong hương vị thơm ngon của nó. Cô ấy thốt lên, đúng là trà ngon. Tôi từng uống loại trà trị giá hơn 100.000 cũng không ngon bằng nó. Ngô Bình chợt nảy ra ý hay, sau này cô mở phòng livestream trên mạng tiên để bán trà tôi sao ra đi. Trà của chúng ta sẽ tên là trà đan. Tuyết Hồng kinh ngạc hỏi, trà đan. Anh gật đầu đáp, chính là loại trà tựa như đan dược. Tuyết Hồng cười bảo, trà anh sao ra ngon như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Ngô Bình dặn dò, phải ra định giá cao một chút, một cân bán 200.000 đi. Tiếp đó, anh bảo Tiên Nhi đăng ký một phòng livestream, trước tiên để Tuyết Hồng nhảy múa một bài. Cô ấy vốn có gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài năng nhảy múa lại càng xuất sắc hơn người, chẳng mấy chốc đã thu hút được một lượng lớn người xem. Ngô Bình cũng không hề nhàn rỗi. Anh tiếp tục mua thêm lá trà tươi ở trên mạng rồi sao ngay trong đêm. Công việc sao lá trà này dễ hơn luyện đan nhiều. Trước khi trời sáng, anh đã sao xong 10 lò, tổng cộng làm ra được 120 cân trà sao. Bấy giờ Tuyết Hồng cũng đã trở nên hot hòn hot, chỉ tính lượng quà tặng đã vượt quá 1 triệu tiền báu. Ban đầu người xem tìm tới là vì bài múa của Tuyết Hồng. Nhưng đột nhiên bọn họ quay ngoắt sang bán trà. Tuyết Hồng tươi cười giới thiệu, thưa các vị công tử, đây là trà đan do chính tay Tuyết Hồng sao ra, bên trong còn có cả dược liệu, hiệu quả sánh ngang tiên đan. Để bày tỏ lòng cảm ơn mọi người đã tặng quà cho tôi xin tặng lại mỗi người một chút trà đan làm quà đáp lễ. Thoát cái, 100 suất trà đã được vận chuyển đi. 100 người may mắn được chọn này đều là các đại gia không thiếu tiền, vung tay tặng quà toàn là hàng nghìn tiền báu. Sau khi nhận được trà, bọn họ lập tức bị hương thơm của nó hấp dẫn, pha ngay tại chỗ uống thử. Giây phút nước trà trôi qua cổ họng, bọn họ đều kinh ngạc thốt lên một câu trà ngon. Tuyết Hồng, trà của cô quá tuyệt vời, chắc chắn ngon hơn trà cao cấp nhất của trại trà bốn mùa. Cô có bán trà này không? Tôi muốn mua hết. Anh muốn mua hết hả? Không được, chúng tôi cũng muốn mua. Tuyết Hồng, trà của cô ngon quá, cho dù đắt đến mức nào tôi cũng sẽ mua ủng hộ cô. Tuyết Hồng mỉm cười đáp, cảm ơn các anh đã ủng hộ. Trà của Tuyết Hồng phải dùng tới rất nhiều dược liệu quý giá để chế biến nên giá cả hơi cao một chút. Một cân trà 200.000 ạ. Ha ha, trà ngon như vậy thì 200.000 không đắt tí nào, có người lên tiếng đặt hàng, cho tôi 10 cân trước đi. Tuyết Hồng tỏ vẻ khó xử nói, xin lỗi anh, bởi vì số lượng có hạn nên tôi chỉ có thể bán cho mỗi người nửa cân. Cứ như vậy, người đến mua trà ngày càng đông. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, Tuyết Hồng đã bán được 130 cân trà. Trừ đi 20 cân làm quà tặng ban đầu thì thực tế vẫn bán được 110 cân, thu về 22 triệu. Ngô Bình nhìn thấy số tiền khổng lồ trong hệ thống của mình, bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Anh khẽ lẩm bẩm, sao trà đúng là hái ra tiền. Đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện ngay trước mặt Tuyết Hồng. Đối phương là một người tu luyện trẻ tuổi. Hắn ta nhìn chằm chằm Tuyết Hồng, lạnh giọng chất vấn, trại trà bốn mùa chúng tôi còn chưa cho phép, sao các cô dám cả gan bán trà trên mạng tiên. Tuyết Hồng giật mình đáp, ai quy định như vậy? Tại sao tôi không thể bán trà trên mạng tiên? Đối phương cười lạnh nói, quy định của trại trà bốn mùa chúng tôi. Trong vòng một ngày cô phải dừng việc bán trà lại và giao nộp tiền trà cho chúng tôi. Không thì cô sẽ bị diệt cả nhà. Ngô Bình đang cặm cụi sao trà nghe thấy thế thì giận tím mặt, toan nổi giận.
Hoa Nguyên Cát vội vàng chạy tới cung kính chắp tay cười làm lành, xin lỗi anh. Chúng tôi không hề có ý định tranh giành mối làm ăn của trại trà bốn mùa. Chúng tôi chỉ tự sao chút trà, uống không hết mới lấy ra bán. Đối phương nhìn Hoa Nguyên Cát ném ra một câu, cô ta phải mang tiền đến trại trà bốn mùa xin lỗi. Các người không còn lựa chọn khác đâu. Dứt lời, hắn ta biến mất dạng. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, trại trà bốn mùa dựa vào đâu mà dám kiêu căng phách lối như vậy. Hoa Nguyên Cát thở dài giải thích, sư đệ không biết về bọn họ rồi. Trại trà bốn mùa do Kim Hoa Tiên Tử mở. Kim Hoa Tiên Tử là vợ bé của Man Thiên Tôn. Thực lực của ông ta rất khủng bố, nắm trong tay toàn bộ cổ Man Tiên Vực, đàn em nhiều vô số kể. Ai cũng là cao thủ, bao gồm cả 10 thiên quân, 24 thiên vương. So với các thế lực siêu cấp thì ông ta cũng chẳng hề thua kém. Ngô Bình nói, sư huynh, em không nuốt trôi cục tức này. Em sẽ không trả tiền cho bọn họ mà vẫn sẽ tiếp tục bán đan dược trên mạng tiên. Hoa Nguyên Cát cười khổ khuyên giải, sư đệ nghe anh nói, có thể không trả tiền, nhưng không được bán đan dược trên mạng tiên tiếp nữa. Nếu chọc giận Man Thiên Tôn, thiên địa kiếm tông của chúng ta không đền nổi tội đâu. Sắc mặt anh xa sầm, bực bội quay người bỏ đi. Hoa Nguyên Cát tức tốc đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Tuyết Hồng lo lắng hỏi, ngũ gia đi đâu vậy? Hoa Nguyên Cát bình thản đáp, người tài nên ngạo nghễ như vậy. Ngô Bình cảm thấy rất bực bội, anh không muốn phải chịu thiệt, nhưng lại không có đủ sức chống lại Thiên Tôn. Đến cả thiên quân anh còn không đấu lại được. Trong khi anh đang buồn bực thì bùa truyền tin trên người vang lên giọng nói của Hoa Nguyên Cát, sư đệ đừng buồn phiền nữa. Anh có cách rồi. Nghe thấy thế, Ngô Bình vội vàng quay trở lại căn cứ. Tả Kỳ Phong cũng có mặt, hai người họ đang cười nói chờ anh. Sư huynh có cách gì? Hoa Nguyên Cát nói, anh đã uống thử trà em làm, hương vị thơm ngon hơn của trại trà bốn mùa nhiều. Bây giờ em sao thêm một 10 cân để anh tặng cho một người. Chỉ cần được người đó giúp, trại trà bốn mùa sẽ không làm gì được chúng ta. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Hoa Nguyên Cát đáp, người này tên là Kinh Ly Nan, sống ở đại thế giới huyền hoàng. Chị gái của người này chính là vợ bé của con trai cả đại thiên tôn. Ngô Bình nói, tuy người đó có quan hệ rộng rãi nhưng sao có thể dễ dàng giúp đỡ chúng ta được. Hoa Nguyên Cát cười bảo, tất nhiên rồi. Anh hứa với anh ta mỗi năm tặng 10 cân trà thượng hạng. Kinh Ly Nan rất hay tới chỗ đại thiên tôn nên thường thích những món quà hiếm có khó tìm. Ngô Bình gật đầu đồng ý, vậy thì được. Để em sao thêm một lô trà ngon hơn nữa để tặng anh ta. Hoa Nguyên Cát sảng khoái đáp, được. Lần này, anh làm cẩn thận hơn nhiều. Dùng thêm không ít dược liệu quý giá và thần dược. Sau khi sao xong một lô trà, anh tận dụng phần thuốc dư ra rang thêm một lò hạt dưa. Chiều hôm ấy, Hoa Nguyên Cát mang theo 10 cân hạt dưa và 10 cân trà khô đến gặp Kinh Ly Nan. Nếu tính theo giá cả của trại trà bốn mùa thì giá trị của một cân trà do Ngô Bình mới sao ra cũng phải lên tới 1 triệu. 10 cân trà là 10 triệu tiền báu, còn chất lượng của hạt dưa cũng rất ngon, dùng làm đồ ăn vặt là hợp lý. Chưa đầy một tiếng sau, Hoa Nguyên Cát đã quay trở lại, tươi cười báo tin, sư đệ, anh thành công rồi. Nhưng mà Kinh Ly Nan yêu cầu mỗi năm phải cho anh ta 200 cân trà và 300 cân hạt dưa như vậy. 200 cân trà cũng không tính là nhiều, hai ngày là Ngô Bình làm ra được. Hạt dưa lại càng dễ làm hơn, anh sảng khoái đáp, được rồi, cảm ơn sư huynh nhiều. Anh lấy thêm 20 cân trà vừa sao xong chia cho Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong mỗi người 10 cân. Hoa Nguyên Cát cười bảo, sư tôn cũng thích uống trà. Sư đệ cho anh thêm vài cân mang cho ông ấy nữa. Ngô Bình lại lấy thêm 10 cân để tặng cho La Thiên Tướng. Anh tiếp tục bán trà trên mạng, đăng thành phẩm mới làm lên kệ, đặt tên là Đạo Khí, ra giá 500.000 một cân. Trại trà bốn mùa lại phái người tới dằn mặt, bóng người lúc trước lại xuất hiện trước mặt Tuyết Hồng lần nữa. Hắn ta lạnh lùng đe dọa, các người muốn chết thật hả? Tuyết Hồng cười lạnh một tiếng, trại trà bốn mùa của mấy người là cái thá gì? Có biết Kinh Ly Nan không? Đối phương giật mình sửng sốt, các người quen biết Kinh Ly Nan sao? Tuyết Hồng đáp lại vang dội, không sai, Kinh Ly Nan là bạn của chúng tôi. Sắc mặt của đối phương tức thì trở nên khó coi. Tuy trại trà bốn mùa có Man Thiên Tôn làm chỗ dựa, nhưng ông ta sẽ không ra mặt chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Huống chi so với Đại Thiên Tôn thì Man Thiên Tôn cũng chẳng là cái thá gì. Vì thế, hắn ta không nói gì thêm,
thoát cái biến mất dạng. Ngô Bình vẫn duy trì việc bán trà trên mạng. Hôm nay bán ra 45 cân trà mới sao, thu về được 26.100.000. Bây giờ trong ví tiền của anh đã có hơn 48 triệu tiền báu. Nếu chuyển số tiền này thành tiền thật thì phí chuyển sẽ vô cùng đắt đỏ. Vậy nên anh quyết định thăng cấp thành hội viên chí tôn, mỗi ngày bỏ ra 1.000 tiền báu để nộp phí hội viên. 1.000 tiểu báu so với phí chuyển mấy triệu thì cũng chẳng đáng là bao. Tiên Nhi, thăng cấp thành công, Ngô Bình chính thức trở thành hội viên chí tôn. Ngô Bình, Tiên Nhi, hiện giờ có ai đang đấu giá đan dược cao cấp không? Tiên Nhi lập tức đi tra cứu. Thoáng chốc, mười mấy cửa hàng đang tiến hành đấu giá đều hiện ra trước mặt anh. Anh tiến vào cửa hàng đầu tiên, đúng lúc chủ quán đang đấu giá 10 viên đan dược chứa đầy khí tức nguyên thủy, ẩn giấu nguồn năng lượng kinh người. Chủ quán nói, kính thưa các vị, đây là nguyên chân đan do các chân nhân Thái cổ luyện chế từ thời thượng cổ. Để có được những viên đan dược này, chúng tôi đã phải mất 300 năm tìm kiếm trong khu vực cấm sinh mệnh, mấy nghìn người phải bỏ mạng vì nó. Nghe nói ăn viên đan dược này có thể giúp chúng ta tăng cường cấp bậc sinh mệnh. Có người cất tiếng hỏi, chắc là chỉ có chân nhân Thái cổ mới dùng được loại đan dược khủng bố này. Hiện giờ chân nhân nhất phẩm còn chẳng có được mấy người, lấy đâu ra chân nhân Thái cổ. Chủ quán điềm tĩnh giải thích, không ai biết được hiệu quả thực sự của viên đan dược này như thế nào nên chúng tôi mới phải mang ra đấu giá. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, ngại gì một lần thử. Nếu nó có hiệu quả với cả tu sĩ bình thường thì đây chính là một món hời lớn. Đa số mọi người đều không coi trọng viên nguyên chân đan này. Dù sao hiệu quả cũng không chắc chắn, lại còn có nguy cơ bị tác dụng phụ nghiêm trọng. Hơn nữa chưa chắc tu sĩ bình thường đã có thể dùng được. Bỗng có người nói, tôi nhớ khoảng trăm năm trước có một vị chân nhân nhất phẩm tư chất hơn người ăn phải nửa viên nguyên chân đan, kết quả nổ xác chết tại chỗ luôn. Đám người nghe xong không khỏi khiếp sợ, cái gì? Chân nhân nhất phẩm cũng chết sao? Hai, xem ra viên đan dược này vô dụng với chúng ta rồi. Người bán thấy mọi người không hứng thú gì mấy, biết không thể câu giờ thêm nữa, quyết định chào bán, 10 viên đan dược, giá khởi điểm 5 triệu tiền báu, mỗi lần tăng ít nhất 20.000. Buổi đấu giá đã bắt đầu, không ngờ lại có rất nhiều người tranh giành như vậy, mức giá tăng dần từ 5 triệu lên đến 8 triệu thì số người tranh giành càng lúc càng ít, chỉ còn lại 3 người. Ngô Bình biết như vậy cũng đã đến lúc rồi nên ra giá 8 triệu 500.000. Một người khác lập tức ra giá cao hơn, 8 triệu 555.000. Phải nói là viên đan dược đó được tạo ra là để cho Ngô Bình nên đương nhiên anh không thể nào nhường cho người khác được, tiếp tục tăng giá. Sau mấy lượt, mức giá đã tăng lên đến 10 triệu nhưng đối phương vẫn chưa có ý từ bỏ. Ngô Bình thầm than xui xẻo, bảo Tiên Nhi đẩy giá lên 10 triệu 100.000. Dường như đối phương đã cảm nhận được sự giàu có và lòng quyết tâm của Ngô Bình nên từ bỏ. Cuối cùng anh đã mua được 10 viên nguyên chân đan với giá trên trời là 10 triệu 100.000. Vì đây là cuộc đấu giá do tiệm tự tổ chức nên không có thêm chi phí khác. Ngô Bình mua được nguyên chân đan thì lập tức cầm một viên lên quan sát, anh có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào chứa trong đan dược. Hơn nữa, dường như sức mạnh đó và sức mạnh bản nguyên trong người anh đang hút nhau. Xem ra mình cũng có thể uống đan dược này, không biết hiệu quả như thế nào. Chính vào lúc đó, bùa ngọc trên người anh bỗng sáng lên, một cái bóng xuất hiện. Miếng bùa ngọc đó được anh luyện chế cách đây không lâu, nếu người đeo nó gặp bất trắc thì bùa ngọc sẽ chủ động ghi lại cảnh tượng lúc ấy, sau đó truyền về cho bùa ngọc trong tay Ngô Bình, kịp thời cập nhật. Hình ảnh hiển thị một luồng kiếm quang đáng sợ đang phóng thẳng vào trong sân nhà anh, một vài thuộc hạ của nữ đế tự đánh tan xác ngay tại chỗ. Một con chó đen cũng không kịp né, bị kiếm quang đánh thành đống thịt nhão. Sức công phá mãnh liệt đánh bay mọi người, sau đó anh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi đến tiếng la đau đớn của Ngô Mi. Lúc này, một luồng sức mạnh đã chống trả, có lẽ là đại thần Côn Ngô ra tay, muốn đánh tan luồng kiếm quang nhưng vô dụng, hai luồng kiếm quang đáng sợ hơn ập xuống, mỗi luồng đều khiến cho lá chắn của đại thần Côn Ngô phải rúng động. Tiếp ngay đó, một bóng người xuất hiện. Là nữ đế Linh Hy. Linh Hy phất nhẹ tay, tiên quang xuất hiện, bảo vệ lấy trang viên, tạo thành lá chắn thứ hai ở vòng trong. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này thì giận điên người, nhưng anh không thể biểu hiện ra bên ngoài mà phải bình tĩnh nói với Tiên Nhi, Tiên Nhi, tìm bùa sát sinh dùng một lần cấp bậc chân tiên mà không làm tiêu hao sức mạnh của người sử dụng. Tiên Nhi, Tiểu Bình, loại bùa này đắt lắm,
mặc dù uy lực lớn nhưng lại không có lời đâu. Cô ta vừa dứt lời thì liền có một số cửa hàng xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình không có thời gian chọn, nói Tiên Nhi, cô hãy lọc tất cả các loại bùa theo tính sát thương. Tiên Nhi, Tiếp ngay đó, các lá bùa nối tiếp nhau xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Để uy lực của các lá bùa sát sinh này được thể hiện trực quan, Tiên Nhi đã ghi rõ sức sát thương của mỗi loại. Chẳng hạn như bùa sát sinh cấp chân tiên xếp thứ nhất tên là bùa tuyệt kiếm thiên sát, sức sát thương của nó cao đến 100 tỷ vạn điểm. Khi tu sĩ bình thường vừa mới đạt đến cấp chân tiên, mượn thêm sức mạnh ngoại lực thì nhiều nhất cũng chỉ chịu nổi 100 vạn điểm của lực sát thương. Ngô Bình nhìn sơ báo giá của loại bùa này là 2 triệu rưỡi tiền báu. Anh lập tức mua bùa tuyệt kiếm thiên sát không chút do dự. Sau đó, anh nhìn sang bùa tứ nguyên chu tiên với sức sát thương 3.000 vạn điểm được bán với giá 240.000 tiền báu. Anh mua liền 5 tấm, tốn hết 1.200.000 tiền báu. Anh mua bùa xong thì chẳng còn được bao nhiêu tiền, lập tức đến trận truyền tống, quay về thiên địa kiếm tông ở hạ giới. Trước khi đi, anh chỉ để lại một tin nhắn, nói rằng có việc phải xuống hạ giới trước, bảo đệ tử ở trận truyền tống chuyển lời giúp đến tông chủ La Thiên Tướng. Bầu trời trên không của nhà Ngô Bình có 2 lớp ánh sáng bảo vệ chặt những người trong nhà, đại thần Côn Ngô bị ép phải lộ diện, một cái đầu người treo lơ lửng trên không, hai mắt trợn tròn, như sắp phun ra lửa. Ông ấy đã sắp không chống cự nổi nữa rồi, người ra tay là 3 vị kiếm tiên, thực lực của bọn họ rất đáng sợ, chiêu nào cũng khiến ông ấy đau đớn. Ngô Bình, nếu cậu còn không chịu về thì tôi sẽ không chống đỡ được nữa đâu. Ông ấy hét lớn. Linh Hy hạ giọng nói, xin đại thần nhất định phải kiên trì, Ngô Bình sắp về rồi. Đại thần Côn Ngô hét lớn đến rền trời, trên không trung liền xuất hiện một bàn tay vàng khổng lồ, hướng về phía 3 người đó. Nhưng một luồng kiếm quang sắt bén liền chém xuống, chém tan bàn tay được ngưng tụ từ pháp lực của đại thần Côn Ngô. Đại thần Côn Ngô thở dài, lá chắn bên ngoài dần dần biến mất, đầu người cũng rơi xuống đất, nhắm mắt lại. Đòn lúc nãy đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của ông ấy đành phải chìm vào giấc ngủ sâu. Nữ đế Linh Hy hét lên một tiếng, nâng lá chắn lên cao hơn, nhất định cô ấy phải gắng gượng cho đến khi Ngô Bình quay về. Một luồng kiếm quang màu đỏ ập xuống, lá chắn sáng rung lên dữ dội, Linh Hy hừm lên khó chịu, khóe miệng rớm máu. Lại có thêm một luồng kiếm quang màu xanh chém lên tấm chắn biến dạng. Nữ đế Linh Hy trao đảo suýt ngã xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy. Trên không trung có một cung điện lơ lửng, cung điện vô cùng nguy nga, trước cung điện có 3 người đàn ông đang đứng, họ đang liên tục chém kiếm quang xuống tấm chắn phía dưới. Người đàn ông bên trái lạnh lùng nói, không ngờ chỗ nhỏ bé thế này cũng có thiên tiên phản kháng, hơn nữa còn cầm cự được lâu đến thế, khá thú vị đấy. Người đàn ông bên phải nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Sư phụ bảo chúng ta nhanh chóng thu phục trang viên này làm hành cung cho thế tử, thời gian có hạn, chúng ta đã lề mề lâu quá rồi. Người đứng giữa nói, chỗ này có cao nhân trấn thủ, xem ra chủ nhân của trang viên cũng là người có gốc gác. Người đàn ông bên trái mỉm cười, nói, sư huynh, hắn ta có gốc gác thế nào đi nữa thì có lớn hơn công tử Lưu Vân, con trai của sư phụ không? 3 người đó vừa nói vừa tiếp tục tấn công, còn Linh Hy thì sắp không cầm cự được nữa rồi. Lúc này, Thanh Tuyết Thiên Chủ bước ra, tay phải của cô ta cầm một thanh kiếm dài 3 tấc trong suốt, cô ta niệm chú, chuẩn bị xuất ra sát chiêu. Bỗng nhiên, một bóng người đáp xuống, là Ngô Bình. Linh Hy thấy Ngô Bình quay về thì lập tức ngất xỉu, cô ấy đã sớm không chịu nổi rồi, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Ngô Bình giương tay, đánh ra bùa tứ nguyên chu tiên, một luồng sát quang lập tức chém nát luồng kiếm quang giáng xuống, hơn nữa, tàn dư sóng còn rất mạnh. Ập về phía cung điện đó. Chân tiên sát phù, mặt của 3 người đàn ông biến sắc, cả 3 đều kinh ngạc, lập tức trốn vào trong điện. Sát quang đáng sợ ập lên cung điện làm cung điện rung chuyển dữ dội, bên ngoài xuất hiện vết nứt rõ rệt. Hả, không đánh tan được sao, Ngô Bình không chút do dự, tiếp tục dùng tiếp 2 tấm bùa tứ nguyên chu tiên, đánh lên cung điện đó. Khi cung điện sắp sửa nát vụn thì một người khổng lồ xuất hiện. Hắn ta chắn ngay trước cung điện, vung tay lên, một luồng sáng tím vụt qua, chặn đứng 2 luồng sát quang lại. Người này mặc áo đạo nhân, 2 mắt lóe lên ánh sáng tím, hắn ta trầm giọng nói, đạo hữu bên dưới, ta là Tử Lôi Thiên Quân, có thể nể mặt ta,
bỏ qua chuyện này, mỗi bên nhường một bước được không? Ngô Bình cười lạnh lùng, bỏ qua sao? Các người hại người vô tội, món nợ này nhất định phải tính, đi chết đi. Lần này, anh dùng luôn bùa tuyệt kiếm thiên sát, sức sát thương của lá bùa này gấp đôi tứ nguyên chu tiên, tương đương với việc dùng một lúc tất cả các bùa. Kiếm quang đáng sợ chém về ảo ảnh, đó là một vị chân tiên, tu vi cũng không phải tồi, nhưng khi gặp phải lá bùa này, hắn ta cũng sợ đến tái mặt, lập tức gào lên điên cuồng, lấy ra một cái chuông lớn màu vàng. Cái chuông bỗng to lên gấp vạn lần, bảo vệ lấy hắn ta và toàn bộ cung điện. Đinh! Sức mạnh từ hai lá bùa tứ nguyên chu tiên trước đó và bùa tuyệt kiếm thiên sát sau này hợp làm một, đánh nát chuông lớn trong chớp mắt, đạo sĩ đứng trong đó kêu lên đau đớn, thân thể nổ tung, chỉ còn một tia tàn hồn thoát được. Trong tích tắc, uy lực còn sót lại của kiếm quang đánh cung điện chỉ còn lại một mảng hư vô, ba người bên trong đó cũng chết luôn. Có ba vị kiếm tiên tấn công nhà của Ngô Bình, thật ra xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ đứng xem trò hay, lúc họ nhìn thấy kiếm quang đánh nát cung điện và chuông lớn chỉ bằng một đòn, ai cũng hoảng sợ. Sau khi giết chết kẻ hành hung, Ngô Bình lập tức cứu chữa Linh Hy. Linh Hy bị thương khá nghiêm trọng, anh điều chế thuốc, đích thân bón cho cô ấy uống. Cuối cùng, vài phút sau, Linh Hy đã tỉnh, cô ấy hỏi kẻ địch đã đi rồi sao? Ngô Bình gật đầu, Linh Hy, vất vả cho cô rồi. Nếu không có cô thì ở đây chắc không còn ai sống sót được. Linh Hy thở phào nhẹ nhõm, đi rồi thì tốt. Ông chủ, tôi đã dốc hết sức rồi, tiếc là tu vi không bằng người ta. Ngô Bình, cô đã làm rất tốt rồi. Cho Linh Hy xuống nghỉ ngơi, anh bước tới nhặt cái đầu của đại thần Côn Ngô lên rồi đặt về chỗ cũ. Thiên chủ Thanh Tuyết, nếu cậu còn không tới thì tôi buộc phải dùng hết vốn liếng đấy. Ngô Bình nhìn thanh kiếm nhỏ trong suốt trong tay cô ta. Cảm thấy từ bên trong nó phát ra kiếm ý khiến người ta kinh hãi. Đây là pháp khí của cô à, anh hỏi. Thiên chủ Thanh Tuyết, một đòn toàn lực cũng có thể giết được kẻ kia, chỉ là tôi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngô Bình, may là tôi tới kịp lúc, không thì hậu quả không thể lường được. Thiên chủ Thanh Tuyết, thế giới hỗn loạn, không thể tránh khỏi những chuyện kiểu này, cậu đừng nghĩ quá nhiều, dốc sức nâng cao tu vi là được rồi. Ngô Bình, tôi đang ở cảnh giới thần biến. Thiên chủ Thanh Tuyết, thế cậu phải cẩn thận đấy, cảnh giới thần biến này có các tầng biến hóa, mỗi tầng biến hóa sẽ sinh ra tác dụng phụ cực mạnh. Ngô Bình hiểu hết những điều này, anh nói, thật ra có 9 tầng biến hóa, sau đó anh nói về thần ma cửu biến. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, thế mà lại có 9 tầng biến hóa. Ngô Bình, lúc trước cô trải qua mấy tầng biến hóa? Thiên chủ Thanh Tuyết, 4 tầng. Muốn vượt lên tầng thứ 5 nhưng tiếc là không thành công. Ngô Bình, linh hồn sơ sinh của cô cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng sở hữu thực lực cấp hư tiên. Nếu có thể đạt tới tầng thứ 5 thì thực lực ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Thiên chủ Thanh Tuyết, mỗi một tầng thần biến sẽ khiến nguyên thần mạnh hơn gấp đôi. Nếu có 9 tầng thần biến thì tu vi đạt đến tầng 9 thần biến thật sự quá đáng sợ. Ngô Bình gật đầu, thần biến càng về sau, tác dụng phụ sẽ càng lớn. Cái này gọi là lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng cao. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói, nhưng tôi tin cậu chắc chắn sẽ thành công. Nguyên thần tầng 9 thần biến, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi kích động tới run cả người. Cậu của lúc ấy nhất định có thể phá bỏ được gông xiềng của thần hồn. Ngô Bình nói, đúng là vậy. Thanh Tuyết, cô biết những kẻ ra tay hôm nay không? Thiên chủ Thanh Tuyết, Tử Lôi Thiên Quân mà cậu đánh chết là một chân tiên sơ kỳ. Là học trò của Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngô Bình khẽ than, lại là một vị thiên tôn. Thiên chủ Thanh Tuyết, thiên tôn cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ là một phong hiệu của tiên đình thôi. Nhưng nghe nói vị Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn này đã luyện hóa được cửu bộ lôi thần rồi, lôi pháp của ông ta là mạnh nhất trong trời đất này. Ngô Bình, cửu bộ lôi thần là gì? Thiên chủ Thanh Tuyết gật đầu, cửu bộ lôi thần là thần linh thượng cổ, thực lực sánh ngang với Đại La Đạo Quân. Ngô Bình, thế thì đúng là rất lợi hại. Thiên chủ Thanh Tuyết, ghê gớm nhất là Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn đã khống chế được Cửu Lôi Tiên Vực, trong đó có một tòa lôi thành. Bây giờ ông ta đang dốc hết sức để luyện hóa, một khi luyện hóa được tòa thành này, thực lực của ông ta sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ngô Bình, lôi thành kia là cái gì? Thiên chủ Thanh Tuyết, là pháp khí của chủ nhân của Sấm Sét, nghe nói chủ nhân của Sấm Sét đang ngủ say trong đó. Ngô Bình, xem ra phải đổi nơi sinh sống rồi. Thiên chủ Thanh Tuyết, cậu sợ bọn họ trả thù à?
Ngô Bình, đúng vậy, dù sao cũng là thiên tôn mà, giết học trò của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Thiên chủ Thanh Tuyết, đúng là có nguy hiểm, cậu tính thế nào? Ngô Bình, tạm thời trốn ở Long Hồ Tiên Cảnh, chỉ để lại vài cường giả canh giữ bên ngoài. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi ra ngoài sau. Thiên chủ Thanh Tuyết, cũng được. Nói chuyện vài câu xong, Ngô Bình dẫn người thu dọn hiện trường bị kiếm quang phá hủy. Vài thuộc hạ và một con chó của nữ đế Linh Hy bị giết, hơn nửa khu nhà cùng hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy. Sau khi dọn dẹp sơ qua, anh vào Long Hồ Tiên Cảnh. Nơi đây rất rộng lớn, anh chọn một mảnh đất có phong cảnh đẹp, dựa núi kề sông rồi quyết định cất một căn nhà. Nếu nói về xây nhà thì đi tìm Lỗ Mộc Trực là cách tốt nhất. Anh lập tức liên lạc với Lỗ Mộc Trực. Ở đầu bên kia, Lỗ Mộc Trực nói, công tử, đã chuẩn bị đầy đủ đồ cậu cần rồi, bây giờ có thể nhờ công tử ra tay được không? Ngô Bình cười nói, vậy sao? Được chứ, mai tôi sẽ sang đó, các ông cứ chuẩn bị cho ổn thỏa đi. Được được, chắc chắn rồi. Sau khi liên lạc với Lỗ Mộc Trực, Ngô Bình cười khẩy, anh đoán rằng cuối cùng lão tổ của nhà họ Lỗ đã không chịu được nữa, muốn ra tay với anh rồi. Lần trước bước ra khỏi nhà Lỗ Thị, anh đã nhìn ra được đối phương không có ý tốt với mình. Chỉ là lúc đó anh không nắm chắc được có thể phản công được hay không, bây giờ anh đã không sợ nữa rồi. Lại đến trước quái vật máy móc kia, đây là một con rối kim loại cao hơn 3 mét, có 3 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một binh khí kỳ lạ. Bên trong nó có cấm chế tiên đạo cực kỳ cao cấp và phức tạp, cấm chế dày đặc, đó là cấm chế cấp thần. Lỗ Mộc Trực quan sát nét mặt của Ngô Bình, ông ta cười nói, Ngô công tử, đồ cậu cần đều ở đây, những chuyện còn lại giao cả cho cậu nhé. Ông ta chỉ các loại vật liệu bày trên đất rồi khom người lui ra. Ngô Bình tới trước con rối thần cơ, anh giơ tay vỗ một cái vào con rối, nói, Lỗ Ngọc, nghe được lời tôi nói không? Rất nhanh, một giọng nói máy móc vang lên, Ngô công tử, tôi đợi cậu rất lâu rồi. Ngô Bình, bây giờ thời cơ đã chín muồi, tôi có thể cứu ông ra ngoài rồi. Lỗ Ngọc, công tử, trong thần cơ này có rất nhiều kết cấu phức tạp, trước khi cậu ra tay phải tìm hiểu nó cho kỹ. Ngô Bình, ồ, tìm hiểu thế nào? Lỗ Ngọc, đơn giản lắm, cậu chỉ cần đưa thần niệm vào trong nó thì tôi sẽ có thể truyền đạt chính xác tình hình bên trong lại cho công tử. Ngô Bình gật đầu, ông nói có lý, chỉ là làm vậy sẽ không có gì nguy hiểm chứ. Lỗ Ngọc cười nói, công tử yên tâm, tôi đã ở trong này biết bao nhiêu năm trời rồi, hiểu rõ cỗ thần cơ này trong lòng bàn tay, làm vậy tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Ngô Bình, thật sao? Nói rồi, anh cho thần niệm thâm nhập vào trong đó. Trong tích tắc, thần niệm của anh đã gặp phải một đạo nguyên thần cực kỳ hung hãn. Nguyên thần này cười như điên, cỗ thần cơ lập tức phát ra một sức mạnh khủng khiếp, lôi nguyên thần của Ngô Bình vào trong. Cùng lúc đó, nguyên thần bị nhốt trong cỗ thần cơ xông ra ngoài, chui vào cơ thể của Ngô Bình. Ngô Bình rất bình tĩnh, anh đã nghiên cứu hết kết cấu của cỗ thần cơ này từ lâu rồi. Đây là một con rối chiến tranh có uy lực cực lớn, cần nguyên thần ở trong nó để điều khiển. Nguyên thần ở trong con rối, anh có thể nhìn thấy vô số tia sáng đồng loạt cắm vào nguyên thần của anh. Anh biết, cỗ thần cơ này đang kết nối với mình nên không hề hoảng loạn. Bên ngoài, Lỗ Ngọc vừa vào trong cơ thể của Ngô Bình liền cười như điên, tuyệt. Tuyệt vời, cơ thể này lại ở cấp bậc nhân hoàng cơ đấy, ha ha. Rất nhanh, Ngô Bình và cỗ máy thần cơ đã kết nối được với nhau, trong đầu anh vang lên một giọng nói lạnh như băng, xin chào người điều khiển. Kiểm nghiệm xác nhận cậu có nguyên thần cấp chí tôn, vượt qua tiêu chuẩn của cỗ máy thần cơ thế nên thần cơ sẽ thiết lập cho cậu quyền hạn cao nhất. Ngô Bình cảm nhận được một luồng năng lượng rất dễ chịu và có ích đối với anh không ngừng chảy vào cơ thể mình thông qua một sợi tơ. Anh giả vờ tức giận chất vấn Lỗ Ngọc, ông lừa tôi. Lỗ Ngọc cười quái gở, thằng nhóc, là cậu quá ngu dốt. Nhưng số cậu cũng đỏ thật đấy, lại sở hữu thể chất siêu phàm thế này. Ngô Bình, Lỗ Ngọc, sao lúc trước ông lại phải vào thần cơ? Lỗ Ngọc hừ một tiếng, khi xưa tôi tốn mất mấy trăm năm cùng vô số tài vật quý giá và nhiều phương thức thất truyền mới tạo ra được cỗ máy thần cơ. Tôi quá cầu toàn, khiến thần cơ có yêu cầu cực kỳ cao đối với nguyên thần điều khiển nó. Thế nên những thiên tài đầu tiên vào trong đó đều bị giam đến chết. Thượng đế nổi trận lôi đình nên vứt linh hồn sơ sinh của tôi vào trong đó xem như là hình phạt. May là tôi có cách tự bảo vệ mình nên ở trong đó rất lâu.
Nhưng muốn ra ngoài thì buộc phải tìm được một nguyên thần mạnh mẽ hơn mình, chỉ vậy thần cơ mới chịu thả tôi ra. Ngô Bình, ông là thiên tài của đại thương mà cũng không đạt được yêu cầu của thần cơ sao? Lỗ Ngọc lắc đầu, sao mà đạt cho được? Thần cơ quá hoàn hảo, chỉ có nguyên thần hoàn hảo và mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn điều khiển được nó, sở hữu quyền hạn cao nhất. Ngô Bình hỏi, quyền hạn cao nhất là gì? Lỗ Ngọc, sau khi có được quyền hạn cao nhất thì thần cơ có thể biến hóa tùy ý, biến thành hình dáng nào cũng được. Hơn nữa nguyên thần càng mạnh thì thần cơ càng mạnh, vì nó có thể tiến hóa. Ngô Bình, ông đúng là một thiên tài, thật sự phải cảm ơn ông. Lỗ Ngọc ngẩn người, cảm ơn tôi. Ngô Bình, đúng vậy, tặng cho tôi bảo bối tốt thế này cơ mà, tôi không nên cảm ơn ông sao? Lúc nói chuyện, thần cơ bắt đầu phát ra ánh sáng, sau đó dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng giống hệt Ngô Bình, bên ngoài là lớp áo giáp và giày chiến màu bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Lỗ Ngọc ngây ngốc nhìn thần cơ sau khi biến hóa, lẩm bẩm, không thể nào. Ấy thế mà cậu lại đạt được quyền hạn cao nhất, cậu là nguyên thần chí tôn sao? Trên thế giới này thật sự có nguyên thần chí tôn. Ngô Bình cười khẩy, tâm niệm khẽ động, đạo thụ kia bỗng vươn ra vô số sợi dây, bắt được nguyên thần của Lỗ Ngọc trong nháy mắt. Thần cơ há miệng phun ra một đạo nguyên thần, Ngô Bình trở về với cơ thể thật của mình. Sau khi nắm lại được quyền kiểm soát cơ thể, Ngô Bình phất tay, thần cơ kia đã biến thành một chiếc nhẫn bạc, đeo trên ngón tay của anh. Lỗ Ngọc bị khống chế nhưng lại cực kỳ phấn khởi, nói tuyệt quá. Thế mà cậu lại có được quyền hạn cao nhất, tâm nguyện lớn nhất đời của tôi cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Hóa ra chỉ khi lấy được quyền hạn cao nhất thì mới có thể tùy ý điều khiển thần cơ, giống như nguyên thần có thể tùy ý ra vào cơ thể. Ngô Bình, Lỗ Ngọc, ông muốn chết thế nào? Lỗ Ngọc lại rất thức thời, thản nhiên nói, có thể chứng kiến được cảnh vừa rồi, tôi đã không còn gì hối tiếc nữa. Công tử, mong cậu hãy tha cho người trong tộc tôi, bọn họ vô tội. Ngô Bình, nói vậy là ông nghĩ thông rồi. Lỗ Ngọc điềm nhiên nói, nguyên thần của tôi đã bị giam trong này vô số năm, đã sớm nản lòng thoái chí rồi. Vốn tôi cứ tưởng ra ngoài sẽ rất vui, nhưng bây giờ tôi lại chợt cảm thấy hụt hẫng. Chỉ bằng chết đi, thế lại hay. Ngô Bình, ông là một kiến trúc sư rất giỏi, nếu ông bằng lòng làm việc cho tôi sẽ cân nhắc đến việc không giết ông. Lỗ Ngọc bất ngờ, thật vậy sao? Ngô Bình, nhưng tôi phải hạ cấm chế trong nguyên thần của ông, thế thì ông mới thần phục mãi mãi, không hài lòng. Lỗ Ngọc nói, mọi thứ đều nghe theo công tử. Ngô Bình gật đầu, hạ cấm chế trong nguyên thần của ông ta rồi mới thả ông ta ra. Trong điện có một con rối hình người, đây là thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đây, nguyên thần của Lỗ Ngọc chui vào trong đó. Con rối cử động vài cái rồi bái Ngô Bình, công tử. Ngô Bình, Lỗ Ngọc, tôi muốn xây một số phòng ốc ở Long Hồ Tiên Cảnh, ông đi theo tôi để khảo sát thực địa. Lỗ Ngọc, rõ. Lúc này, Lỗ Mộc Trực đẩy cửa vào, nhìn thấy Ngô Bình và con rối hình người, ông ta sững sờ. Lỗ Ngọc nói, Mộc Trực, từ giờ trở đi Lỗ thị của chúng ta phải dốc sức phục vụ công tử. Lỗ Mộc Trực không ngốc, ông ta lập tức quỳ xuống, bái kiến công tử. Ngô Bình, đứng lên đi, mọi thứ ở Lỗ thị vẫn như trước. Nói xong anh mở Long Hồ Tiên Cảnh ra, dẫn Lỗ Ngọc vào trong. Long Hồ Tiên Cảnh rất rộng lớn, là một không gian riêng biệt, không chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Vào Long Hồ Tiên Cảnh, Ngô Bình dẫn Lỗ Ngọc tới xem mảnh đất mà mình đã chọn. Lỗ Ngọc này không hổ danh là kiến trúc sư nổi danh, chẳng mấy chốc đã vẽ được sơ đồ phác thảo, hai tay dâng cho Ngô Bình xem. Ngô Bình xem sơ qua, thiết kế của Lỗ Ngọc theo phong cách cổ xưa. Anh cũng hài lòng nên ra lệnh cho ông ta xây dựng theo bản vẽ. Đương nhiên, trong quá trình làm có vài chi tiết được sửa lại sau. Nhưng người nhà phải tạm thời sống ở đây, Ngô Bình chọn vài cung điện đặt vào trong này. Những cung điện này đủ chỗ sinh sống cho ít nhất mấy triệu người, đủ dùng rồi. Lỗ Ngọc cũng dẫn tất cả người của Lỗ Thị vào Long Hồ Tiên Cảnh, lấy nguyên vật liệu trong đây để xây dựng cung điện mới. Sau đó, Ngô Bình trở về nhà. Bảo tất cả người nhà dọn vào định cư trong đó. Môi trường trong tiên cảnh này rất tốt, tránh xa ồn ào, hơn nữa người tới cũng nhiều, người nhà anh thấy mọi thứ đều ổn. Để tiện sinh sống, mỗi ngày Ngô Bình đều phái Cương Tử dẫn người ra ngoài mua đồ. Bên ngoài chỉ để lại vài người trông nom, bỗng chốc trở nên quạnh quẽ hẳn. Sau đó, người nhà họ Đường, nhà họ Chu, Đào Như Tuyết cũng lục tục dọn vào. Với tình hình trước mắt,
Cách làm ổn nhất chính là ẩn cư trong tiên cảnh, tránh tất cả những nguy hiểm bên ngoài. Thiên chủ Thanh Tuyết vẫn sống bên ngoài, Ngô Bình giao Long Hổ tiên cảnh cho cô ta giữ, đồng thời dặn dò cậu bé Long Hổ cho cô ta quyền hạn cao nhất. Hai ngày sau đó, anh ở trong nhà luyện chế Tức Phong đan, Hóa Lôi đan, Tinh Hỏa đan, cho Đường Tử Di tiếp tục bán trên mạng tiên. Lần này anh cho bán đấu giá cùng lúc ba loại đan dược. Nếu bán đấu giá riêng ba loại đan dược đế phẩm, tổng giá trị thu về chỉ tầm 5 triệu tiền báu. Nhưng nếu đấu giá cùng nhau, giá trị sẽ được nâng cao, lần đầu đấu giá đã được con số khiếp người là 6 triệu 500 nghìn. Hôm nay luyện đan xong, Ngô Bình bỗng nhớ đến Trần Lệnh Bá Thái Thú Hưng Long, nên gọi Hoàng Tử Cường vào hỏi Trần Lệnh Bá đi chưa. Hoàng Tử Cường chưa, nhưng bên cạnh ông ta bỗng có thêm rất nhiều cao thủ, có hai người còn là bán bộ thiên tiên nữa, thực lực cực mạnh. Ngô Bình hừ một tiếng, xem ra tôi vẫn phải đi đánh ông ta một trận. Đêm đó, trong phủ của Trần Lệnh Bá, ông ta vừa ăn tối xong, đang định tới phòng sách làm việc thì một người bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Người này trông cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ. Anh hung hăng nói, Trần Lệnh Bá, ông còn dám ở lại Hưng Long à? Trần Lệnh Bá lập tức biết là Ngô Bình lại tới rồi, ông ta hô lớn, chính là hắn. Bỗng hai vị tu sĩ xông về phía Ngô Bình từ hai hướng trái phải, mỗi người bắt lấy một cánh tay của anh, kẻ đứng bên trái cười khẩy cuối cùng đã bắt được mày rồi. Ông ta vừa dứt lời, hai tay của Ngô Bình rung lên một cái, đánh bay hai vị bán bộ thiên tiên, sau đó bay đuổi theo, đá đấm hai kẻ kia túi bụi hệt như lưu manh giang hồ đánh nhau vậy. Anh có được cấm chế thần lực, nguyên thần mạnh mẽ, một quyền một cước đủ để đánh chết một thiên tiên, hai kẻ này sao chịu cho nổi. Bọn chúng bỗng kêu lên thảm thiết, cầu xin tha mạng. Ngô Bình hỏi, dám quản chuyện của ông đây, mấy ông là người ở đâu tới? Một người trả lời, bọn tôi là trưởng lão của Ngọc Hư Cung. Ngô Bình, Ngọc Hư Cung, hừ, về nói cho Ngọc Hư Cung biết, người tôi muốn đánh, không ai cản được đâu. Nói rồi anh quay đầu nhìn chằm chằm Trần Lệnh Bá. Trần Lệnh Bá run lẩy bẩy, cảm giác xương cốt toàn thân ngứa ngáy. Ông ta run giọng nói, cậu muốn làm gì? Ngô Bình đấm một cú lên mặt ông ta, Trần Lệnh Bá ré lên, mấy chiếc răng vừa mọc lại đã bị đánh rụng, đau đớn khóc thét. Sau khi đánh Trần Lệnh Bá thừa sống thiếu chết xong, Ngô Bình nghênh ngang rời đi, đồng thời để lại một câu, rời khỏi Hưng Long, nếu không rảnh rỗi tôi sẽ lại tới đánh ông. Sau khi Ngô Bình đi, Trần Lệnh Bá chật vật bò dậy, nói với một vị bán bộ thiên tiên, trưởng lão, không thể ở lại Hưng Long nữa. Hai vị trưởng lão cũng bất lực, bọn họ cũng đã được nếm đòn của Ngô Bình rồi, đúng là khó đối phó. Một người nói, làm gì đây? Mời trưởng lão cảnh giới thiên tiên tới trấn giữ không? Người còn lại nói, Hưng Long chỉ là một nơi nhỏ bé, không đáng để trưởng lão thiên tiên lãng phí sức lực. Hay, bất quá thì tạm thời từ bỏ quận Hưng Long đi. Cứ vậy, trong một đêm thái thú của Hưng Long đã biến mất. Một ngày sau, thái thú mới đến. Dương Mộ Bạch nhậm chức thái thú mới. Ngày được bổ nhiệm, Ngô Bình cùng Dương Mộ Bạch tới nha môn của quận, tất cả cấp dưới đều tới đón tiếp, rất hoành tráng. Thân là thái thú, bên cạnh phải có người thân tín của mình, thế nên Ngô Bình điều 6 nữ thuộc hạ tới, giúp Dương Mộ Bạch làm việc. Ngày nhậm chức, Viên Khắc Hiếu dọi cho Ngô Bình, giọng điệu của ông ấy rất nghiêm trọng, tuy chúng tôi để Dương Mộ Bạch làm thái thú nhưng tốc độ linh khí hồi phục quá nhanh, vượt khỏi dự liệu của chúng tôi. Bây giờ tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Lăng Tiên Các, cũng vượt tầm kiểm soát của quốc gia. Tiếp theo sau phải làm thế nào, tôi cũng không biết. Ngô Bình chấn động, sao bỗng nhiên ông lại nói vậy? Viên Khắc Hiếu, tiên giới đã bắt đầu phái người xuống nhậm chức cố định rồi, thiết nghĩ không bao lâu nữa, cả nước sẽ nằm trong vòng kiểm soát của tiên đình thôi. Ngô Bình, không dễ vậy đâu, thế giới này rất rộng lớn, tiên đình nhiều nhất chỉ nắm quyền được một khu vực nhỏ thôi. Viên Khắc Hiếu, ồ, cậu cũng biết hình dạng của thế giới này à? Ngô Bình, biết một ít, nơi chúng ta đang sống tên là Đại lục Côn Luân. Xung quanh còn có 4 đại lục nữa, còn lại là biển cả vô bờ vô bến. Viên Khắc Hiếu, đúng vậy, thế giới này cực kỳ rộng lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều, thế nên chúng tôi mới không có lòng tin khống chế được cục diện. Ngô Bình, không ai khống chế được cục diện cả, tiên đình còn chưa chắc làm được, điều cần làm bây giờ là phải sống sót. Viên Khắc Hiếu, còn một chuyện nữa, người của chúng tôi đã tính toán được trong vòng 1-2 năm tới,
cả nước Viêm Long sẽ bị chia cắt thành hơn 100 khu vực. Hơn 100 khu vực này sẽ xuất hiện nhiều thổ địa mới, cậu phải chuẩn bị cho kỹ. Ngô Bình hỏi, có thể gửi một bản đồ tính toán của các ông cho tôi không? Có thể. Sau khi cúp máy không lâu, Ngô Bình đã nhận được một bản đồ điện tử. Bản đồ chia cắt nước Viêm Long thành 135 khu vực. Những khu vực này như hạt mè vậy, phân bố trên một đại lục lớn, đại lục này chính là đại lục Côn Luân. Anh nhìn kỹ, phát hiện đại bộ phận quận Hưng Long nằm trên một chiếc hồ lớn, diện tích hồ này cũng phải lên đến hàng trăm triệu km vuông, còn rộng lớn hơn cả Đại Tây Dương nữa. Ngô Bình nhíu mày nhìn bản đồ. Sau này quận Hưng Long sẽ cô lập trong hồ này, anh không chắc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Anh còn đang nghiên cứu bản đồ, trong phủ bỗng nhiên náo động cả lên. Thì ra có người đánh nhau, đánh cả vào trong nha môn, xem ra đám người này không hề xem thái thú mới nhậm chức là Dương Mộ Bạch ra gì. Bây giờ Ngô Bình đã hóa thân thành một nha dịch bình thường, mắt to mày rậm, cao 1m85, da đen, trông có vẻ thành thật. Cửa của nha môn bị đánh hỏng luôn, mấy nha dịch bao vây người lại, có người lên tiếng, các người làm gì đấy? Có hai người đánh nhau, một tên chọc đầu và một người mặc đồ đạo sĩ, hai người quyền qua cước lại, dốc sức đánh ghê lắm, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của nha dịch. Ngô Bình ra sân, cao giọng nói, theo pháp luật Viêm Long, đánh nhau ở nha môn phạt 30 gậy. Nghe vậy, hai người đang đánh nhau dừng lại, tên chọc đầu cười khẩy, thằng nhóc, mày muốn đánh tao 30 gậy á? Ngô Bình, đúng vậy, phạt 30 gậy. Anh dặn dò nha dịch đứng sau lưng, chuẩn bị hình trượng. Nha dịch lập tức đi lấy hình trượng, tên chọc bỗng giận điên, thứ khốn kiếp, mày đang đùa với ông đây đấy à? Nói xong gã đấm một cú về phía Ngô Bình, cảnh giới của kẻ này không thấp, đã đến cảnh giới Long Môn rồi, thế nên gã không hề xem một tên nha dịch bình thường ra gì. Nhưng nắm đấm của gã lại đánh vào khoảng không, người ngã xuống đất. Ngay sau đó, một bàn tay lớn mạnh mẽ ghì gã xuống rồi trói lại. Tên chọc đầu hoảng hốt, sao vậy, sao mình lại bị trói? Sau đó gã bị người ta ấn lên ghế phạt, Ngô Bình cầm hình trượng lên đánh mạnh xuống. Bịch! Hình trượng này được làm từ huyền thiết, nặng 307 cân 6 lạng 4 gam, một đầu dẹp, một đầu tròn cán gỗ. Chỉ với một gậy này, xương cốt da thịt nửa người dưới của tên chọc đầu đã bị Ngô Bình đánh hỏng, gã hét lên thảm thiết, đau ngất đi. Thấy gã đã ngất, Ngô Bình cho người kéo xuống cho dưỡng thương, lành rồi lại đánh tiếp. Đạo sĩ đánh nhau vừa nãy thấy tình hình không ổn, quay đầu định bỏ chạy. Lúc chạy hắn dùng một loại độn pháp, lắc người một phát đã hóa thành một làn khói xanh biến mất. Nhưng Ngô Bình chỉ bước tới một bước, lôi tên đạo sĩ đó từ hư không ra, lạnh giọng nói, tao cho mày đi chưa? Đạo sĩ hoàn toàn không có sức phản kháng, cũng bị người ta trói gô lại, cũng phải ăn mấy gậy. Lần này Ngô Bình không đánh quá mạnh, nhưng cũng đủ để chảy ra chóc thịt. Đạo sĩ kia đau đến nỗi khóc thét. Ngô Bình đánh người trong này, bên ngoài lại có nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt. Mới ăn có hai gậy, đạo sĩ kêu lên, tha mạng. Ngô Bình lạnh lùng nói, tha cho mày cũng được, khai ra kẻ đã sai mày tới đây gây chuyện. Đạo sĩ biết Ngô Bình thật sự dám đánh chết hắn, vội nói, là ông Hoàng. Ngô Bình, ông Hoàng nào? Đạo sĩ trả lời, ông Hoàng là một vị tu chân mới chuyển tới, thực lực của ông ta rất mạnh. Võ công của bọn tôi đều do ông ta dạy. Ngô Bình hỏi, ông Hoàng này là nhân vậy nào, ông ta làm thế này nhằm mục đích gì? Đạo sĩ, ông Hoàng không nói, ông ta chỉ bảo bọn tôi rằng nếu đánh nhau một trận ở nha môn thì chắc chắn sẽ làm giảm uy phong của nha môn. Ngô Bình đưa hình trượng cho nha dịch khác, bảo bọn họ tiếp tục đánh, còn mình thì đi tìm Dương Mộ Bạch. Dương Mộ Bạch trở thành thái thú, trong lòng thật ra rất thấp thỏm, thế nên ông ấy vẫn luôn chuẩn bị. Ví dụ như tìm hiểu rõ từng nhân vật lớn ở quận Hưng Long. Chuyện xảy ra bên ngoài, ông ấy thấy cả, ông ấy nói, sư đệ, anh biết ông Hoàng này. Người này lòng dạ thâm sâu khó lường, lai lịch cực kỳ thần bí. Ngô Bình, ồ, ông ta là ai? Dương Mộ Bạch, trước đây ông ta là một võ sư dân gian, luyện thái cực quyền. Chẳng qua lúc đó ông ta vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng đến năm nay, năng lực trỗi dậy, danh tiếng của người này bỗng nổi như cồn. Quyền pháp tiến bộ, đánh hết mấy tỉnh xung quanh mà vẫn chưa tìm ra đối thủ. Tháng trước ông ta mới chuyển tới Hưng Long. Ngô Bình, mới chuyển tới à? Sao ông ta lại tới Hưng Long? Dương Mộ Bạch, anh không rõ.
ông ta cho người tới gây chuyện ở nha môn e là để cảnh cáo anh. Ngô Bình, cảnh cáo sư huynh sao? Dương Mộ Bạch gật đầu, anh mới nhậm chức, có người tới tìm nói là đệ tử của ông Hoàng, bảo anh qua đó thăm hỏi ông Hoàng, nếu không sẽ không làm được chức thái thú này. Ngô Bình nghe vậy tức tới mức bật cười, đúng là ngông cuồng. Sư huynh, anh ở đây canh chừng nha môn, em đi gặp ông Hoàng này thử sao? Ngô Bình cởi bộ đồ của nha dịch ra, sau đó cải trang thành dáng vẻ của thanh niên trong trấn rồi xuất hiện ở cửa của người được gọi là Hoàng Lão Gia. Anh đã nghe ngóng và biết được là Hoàng Lão Gia này tên thật là Hoàng Thế Thần, năm nay 57 tuổi, trước đó không hề nổi tiếng, mới nổi lên năm nay và thành một nhân vật lớn. Nhà họ Hoàng sống trong một trang viên rộng lớn, nơi này vốn là nhà của một đại gia khác, nhưng cả gia đình đó bỗng chết đột tử, sau đó Hoàng Thế Thần đã mua lại nơi này với giá rẻ. Đương nhiên Ngô Bình sẽ không dùng thân phận thật, vì thế anh đã biến thành một cậu nhóc khoảng 17 tuổi, tay đút túi quần, miệng ngậm cỏ rồi bước tới cổng nhà họ Hoàng. Có một người đàn ông đứng gác cổng, thấy Ngô Bình đi tới thì chặn anh lại hỏi, làm gì đấy? Ngô Bình tỏ vẻ ngang tàng nói, tôi đi dạo quanh thôi, liên quan gì đến anh? Người kia cười lạnh, danh con, biến ngay, đây không phải chỗ cho mày lởn vởn đâu. Ngô Bình nổi giận, mẹ kiếp, anh chửi tôi đấy à? Người kia, tao chửi mày đấy thì sao? Khốn hồn thì biến ngay, không đừng cho trách ông mày là ác. Người này không hề có ý dọa nạt, cách đây mấy hôm gã đã đánh chết một người ăn xin, lý do vì người ăn xin đứng quá gần gã, khiến gã ngửi thấy mùi hôi thối. Ngô Bình, có giỏi thì anh đánh thử tôi xem. Người gác cổng cười khẩy, sau đó giơ tay định túm cổ Ngô Bình. Nhưng gã vừa giơ tay lên thì bụng đã đau nhói, sau đó người gập lại như con tôm. Ngô Bình bước lên tận cho gã lên bờ xuống ruộng, làm gã kêu như con lợn bị chọc tiết. Bảo vệ trong nhà nhanh chóng lao ra, nhìn thấy Ngô Bình đang đánh gã gác công thì họ lập tức xông lên đánh anh. Kỳ lạ là họ vừa tiến lại gần Ngô Bình thì lập tức sinh ra ảo giác, chưa kịp làm gì thì đã bị anh đánh ngã lăn quay dưới đất. Hạ xong đám này, Ngô Bình đi thẳng vào trong nhà, sau đó anh nhìn thấy một khoảng sân trống, có vẻ giống như nơi để luyện võ. Đi qua sân này thì anh thấy có hơn 20 ngôi nhà 3 tầng nối liền san sát. Người ở các ngôi nhà này nghe thấy tiếng động thì lập tức xông ra bao vây Ngô Bình. Danh con, mày ăn gan hùm mật sứa hay sao mà dám xông vào đây làm loạn hả, có người nói. Ngô Bình nghênh ngang bĩu môi nói, Hoàng Lão Gia chó chết là cái thá gì chứ? Láo lếu. Một người đàn ông trung niên bước ra từ đám đông, sau đó nhìn thẳng vào Ngô Bình, dám sỉ nhục sư phụ của tao, tao phải xé xác mày. Dứt lời, ông ta tung một quyền ý về phía Ngô Bình. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên nói, biết cả quyền ý cơ à, thú vị đấy. Người đàn ông vừa tung một quyền ra thì có một quyền ảnh mang theo tiếng nổ cực lớn bay về phía Ngô Bình. Anh vung tay lên thì quyền ảnh đó đã vỡ nát, yếu quá. Gọi lão già họ Hoàng ra đây gặp tôi. Người đàn ông kinh ngạc, ông ta đã sử dụng thực lực của võ tông mà vẫn không làm gì được Ngô Bình. Cậu không phải đối thủ của tôi đâu, một giọng nói oai hùng vang lên. Đám đông tách ra. Một người đàn ông có dáng vẻ trung niên bước ra, thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng thật ra đã 57 rồi. Người này vừa xuất hiện, Ngô Bình đã híp mắt lại. Cơ thể của ông ta rất nặng, mỗi bước đi đều làm lún đất. Không chỉ có thế, xung quanh ông ta còn có trường vực khủng bố tương tự như lãnh vực tuyệt đối của Ngô Bình, cái khác là trường vực của ông ta yếu hơn. Người này chắp tay nói, tôi là Hoàng Thế Thần, cậu bạn tìm tôi à? Không ngờ Hưng Long còn có một cao thủ như ông, Ngô Bình bật cười, sau đó bước gần về phía ông ta. Lúc này, Ngô Bình hệt như một con thần lòng với khí tức bức người trong mắt Hoàng Thế Thần, ông ta thoáng kinh hãi rồi vội vàng lùi lại. Khi Ngô Bình đứng trước mặt Hoàng Thế Thần, kiếm vực và trường vực của anh giao thoa với nhau. Song ngay sau đó, trường vực của Hoàng Thế Thần đã sụp đổ. Phụt! Hoàng Thế Thần quỳ xuống đất, trán mướt mồ hôi, xin võ vương tha mạng. Cảm nhận được khí tức vương giả của Ngô Bình, Hoàng Thế Thần biết anh chính là Võ Vương. Võ Vương do Tháp Tiên Võ nhận định, là một CG cao hơn Võ Tông. Thường thì chỉ khi tu vi đạt đến cấp tiên quân thì mới được gọi là Võ Vương. Tương tự như Nhân Vương, khoảng cách của Võ Vương rất lớn, bên dưới là chân quân, bên trên là hư tiên. Lúc này, Ngô Bình cho Hoàng Thế Thần một cảm giác áp bách như cấp Võ Vương. Anh nhìn ông ta rồi nói, ông phục rồi hả? Hoàng Thế Thần,
Vâng. Ngô Bình, trước đó là ông cho người chuyển lời đến thái thú là phải đến chào ông hả? Nghe thấy thế, Hoàng Thế Thần đã biết lý do Ngô Bình đến đây, ông ta cười trừ, là đệ tử của tôi tự ý làm vậy, tôi không liên quan. Ngô Bình lườm ông ta, tôi thấy tuy ông có tư chất, nhưng chắc chắn không phải kiểu có cốt cán tốt. Nói đi, nhờ đâu mà ông có tu vi như hiện giờ? Hoàng Thế Thần cau mày, đương nhiên ông ta không muốn nói, nhưng giờ không nói cũng không được. Ông ta thở dài một hơi rồi nói, trước kia, tôi chỉ là một quyền sư bình thường. Năm ngoái, có một viên thiên thạch rơi từ trên trời xuống sau nhà tôi. Ngô Bình, thiên thạch đang ở đâu? Hoàng Thế Thần mở một cái túi bên hông ra, bên trong có một hòn đá to như quả óc chó, có hình tròn, ngoài mặt thô ráp, không hề có khí tức gì. Ngô Bình cầm lấy rồi hỏi, ý ông là thực lực của ông tăng lên nhanh chóng là nhờ hòn đá này. Hoàng Thế Thần gật đầu, ban đầu, tôi chỉ cầm nó chơi thôi. Bỗng một hôm, tôi nằm mơ gặp được một ông lão truyền cho võ học tuyệt thế. Tiếc là tôi ngu dốt nên chỉ học được một phần nhỏ. Tuy nhiên, thực lực của tôi đã tăng nhanh trông thấy. Về sau, tôi dần phát hiện giấc mơ ấy có liên quan đến hòn đá này. Tôi cứ đặt nó lên giường ngủ là sẽ nằm mơ, nếu để nó ra xa thì không mơ mộng gì nữa. Hơn nữa, giấc mơ còn nối liền, như thể tiến vào một không gian tinh thần. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong hòn đá này có chứa sức mạnh tinh thần rất mạnh, so ra còn ghê hơn cả nguyên thần của anh. Nếu nguyên thần của anh là một ngọn lửa từ que diêm, thì sức mạnh tinh thần của hòn đá này là ánh sáng của mặt trời, hai cái có sự chênh lệch rất lớn. Anh bình thản nói vớ vẩn, hòn đá bình thường này sao biến ông thành cao thủ được. Nếu ông không nói thật, tôi chỉ đành đọc ký ức của ông thôi, đến lúc đó thì ông không giấu tôi chuyện gì được đâu. Hoàng Thế Thần hoảng sợ rồi nói, võ vương, còn một thứ nữa ạ. Ngô Bình, nói. Hoàng Thế Thần, mời võ vương vào phòng ngủ của tôi. Ngô Bình đi theo ông ta vào một ngôi nhà gần đó, bên trong có một phòng ngủ rất rộng. Ở đây có một cái quan tài, bề mặt khắc nhiều phù chú, bên trong tỏa ra ánh sáng cửu sắc. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy có 9 loại sức mạnh thần bí bên trong quan tài này, rõ ràng các sức mạnh ấy rất có ích với người tu hành. Nhờ nó mà ông có được tu vi như bây giờ à, anh hỏi. Hoàng Thế Thần gật đầu, ngồi tu luyện trong quan tài này thì mọi thứ đều dễ dàng hơn. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong quan tài có 9 động thiên, trong mỗi động thiên đều có một đại trận tuyệt thế. Đại trận cửu tuyệt, anh chợt nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng vẫn thản nhiên nói, cái này hay đấy, đưa cho tôi. Anh vung tay lên rồi thu cái quan tài vào trong nhẫn chữ đồ. Hoàng Thế Thần tiếc của lắm, nhưng sao dám đắc tội với võ vương này. Thôi thế là thôi, hy vọng về tương lai coi như vụt tắt. Ngô Bình cất đồ đi xong thì hỏi, ông lấy quan tài này ở đâu? Hoàng Thế Thần, một người anh em của tôi trong lúc cho nổ để khai thác núi thì phát hiện có một địa cung ấy đã hư hại hết rồi, nhưng cỗ quan tài này thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Bình gật đầu rồi hỏi tiếp, chủ nhân cũ của trang viên này bị ông hại chết đúng không? Hoàng Thế Thần vội nói, võ vương, chuyện này không liên quan đến tôi, là đệ tử của tôi làm. Ngô Bình nói, không được ông cho phép thì đứa nào dám làm. Tôi phải hủy tu vi của ông rồi giải ông tới chỗ thái thú chịu tội. Hoàng Thế Thần cứ tưởng Ngô Bình sẽ tha cho mình, ai ngờ anh lại mạnh tay tới vậy nên dập đầu nói, xin võ vương tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám tái phạm nữa. Ngô Bình cười lạnh nói, chuyện của ông tôi đã tra rõ ràng rồi. Ông mới đến đây nhưng đã hại 30 người dân vô tội, ngoài ra còn cấu kết với thái thú cũ để cướp bóc, gây hại cho dân. Nói rồi, anh lấy áo của nha dịch khoác lên người rồi nói, Hoàng Thế Thần, ông đã bị bắt. Hoàng Thế Thần không thể ngờ mình lại một nha dịch bắt, nhưng chưa kịp nói gì thì mặt đã tối sầm, toàn bộ tu vi biến mất. Chờ khi ông ta tỉnh lại thì thấy mình và các đệ tử đang bị nhốt trong tù rồi. Ngày hôm sau, Dương Mộ Bạch đã chém hết lũ người gian ác trước mặt đám đông, dân chúng ở Hưng Long vỗ tay tán thưởng và tôn ông ấy là quan Thanh Liêm. Dương Mộ Bạch chưa làm quan chức ở địa phương bao giờ nên không rõ việc quản lý cho lắm, vì thế Ngô Bình đã giới thiệu bố của Chu Thanh Nghiên là Chu Truyền Võ cho ông ấy, để Chu Truyền Võ làm quân sư cho. Trước kia, Hưng Long là nơi tối tăm rối loạn, giờ có Chu Truyền Võ và Dương Mộ Bạch cùng nhau quản lý, đời sống đã bình thường trở lại. Mọi người ở các huyện thành lân cận nghe thấy ở đây an ninh tốt thì đều thi nhau chuyển tới.
với các người dân không thể làm gì trước nguy hiểm này, Ngô Bình đã thu nhận họ dưới danh nghĩa của chính mình, sau đó sắp xếp cho họ chỗ ở, cung cấp lương thực, thậm chí còn thu xếp cả công việc. Anh đã tìm chuyên gia phụ trách việc này, hầu như ai đến cũng được thu nhận. Sau khi về nhà, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu cỗ quan tài. Theo hiểu biết của anh thì có một đại trận cửu tuyệt bên trong quan tài này. Đại trận này là một trận pháp phong ấn, nó sẽ tỏa ra 9 loại năng lượng. Chúng có tác dụng khắc chế tà ma rất tốt, song lại có tác CD dụng tốt với con người bình thường. Nếu được nó hỗ trợ trong thời gian dài thì người đó sẽ dần có thể chất vô thượng để tu tiên. Tạo ra được đại trận này là một việc rất khó, cần có 9 vị đại la kim tiên cùng luyện chế. Quá trình này nhanh thì 100 năm, lâu thì cả 1000 năm. Ngô Bình sáng mắt lên nói, khi luân hồi đại kiếp, nếu có tiên thể cửu tuyệt này hỗ trợ thì quá tốt. Vân Tịch đã ở cảnh giới địa tiên, vì thế sắp phải trải qua luân hồi đại kiếp rồi. Luân hồi đại kiếp này vô cùng đáng sợ, tỷ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều tu sĩ chưa kịp thức tỉnh thì đã chết hoặc bị người khác giết rồi. Theo Thiên Kiêu Bảo Sách và ghi chép trong Ngọc Hoàng Sách thì luân hồi đại kiếp rất quan trọng, tuy nguy hiểm nhưng nó cũng có bù đắp xứng đáng cho tu sĩ. Nhưng tiếc là hầu hết các tu sĩ đều coi luân hồi đại kiếp là một kiếp nạn lớn, vì thế chỉ cần vượt qua là được, chứ họ không đào sâu về ý nghĩa phía sau nó. Tu sĩ bình thường sẽ tìm đến những nơi yên tĩnh và an toàn để độ kiếp, sau đó phóng chân hồn ra để đầu thai chuyển thế, tu luyện lại nguyên thần để tạo nền móng cho bước kết thai sau đó. Ví dụ như Hạ Ninh, Ngô Ngạo Tiên đều dùng cách này. Song, trong Ngọc Hoàng Thủ Sách có một cách kết thai siêu phàm hơn nhiều. Dùng cách đó sẽ mất một phần ký ức, giảm một chút tu vi. Đương nhiên điều kiện để dùng được cách này là tu sĩ phải có tư chất cực tốt, nguyên thần cũng phải đủ mạnh, vì thế không phải ai cũng dùng được. Khi sử dụng cách này để kết thai mà có thể tiên quan cửu tuyệt giúp sức thì không còn gì phải lo nữa. Vì có cỗ quan tài này rồi thì chắc chỉ 3 tháng là độ kiếp xong. Để tránh ảnh hưởng đến tác dụng của tiên quan cửu tuyệt, Ngô Bình quyết định không dùng thử. Anh cất nó đi rồi lại lấy hòn đá ra. Anh đặt nó lên đầu giường, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Ngô Bình ngủ luôn, giống các cao thủ khác, thường thì anh không nằm mơ, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng trong lúc ngủ. Nhưng lần này, anh đã có một giấc mộng. Anh đã đến một khe núi mênh mông mọc đầy hoa dại, có một căn nhà đá ở đây. Anh đi tới gần căn nhà thì thấy cửa mở, có một cô gái khoảng 20 tuổi đi ra, cô ấy rất đẹp. Mặc đồ cổ trang và đang mỉm cười. Cô gái nhìn Ngô Bình rồi nói, là tên đần độn lần trước dẫn anh đến à? Ngô Bình ngẩn ra, tên đần nào cơ? Cô gái, là người khiến anh gặp được tôi. Ngô Bình hiểu ra, cô ấy đang nói đến Hoàng Thế Thần. Ngô Bình gật đầu, đúng thế, xem ra đây không phải là mơ. Cô nói là mơ cũng không sai đâu. Ngô Bình, tại sao? Cô gái cười nói. Vì chúng ta ở vũ trụ khác nhau, vì thế chúng ta không cùng tồn tại, không thì sẽ bị quy luật vũ trụ tiêu diệt. Ngô Bình ngạc nhiên, chúng ta không cùng một vũ trụ ư. Cô gái, nói ra thì phức tạp lắm, tôi không muốn giải thích nhiều. Tôi giới thiệu nhé, tôi là A Kỳ, sau này sẽ là sư phụ của anh. Anh chỉ nhìn thấy hình chiếu của tôi thôi, chứ không phải cơ thể thật. Ngô Bình hào hứng hỏi, A Kỳ, vũ trụ của các cô có giống của bọn tôi không? A Kỳ, bảo giống thì giống, mà bảo khác thì khác. Ngô Bình, nói cũng như không. A Kỳ, không là không thế nào, vũ trụ của chúng tôi là vũ trụ võ đạo, coi võ đạo là cái chính. Còn vũ trụ của anh thì có một trật tự khác, hai trật tự này xung đột với nhau, nếu va chạm thì cả hai vũ trụ cùng bị hủy diệt. Ngô Bình giật mình, thế thôi chúng ta đừng gặp nhau nữa. A Kỳ, anh sợ cái gì? Giờ chúng ta chỉ giao lưu bằng tinh thần thôi. Không có hậu quả gì đâu mà lo. Ngô Bình, cô tìm tôi làm gì? A Kỳ, năm xưa, vũ trụ của chúng tôi có một cường giả rất mạnh, người đó đã mang điện phủ võ đạo tối cao của chúng tôi đến vũ trụ này. Mục đích là muốn võ đạo vùng lên ở đây. Nếu một ngày nào đó có một cường giả võ đạo được sinh ra ở đây, trình tự chính của vũ trụ sẽ thay đổi. Đến lúc đó, hai vũ trụ có thể hợp thành một và trở thành vũ trụ mạnh hơn. Ngô Bình, lẽ nào cô đang nói đến năm điện đường của tiên điện thiên võ? A Kỳ, đúng thế, chính là môn phái của anh đấy. Ngô Bình, nếu thế thì cô còn liên lạc với tôi làm gì? A Kỳ, tiên điện thiên võ tồn tại lâu lắm rồi, tiếc là không thể trở thành cường giả võ đạo.
Thật ra, trước tiên điện này còn có hơn 100 thế lực nhận được điện đường võ đạo khác. Nhưng cuối cùng chúng đều bị hủy diệt hết, vì thế chúng tôi đang nghi có người ở vũ trụ này cố ý phá hủy võ đạo. Ngô Bình, vì thế, cô mới xuất hiện hả? A Kỳ gật đầu, cấp trên quyết định dùng tài nguyên của chúng tôi để bồi dưỡng một cao thủ trong thời gian ngắn, mà anh chính là người được chọn. Ngô Bình, tài nguyên của các cô là thứ gì? Hòn đá mà anh có được đang phong ấn sức mạnh tinh thần cực mạnh ở bên trong và hai loại sức mạnh kép cấp không thuộc về vũ trụ này. Anh yên tâm, chúng tôi đã ngụy trang cho hai sức mạnh ấy rồi, trật tự của vũ trụ sẽ nghĩ rằng hai sức mạnh ấy là do anh sáng tạo ra. Đương nhiên, tốt nhất anh nên sử dụng nó khi ở cảnh giới đoạt thiên, như vậy sẽ có hiệu quả tốt nhất. Ngô Bình ngạc nhiên nói, hai sức mạnh này mạnh đến đâu? A Kỳ, có 5 sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ của các anh, một trong số đó có tên là lực thiên nguyên. Lực thiên nguyên so với hai sức mạnh này thì chỉ là muỗi. Đương nhiên, trước khi anh trở thành chí cường giả thì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng được. Ngô Bình, lực tinh thần à, có giúp gì cho tôi được không? A Kỳ, có chứ, lực tinh thần ở đây sẽ giúp anh có thân hồn mạnh mẽ và nhanh chóng tiến bộ. Ngô Bình, vì thế, tôi còn phải đi mở thêm nhiều điện đường võ đạo nữa đúng không? A Kỳ, anh có thể bắt đầu từ điện đường võ đạo đầu tiên, là thứ bên trong hệ thống học tập. Ngô Bình, điện đường thứ nhất có ý nghĩa với tôi không? A Kỳ, có, 5 điện đường đều chứa những thứ cao thâm. Tiên điện thiên võ trước đó chỉ học được một chút từ đây thôi, nếu anh muốn lĩnh hội được cái tinh túy trong võ học thì phải tự dựa vào sức mình. Ngô Bình gật đầu, được rồi. A Kỳ, điện đường đầu tiên tên là cực võ, chú trọng tu luyện công pháp nên sẽ giúp anh tạo dựng nền móng võ học vững chắc. Ngô Bình hào hứng nói, trước đó, tôi nghĩ đã nhận được truyền thừa của tiên điện thiên võ, vì thế không cần vào điện đường thứ nhất nữa. Giờ xem ra tôi vừa phải đi, vừa phải chăm chỉ học thêm kiến thức bên trong. A Kỳ, đúng thế, anh phải nhanh chóng nhận được truyền thừa ở đó. Tiên điện thiên võ đã bị hủy rồi, nếu anh chậm chân thì sẽ mất hết. Ngô Bình, cô định đưa tôi sức mạnh tinh thần kiểu gì? A Kỳ, khi nào tỉnh dậy, anh hãy bóp vỡ hòn đá, sức mạnh bên trong sẽ hình thành một không gian rồi chui vào thức hải của anh. Cô ấy vừa nói dứt câu thì Ngô Bình tỉnh lại, anh cầm hòn đá lên rồi bóp vỡ. Một tia sáng chui vào mi tâm anh, ngay sau đó trong thức hải của anh đã có thêm một vầng sáng 3 màu chiếu rọi cơ thể và nguyên thần của anh. Sau đó, cơ thể và nguyên thần của Ngô Bình đã mạnh hơn hẳn. Anh thở phào nói, xem ra phải nhanh chóng vào điện đường số 1 thôi. Anh còn chưa kịp tu luyện thì chợt có động đất, Ngô Bình bay vút lên cao thì thấy cả Hưng Long và các khu vực xung quanh đều xuất hiện khe vết không gian. Các khe nứt này chậm chậm mở ra, để lộ một hồ nước mênh mông vô tận, thậm chí còn thấy các hòn đảo xuất hiện bên trên. Thật ra khu vực sống của anh đã biến thành một hòn đảo nhỏ. Đúng thế, chỉ là một hòn đảo nhỏ mà thôi, vì xung quanh đây có rất nhiều đảo lớn. Chọn đại một cái cũng phải mấy trăm nghìn cây em vuông. Trên các đảo này có bóng người với thần niệm rất mạnh, họ phóng thẳng thần niệm đến đây một cách phách lối. Linh Hy nổi giận, lập tức phóng khí thức thiên tiên ra, khi ấy các thần niệm mới biến mất. Dẫu sao thiên tiên cũng rất mạnh, nhóm người kia biết điều hẳn ngay. Ngô Bình phát hiện cục diện hiện tại khá giống bản đồ mà Viên Khắc Hiếu cho mình xem, nhưng tỷ lệ thì hơi khác. Linh khí dồi dào bủa vây. Hồ nước còn rộng hơn cả biển, dưới nước có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Đúng lúc này, có một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Ngô Bình nhìn rõ đó không phải là mây, mà là một đám côn trùng bay. Chúng to như ngón tay cái, cánh đen xì, đầy to như quả bóng, có một mắt và một cái miệng đầy răng nanh. Rõ ràng, chúng đã ngửi thấy mùi của người sống nên định bay tới làm bữa. Ngô Bình thở dài, biết khảo nghiệm dành cho họ đã đến. Vì thế anh đi gọi Đào Như Tuyết. Cô ấy đã nhận được cấm chế của ngọn lửa nên có thể điều khiển được nó để đối phó với bầy côn trùng này. Tu vi của Đào Như Tuyết tăng rất nhanh, đến nay cũng ở tầng thứ 3 cảnh giới địa tiên rồi. Cô ấy vung tay lên, đã có nhiều ngọn lửa xuất hiện. Chúng hợp lại với nhau rồi hóa thành một con hỏa long gầm gừ tấn công lũ côn trùng. Con hỏa long và bầy côn trùng va chạm với nhau, ngọn lửa bùng cháy, đám côn trùng đã bị thiêu rụi. Cảnh tượng này khiến các côn trùng ăn thịt và bầy thủy quái khác kinh ngạc rồi lùi lại, không dám hành động tùy tiện nữa. Đám côn trùng ăn thịt đang lùi lại bị Ngô Bình chém một đường kiếm xuống. Đây là một lời cảnh cáo, cũng là đe dọa,
anh đang nhắc các cường giả xung quanh chớ động đến mình. Song, tuy Ngô Bình đã chế ngự được nhiều thế lực, nhưng vẫn có khá nhiều thế lực mạnh khác, họ gần như không hề sợ hãi. Ngay sau đó, đã có vài trăm pháp thân nguyên anh mạnh mẽ xuất hiện. Hai bên va chạm và biết được thực lực của nhau, vì thế mỗi bên chỉ thi triển một chút thực lực là dừng. Dương Mộ Bạch cũng bay lên cao rồi quan sát hồ nước ở phía dưới, ông ấy cảm thán thế giới này thay đổi thật rồi. Đúng vậy, Hưng Long đã thành một hòn đảo, tài nguyên sống tự sản tự tiêu, không thể thuận tiện như trước được nữa. Dù là một đôi giày, bộ quần áo hay cái chậu rửa mặt cũng trở thành vật khan hiếm. Ngô Bình, sư huynh, sau này anh làm thái thú ở đây cũng yên tâm rồi. Dương Mộ Bạch thở dài, e là sau này các người dân bình thường sẽ phải chết già trên đảo. Ngô Bình, chưa chắc, chúng ta có thể mua thuyền bay. Anh đã nhìn thấy khá nhiều thuyền bay trên mạng tiên, thuyền lớn có thể chở được trên chục nghìn người, giá khoảng 20.000 tiền báu. Nếu mua cỡ to hơn thì 40.000 tiền báu, nhưng chở được hơn 3.000. Thanh Tuyết cũng đi tới nói, tôi có thể cảm nhận những sinh vật sống ở đây đều rất hung ác, chúng ta phải luôn đề phòng. Ngô Bình bật cười nói, chưa chắc đã là chuyện xấu, tôi sẽ bế quan tu luyện trước rồi sẽ đi gặp các cường giả của hồ này sau. Thiên chủ Thanh Tuyết, lại đột phá à? Ngô Bình, tôi muốn biết tầng thứ 9 thần biến là thế nào. Thiên chủ Thanh Tuyết, nếu cậu đột phá được thì sẽ thành bá chủ của hồ Ma Long này. Ngô Bình, tên nó là hồ Ma Long à? Thiên chủ Thanh Tuyết, đúng thế. Ngày xưa, có cường giả giết được một Ma Long thần. Xác của nó ở đây. Sau khi mục nát thì hình thành một cái hố lớn. Về sau liên tục có mưa bão nên nơi này đã thành hồ nước, người đời gọi nó là hồ Ma Long. Ngô Bình, ở đây có các sinh vật nào? So với Thiên Long thì sao? Thiên chủ Thanh Tuyết, thực lực của Ma Long thần ngang với Đại La Kim Tiên. Ma Long thần từng giết 4 vị Kim Tiên đấy, hầu như không ai dám chọc vào. Cô ấy nói tiếp, có truyền thuyết là cường giả chém chết Ma Long thần cũng đã chết, xương cốt chôn cùng nó luôn. Ngô Bình, cô định nói gì với tôi à? Thiên chủ Thanh Tuyết, ngày trước, tôi từng điều tra chuyện này thì phát hiện chút manh mối. Ngô Bình hỏi, manh mối gì? Thiên chủ Thanh Tuyết, hình như Hồng Thiên Đạo Quân và Ma Long Thần tranh nhau một bảo vật nào đó nên mới đánh nhau. Mà bảo vật đó có khả năng cao cũng xuất hiện tại nơi mà họ ngã xuống. Ngô Bình, có nhiều người biết chuyện này không? Thiên chủ Thanh Tuyết, cực ít, tôi cũng tình cờ điều tra ra được thôi. Đó là một món bảo bối thế nào mà có thể khiến Ma Long thần thà chết cũng phải có được nhỉ? Thiên chủ Thanh Tuyết, cái này thì tôi chịu, chắc nó ở đây đấy, nhưng đã có bao thế lực từ xưa đến nay tìm kiếm rồi mà có thấy đâu. Ngô Bình gọi Lý Dư và Lý Tố lên nói, sau này, hai người hãy đi tuần quanh đây. Hai con thuồng luồng nhận lệnh, sau đó hóa về nguyên hình rồi nhảy xuống nước. Bao nhiêu tinh quái ở xung quanh đều sợ chết khiếp, con thì bỏ chạy, con thì đến chào chúng. Ngô Bình về nhà bắt đầu tu luyện thần ma cử biến. Lần biến đổi thứ nhất là long hồn biến, lần thứ hai là thiên tượng biến. Sau lần biến đổi thứ hai thì nguyên thần có thể kết nối với đất trời. Trong các lần biến đổi thì thiên tượng biến là có nhiều lợi ích nhất, nó sẽ dùng nguyên thân để cải tạo cơ thể, khiến cơ thể trở nên tương thích với nguyên thần hơn. Thiên tượng biến cũng không quá khó với Ngô Bình, vì nguyên thần của anh đã mạnh sẵn rồi, từ lâu anh đã có thể biến đổi mọi vật. Ví dụ biến nước thành dầu, biến đá thành vàng. Vì thế, không lâu sau đó, anh đã đột phá và hoàn thành thiên tượng biến. Tiếp đó, nguyên thần bắt đầu cải tạo cơ thể. Lúc này, thần cơ trong người anh chợt nhảy lên rồi bắt đầu lần biến đổi thứ tư. Cách đây khá lâu, nó đã biến đổi lần thứ ba rồi, cuối cùng thì bây giờ cũng đến lượt thứ tư. Nó nhả ra một sức mạnh như sợi tơ rồi quấn người Ngô Bình thành cái kén, cả anh và nó cùng biến đổi chôn cái kén ấy. Ngô Bình phát hiện trong quá trình biến đổi, cả anh và thần cơ đều cần có sức mạnh rất lớn, vì thế anh đã lấy viên long tinh đan kia ra. Viên đan dược này được luyện chế từ hai con chân long, sau khi uống vào, tu sĩ sẽ có sức mạnh của rồng. Loáng cái, sức mạnh của long tinh đan đã được cơ thể của Ngô Bình và thần cơ hấp thu. Nhưng hình như vẫn chưa đủ, vì thế anh lại lấy một viên nguyên chân đan ra. Không lâu sau, sức mạnh của nguyên chân đan cũng bị hấp thu hết. Thần cơ tỏa ra một luồng sức mạnh đặc biệt, còn Ngô Bình thì mở khóa rào cản, cơ thể có thêm sức mạnh cực kỳ phù hợp với môi trường. Đào Như Tuyết và Đường Tử Di tới xem, thấy Ngô Bình bị quấn thành cái kén thì rất lo lắng.
nhưng thiên chủ Thanh Tuyết nói, hai cô có biết quá trình con sâu phá kén thành bướm không? Ngô Bình cũng đang trong quá trình lột xác tương tự, sau khi lột xác sẽ càng mạnh hơn. Nương Tử Di, có nguy hiểm không? Thiên chủ Thanh Tuyết, tu luyện gì CSG có nguy hiểm, nhưng các cô không phải lo, cậu ấy không sao đâu. Ba ngày sau, cái kén chợt rung lên, sau đó tách ra, một bàn tay xé kén để chui ra ngoài. Trông Ngô Bình lúc này không khác trước là bao, nhưng cơ thể đẹp hơn, cao hơn. Hai cô gái thở phào một hơi, Đào Như Tuyết nói, anh thành công rồi à? Cô ấy biết khi thần cơ biến đổi sẽ có lợi ích rất lớn với chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, vì hấp thu đủ sức mạnh nên tiểu thần cũng hoàn thành xong lần biến đổi thứ ba, thứ tư và thứ năm luôn rồi. Nhờ đó mà anh có thêm ba loại sức mạnh. Tiểu thần chui ra ngoài rồi biến thành hình dạng giống con thằn lằn, nhưng toàn thân chỉ có một màu vàng. Đào Như Tuyết cười nói, sau năm lần biến đổi, tiểu thần cũng thay hình đổi dạng rồi. Ngô Bình, anh còn nhận được nhiều lợi ích hơn nó. Anh trêu tiểu thần rồi nói, mày tạm thời tu luyện trên đảo đi, tao phải đi có việc rồi. Hiện tại, anh không biết tình hình bên ngoài thế nào, vì thế cần lên đất liền để thăm thú. Ngô Bình thay đồ, sau đó bay tới Vân Kinh theo chỉ dẫn của bản đồ. Anh bay rất nhanh, sau khi bay hết hồ Ma Long thì tới một khu vực lạ lẫm. Đây là một khu rừng nguyên sinh, nhìn không thấy điểm cuối và một bóng người nào. Theo bản đồ thì anh phải bay qua khu rừng này thì mới có thể đến được Vân Kinh. Ngô Bình bay trên không trung của cánh rừng, tốc độ anh chậm dần, vì anh ngửi thấy có khí tức của bảo dược và thần dược ở đây. Nếu ở đây có thần dược thì sao anh có thể bỏ qua, vì thế anh phóng thần niệm xuống tìm kiếm. Sau khi thiên tượng biến, thần niệm của Ngô Bình đã mạnh hơn trước nhiều, anh có thể phóng đi xa hơn. Đương nhiên, anh không phóng hết toàn bộ, mà chỉ trong phạm vi cần thiết thôi. Nhưng thần niệm chỉ có thể tìm được thứ chính, ví dụ như bây giờ anh tìm thần dược thì nó chỉ tìm thần dược và sẽ bỏ qua những thứ khác. Tìm được dược liệu rồi thì Ngô Bình ghi vào trí nhớ, 5 phút sau, anh đã ghi nhớ 24 điểm có thần dược ở đây. Ngô Bình vạch đường đi rồi tìm một nơi để trú ẩn là một hang động khá sạch sẽ. Ngay sau đó, nguyên thần của anh đã rời khỏi cơ thể, không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều phù chú, chúng tự động kết thành đại trận. Đây chính là năng lực mà nguyên thần của Ngô Bình có được sau thiên tướng biến.